vô số hang lớn nhỏ, gập ghềnh, mỏm đá, người ta không có cách nào thuận lợi tiến vào bên trong. Lục Lâm Thiên do dự một chút, tâm thần lan tràn ra dò xét bốn phía một hồi. Xác định bốn phía không xê tô người, hắn lập tức gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, thân ảnh tiếp vào tông Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh thu nhỏ bằng nắm tay, tiến vào trong hang động. Khi Lục Lâm Thiên ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh đi ra thì hắn đã ở trong một sơn động rộng lớn trong lòng núi. Thế nhưng thứ bên trong sơn động lại khiến cho Lục Lâm Thiên hóa đá. Quả thực đúng là như vậy. Lục Lâm Thiên hít sâu một ngụm khí lạnh, nhìn thạch bích bốn phía trong sơn động. Lúc này có một dây mây màu trắng đường kính chừng một thước ở trong sơn động, chung quanh nó là vô số dây mây nhỏ giống như mạng nhện bao phủ trên bề mặt thạch bích. Mà trên những dây mây này có vô số linh quả nhỏ bằng nắm tay trẻ con, không màu không vị, không có bất kỳ khí tức năng lượng chấn động nào. Đây chính là diễn linh thánh quả, liếc nhìn toàn bộ, ở trên dây mây có không kém 300-400 quả. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ. Từ kinh nghiệm khi thu được diễn linh thiên quả dưới thiên đảo, Lục Lâm Thiên đã biết được diễn linh thiên quả này cũng không sinh trưởng một mình mà có một bầy. Cho nên Lục Lâm Thiên mới đi theo dây mây đi vào, quả thực đã tìm được nơi này. Trong lòng rung động, Lục Lâm Thiên nhìn qua sơn động rộng rãi trước mắt. Số lượng diễn linh thiên quả ước cừng 300-400, một khỏa diễn linh thiên quả cũng đã đủ để làm cho Vũ Vương và Vũ Tôn điên cuồng. Diễn linh thiên quả nhiều như vậy có thể bồi dưỡng được vô số cường giả. Cười nhạt một tiếng, thân ảnh Lục Lâm Thiên như thiểm điện thu mấy trăm khỏa diễn linh thiên quả này vào trong nhẫn chữ vật. Dây mây màu trắng theo đó cũng héo rũ. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên đang muốn tìm chỗ năng lượng nuôi dưỡng diễn linh thiên quả, loại thiên tài địa bảo như vậy nhất định là có nơi phát ra năng lượng thì mới có thể chèo chống được thiên tài địa bảo. Lần trước ở dưới thiên đảo hắn đã đạt được một đống chỗ tốt. Thế nhưng ngay khi Lục Lâm Thiên định tiếp tục tìm kiếm thì cả sơn động bắt đầu lay động giống như sắp sụp đổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, khi hắn đang định rời đi thì lập tức phát hiện ra trên thạch bích phía trước mặt không ngờ lại có một cánh cửa đá khác. Ở trong thạch bích trước mặt không ngờ lại có động thiên. Không có một chút do dự nào, coi như là ngọn núi này ở dưới mặt đất, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng việc mình không thoát ra được. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức nhảy vào trong cánh cửa đá. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên vừa mới tiến vào trong cánh cửa đá thì sơn động rộng lớn bên ngoài đã triệt để sụp đổ. Mà ở trong thạch thất này dường như có một loại cấm chế và lực lượng nào đó khiến cho nó không bị rung chuyển, không có bất kỳ một động tĩnh gì. Tiến vào trong thạch thất, tâm thần của Lục Lâm Thiên lập tức lan tràn ra. Đề phòng có nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, ánh mắt hắn đảo qua thạch thất, lúc này ở bên trong thạch thất có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, một cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra. Thân thể đế giả. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, ở trong thạch thất này chính là một cỗ thi thể, từ khí tức bên trên cùng với trình độ minh mông bàng bạc tuyệt đối là thân thể đế giả. Lúc này nhìn về phía thân thể đế giả, Lục Lâm Thiên không còn rung động như trước nữa. Dù sao thân thể đế giả hắn đã thấy không ít, tăng thêm tu vi của hắn hiện tại, cho nên sự rung động này cũng giảm bớt đi không ít. Chẳng lẽ là đế giả thượng cổ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời. Đòn rằng ở trong hư không bí cảnh có truyền thừa của đế giả thượng cổ, lúc trước ở thời điểm đại chiến có không ít cường giả thượng cổ vẫn lạc ở bên trong. Trong đó có không ít đế giả. Không biết có truyền thừa gì hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, truyền thừa của đế giả, có thể nói đều là một loại lĩnh ngộ truyền thừa. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút chờ mong, nhưng cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút do dự. Từ thân thể đế giả này xem ra đây chính là một vũ đế thượng cổ. Trên phương diện vũ đạo hắn đã bước một chân ra khỏi tôn cấp, nếu như tiếp tục đột phá rất có thể sẽ đột phá thành đế. Phương diện linh giả còn chưa thể đổi kịp. Do dự một hồi lâu, Lục Lâm Thiên vẫn quyết định thu thân thể đế giả này trước, về sau có thời gian rồi nghiên cứu, hiện tại cũng không phải lúc. Trong lòng khẽ động, gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên đem thân thể đế giả này thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ầm ầm, thân thể đế giả này bị nhấc lên. Cả thạch thất lập tức ầm ầm vang vọng, địa phương nơi thân thể đế giả vừa mới khoanh chân ngồi bắt đầu rạn nứt. Một khe hở lớn xuất hiện trên mặt đất, uốn lượn xoay quanh bệ đá, cũng không biết là đi thông tới đâu. Siêu! Thạch thất muốn sụp đổ, Lục Lâm Thiên không có lựa chọn thứ hai, thân thể nhảy vào trong khe hở dưới mặt đất. Phanh phanh! Lục Lâm Thiên vừa mới tiến vào trong khe hở dưới mặt đất thì thạch thất bắt đầu sụp đổ,
một khối đá lớn rơi vào trong khe hở dưới mặt đất, vừa vặn bị khe hở bên trên chặn lại, không có cách nào rơi xuống. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng dọc theo khe hở di chuyển, trong lòng núi ầm ầm vang vọng không ngừng, cả ngọn núi giống như sắp sụp đổ, Lục Lâm Thiên không dám dừng lại một chút nào. Siêu! Khi Lục Lâm Thiên lách mình rời khỏi khe nứt trong vách núi thì cả ngọn núi khổng lồ sau lưng hắn đã sụp đổ, cả sơn mạch ầm ầm vang vọng. Cuối cùng cũng đi ra. Thân ảnh Lục Lâm Thiên phóng lên không trung, nhìn động tĩnh kinh người sau lưng, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Lần này hắn có thu hoạch không ít, khó trách hư không bí cảnh này lại được tất cả mọi người nhớ thương, quả thực khắp nơi đều là bảo vật. Nhìn bốn phía, Lục Lâm Thiên phát giác ra chung quanh là một sơn cốc, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào. Lục Lâm Thiên móc ra địa đồ nghiên cứu cả buổi, thế nhưng cũng chỉ có thể biết được phương hướng đại khái. Trầm tư một hồi, Lục Lâm Thiên cũng không biết mình nên đi nơi nào, bỗng nhiên hắn nhíu mày, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Nửa canh giờ sau, bên ngoài một sơn mạch có xương trắng nồng đậm, một thân ảnh xinh đẹp màu tím có chút chật vật xuất hiện ở trong sơn mạch. Trên tay có một thanh trường kiếm không ngừng lan tràn ra ma khí, người này chính là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Siêu! Một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện cách Nguyên Nhược Lan không xa, thân ảnh lăng không xuất hiện, thậm chí còn không mang theo bất kỳ khí tức chấn động nào. Chỉ là chấn động nhỏ nhoi này khoảng cách không xa cho nên cũng không thoát khỏi tâm thần dò xét của Nguyên Nhược Lan, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Nhìn thân ảnh màu xanh trước mắt, trong mắt nàng hiện lên sự sợ hãi cùng với vui mừng. Lục! Nguyên Nhược Lan mở miệng định nói cái gì đó, thế nhưng đôi mắt xinh đẹp lại trầm xuống, lời nói tới cửa miệng lại bị nuốt lại. Nguyên Minh Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan. Suy nghĩ vừa rồi hẳn nữ nhân này gặp phiền phức gì, bằng vào thực lực của nàng ta không ngờ cũng chật vật như vậy, sợ rằng gặp phải nguy hiểm không nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt, cũng không phải là chuyện tốt gì. Nguyên Nhược Lan bình tĩnh nói, khí tức chật vật biến mất, hai con mắt trong suốt khôi phục vẻ bình tĩnh, giống như nhìn vào cũng khiến cho tim đập nhanh, khí chất trên người khiến cho người ta có cảm giác cao ngạo và tịch mịch. Lại nói quan hệ của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh bây giờ chúng ta gặp mặt cũng không phải là chuyện tốt gì. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt còn có sát ý nhàn nhạt. Thiên Địa Minh dám làm vậy với hắn trước, vậy thì hắn cần gì phải nhân từ. Nguyên Nhược Lan dường như cũng nhận ra sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên, khẽ cười nhạt một tiếng rồi nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Ngươi muốn giết ta sao? Thiên Địa Minh vẫn luôn muốn ta chết, ta muốn giết ngươi cũng là chuyện bình thường. Lục Lâm Thiên nói. Nghe vậy Nguyên Nhược Lan không nói gì, ánh mắt biến ảo, nhìn mây mù trên không trung nói. Trước khi chúng ta giao thủ, ta có thể hỏi ngươi một câu được hay không? Ngươi hỏi đi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt trả lời, Lục Lâm Thiên biết rõ hiện tại mình nên làm cái gì. Nguyên Nhược Lan tuy rằng là nữ nhân, thế nhưng tuyệt đối không phải là nữ nhân bình thường. Nếu như không có ân oán giữa Thiên Đạo Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta có thể trở thành bằng hữu hay không? Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, có chút sợ hãi trước khi biết đáp án, đồng thời lại có chút chờ mong. Lục Lâm Thiên không biết Nguyên Nhược Lan có ý gì, thế nhưng lại lạnh nhạt trả lời. Nếu như không có Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta muốn trở thành bằng hữu cũng không phải là không thể. Chỉ tiếc hiện tại có ân oán giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta gặp nhau cũng không phải là một chuyện tốt. Ta có chút hâm mộ Lam Linh. Nguyên Nhược Lan mỉm cười, nụ cười có vẻ đắng chát. Dừng một lát, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta biết rõ dùng thực lực của ngươi hiện tại ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta sẽ cố hết sức, sớm biết lúc trước ngươi đã sắp xếp tất cả như vậy, mà ngay cả Thiểm Điện Thái Sư Thúc cũng vẫn lạc, ta không nên nhắc nhở ngươi. Mà là nên nhắc nhở người Thiên Địa Minh rời khỏi đó. Ở trong thành Cự Giang chính là ngươi truyền tin tức cho ta. Lục Lâm Thiên nghe vậy trong lòng thoáng run rẩy, ở trong thành Cự Giang có người truyền tin tức nói hắn rời khỏi, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này nghe ý tứ trong lời nói của Lục Lâm Thiên, sợ rằng người đó hơn phân nửa chính là nàng. Ta chỉ vẽ vời cho thêm chuyện mà thôi, không ngờ ngươi đã sớm có sắp xếp. Ma kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan run lên, ma khí lan tràn, chân khí khởi động, lần nữa khôi phục khí chất lạnh lùng, nói nhỏ. Ngươi động thủ đi. Ngươi đi đi, ta đổi ý rồi. Lúc này ta sẽ không động thủ, lần sau sẽ không như thế nữa.
Lục Lâm Thiên nói, thân ảnh lóe lên, dường như muốn rời khỏi nơi này. Lục Lâm Thiên, tại sao ngươi lại không giết ta? Giết ta đối với Thiên Địa Minh là đả kích cực lớn, đối với Thiên Kiếm Môn thì đả kích càng lớn hơn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút nghi hoặc, không lâu trước Đế Đạo Minh xuất động 8 chuẩn đế nửa đường chặn giết đám người các nàng. Nàng nguy hiểm mới thoát thân được ra, mục tiêu của 8 chuẩn đế chính là nàng. Lần sau ta sẽ không lưu tình. Lục Lâm Thiên nói. Phụt. Nguyên Nhược Lan còn muốn nói tiếp gì đó, miệng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng thêm tái nhợt, Ngươi làm sao vậy? Lục Lâm Thiên vốn muốn rời đi, nhìn thấy vẻ mặt Nguyên Nhược Lan lúc này dường như bị trọng thương. Sợ rằng ở trong hư không bí cảnh này gặp cường giả Đế Đạo Minh nhất định sẽ mất mạng. Lục Lâm Thiên do dự một chút, thân ảnh lóe lên đi tới bên người Nguyên Nhược Lan. Không ngờ ngươi lại quan tâm tới sự sống chết của ta. Ta không có chuyện gì quá lớn, chỉ gặp phải một trận pháp thượng cổ mà thôi, bên trong gặp phải công kích, môn nhân phần đông đã bị phân tán. Nguyên Nhược Lan dùng ống tay áo màu tím lau sạch vết máu nơi khóe miệng, khẽ cười khổ nhìn Lục Lâm Thiên. Dường như nàng cũng không muốn để cho Lục Lâm Thiên nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này. Tiếp đó nàng nhanh chóng nhét mấy khỏa đan dược vào cái miệng nhỏ nhắn của mình. Không có việc gì là tốt rồi. Trước tiên ngươi cứ chữa thương đi, ta giúp ngươi hộ pháp một đoạn thời gian ngắn. Lục Lâm Thiên cũng không muốn nhận ân huệ của người khác, đặc biệt là ân huệ của Nguyên Nhược Lan của Thiên Địa Minh. Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đại chiến. Ở trong thành Cự Giang là Nguyên Nhược Lan mật báo, bất kể như thế nào hắn cũng đã thiếu nợ ân tình của nàng. Cảm ơn. Nguyên Nhược Lan không cự tuyệt, nàng biết rõ tình huống bây giờ của mình. Nếu không chữa thương thì một lúc nữa tình huống sẽ cực kỳ không ổn. Nàng lập tức tìm một đỉnh núi bằng phẳng khoang chân mà ngồi. Bắt đầu từ từ điều tức, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, suy nghĩ một hồi rồi bố trí một đạo cấm chế trên đỉnh núi rồi cũng khoanh chân ngồi. Bắt đầu luyện hóa linh lực của mấy linh tôn thôn phệ vài ngày trước. Một lát sau thủ ấn được kết, Lục Lâm Thiên chậm rãi tu luyện, luyện hóa linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể. Vốn linh lực thôn phệ vào bên trong cơ thể vốn đã là linh lực, Lục Lâm Thiên chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể sử dụng được. Bốn linh tôn thấp trọng, cùng một linh tôn bát trọng, tuy rằng không phải quá khổng lồ, thế nhưng cũng không tính là ít. Những linh lực này chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển thành linh lực tràn vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Một lát sau Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái luyện hóa, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt mà vô hình. Khí tức trên người trong lúc vô hình từ từ tăng lên. Đương nhiên lúc này tu vi của Lục Lâm Thiên đã là linh tôn cửu trọng, khí tức tăng lên so với lúc trước tăng chậm không ít, thế nhưng so với bình thường mà nói cũng đã đủ để hù chết người. Trong đầu, bên cạnh tiểu hồn anh, kim đao màu vàng giống như tên thổ phỉ trong đầu Lục Lâm Thiên theo tiểu hồn anh xoay tròn. Một đám năng lượng linh hồn lập tức bị thôn phệ vào trong thân đao, giống như là một cái động không đáy. Đại hồn anh ở trong đầu lúc này vẫn đang tiếp tục luyện hóa tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ, một đạo tàn hồn của yêu đế, đối với đại hồn anh mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Loại luyện hóa này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm giác được hiện tại đại hồn anh đang cực kỳ khoan khoái, dễ chịu. Thời gian chậm rãi trôi qua, hư không bí cảnh đã mở ra được một đoạn thời gian ngắn. Cơ hồ tất cả tán tu tôn cấp trên đại lục đều tiến vào bên trong. Người có tu vi tôn cấp trong các sơn môn trên đại lục cũng tiến vào bên trong không ít. Chuyện hư không bí cảnh mở ra tạm thời khiến cho đại lục phong vân bởi vì Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh tạm thời lắng xuống. Tất cả cường giả trong các sơn môn lớn đều tiến vào trong hư không bí cảnh. Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh ở trong Đông Hải giằng co, nhất thời cũng không tạo thành động tĩnh quá lớn, thế nhưng chiến đấu nhỏ thì xảy ra không ngừng. Dưới công kích của Đế Đạo Minh, hai minh chiến đấu nhỏ không ít, Thiên Địa Minh thua nhiều thắng ít, cũng tổn thất không ít. Ở trong hư không bí cảnh, vô số người có tu vi tôn cấp tiến vào bên trong, tất cả đều muốn tìm kiếm cơ duyên. Tranh đoạt lớn nhỏ cũng xảy ra không ít, tăng thêm Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh không vừa mắt nhau, còn có nguy hiểm trong hư không bí cảnh, người vẫn lạc ở bên trong không ít. Sương mù trắng bao phủ tầng trời thấp, bên trong sơn mạch xanh ngắt. Đại thụ che trời nồng đậm, hiện ra một màu xanh ngắt. Siêu siêu, mười mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện ở tầng trời thấp, từng cỗ khí tức bàng bạc lan tràn. Từng đạo thân ảnh hiện lên, ánh mắt sắc bén quét qua sơn mạch,
khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể lan tràn ra, cả đám đều có thực lực không tồi. Khí tức trong này rất không bình thường, có lẽ ở gần nơi này. Một lão giả nhìn bốn phía, thân thể khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ âm trầm. Cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng có cơ duyên lớn. Tiếp đó cả đám cẩn thận tìm kiếm trong sơn mạch. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Phù! Nguyên Nhược Lan hút ma khí quanh thân vào thân thể, khuôn mặt tái nhợt khôi phục vẻ hồng nhuận, dường như cũng không còn gì đáng ngại. Miệng thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, ánh mắt cực kỳ động lòng người, đồng thời cũng hiện lên vẻ cao ngạo và tịch mịch. Khiến cho người khác khó có thể tới gần. Nhìn nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi cách đó không xa, trong ánh mắt cao ngạo mà tịch mịch kia của Nguyên Nhược Lan hiện lên vẻ rung động. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú tới nhập thần, đồng thời cũng cực kỳ kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng được khí thức của Lục Lâm Thiên đang dùng một loại tốc độ như bay mà tiến bộ. Tại sao lại nhanh như vậy? Nguyên Nhược Lan nghi hoặc, tốc độ tu luyện như vậy quả thực đáng sợ, quả thực giống như là thẳng tắp bay lên vậy. Siêu! Một lát sau Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, thu hồi thủ ấn, linh lực thu vào trong cơ thể. Thời gian 3 ngày, số linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể trước đó đã bị Lục Lâm Thiên luyện hóa gần hết, tuy rằng có tu vi linh tôn cửu trọng thế nhưng cũng không luyện hóa được gần hết. Tốc độ tu luyện của ngươi quá kinh khủng. Nguyên Nhược Lan đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên không có trả lời mà nhìn Nguyên Nhược Lan, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Đoán chừng Nguyên Nhược Lan này cũng có chút bí pháp hoặc là thủ đoạn khác, bằng không tốc độ khôi phục sợ rằng sẽ không nhanh như vậy. Ngươi đã khôi phục không kém rồi, ở thành Cự Giang ta thiếu nợ ngươi, coi như ta đã trả lại cho ngươi. Ngươi có thể đi. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức thu hồi cấm chế trên đỉnh núi. Lần sau chúng ta gặp mặt sẽ như thế nào? Nguyên Nhược Lan nghe vậy, đôi mắt như nước nhìn Lục Lâm Thiên hỏi một câu. Ta sẽ không khách khí nữa. Lục Lâm Thiên nói. Đã như vậy chúng ta tạm thời không nên tách ra thì hơn. Tránh cho lần sau vừa thấy mặt ngươi lại động thủ với ta. Mà ta còn chưa nắm chắc đối phó với ngươi. Ở cùng ngươi một chỗ, ta cũng cảm giác an toàn hơn một chút. Nếu như ngươi không đuổi ta thì ta sẽ đi theo ngươi một đoạn thời gian ngắn, được không? Nguyên Nhược Lan gật đầu, giống như là suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng cười nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sững sờ, hành động này của Nguyên Nhược Lan khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên, nhìn Nguyên Nhược Lan, Lục Lâm Thiên không biết trong lòng nữ nhân này nghĩ cái gì, hắn nói. Tùy ngươi, nếu như ngươi đuổi theo được thì đi. Dứt lời. Thanh âm Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Chính miệng ngươi nói đó nha. Nguyên Nhược Lan dịu dàng cười, bộ váy màu tím nhẹ nhàng phiêu động, thân ảnh như thiểm điện đi theo sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn không ngờ Nguyên Nhược Lan này lại đi theo thật. Hắn cũng không có toàn lực tăng tốc, dù sao còn phải tìm kiếm bảo vật trong sơn mạch này. Nguyên Nhược Lan vẫn theo đuôi Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn vào bóng lưng Lục Lâm Thiên, cũng không có lên tiếng. Rốt cuộc ngươi muốn đi tới khi nào? Nếu như bị người của Thiên Địa Minh nhìn thấy minh chủ như ngươi đi theo ta cùng một chỗ, sợ rằng Thiên Kiếm Môn các ngươi sẽ gặp phiền phức. Một giờ sau, Lục Lâm Thiên nhíu mày, có một người Thiên Địa Minh đi theo phía sau quả thực có chút không tiện. Nguyên Nhược Lan mỉm cười nói. Không sao, nhìn thấy thì ta sẽ giải thích, kỳ thật nếu không phải Thiên Địa Minh có tư tâm thì Đế Đạo Minh các ngươi cũng không có cách nào ngăn chặn được Thiên Địa Minh. Không đáng tiếc Thiên Địa Minh các ngươi vì tư tâm của mình cho nên mới kết minh. Lục Lâm Thiên nói. Chẳng lẽ Đế Đạo Minh ngươi liên kết lại, trong tất cả các sơn môn lớn không có tư tâm sao? Không có tư tâm thì làm sao có thể kết minh được? Nguyên Nhược Lan cười nhạt một tiếng. Lục Lâm Thiên nghe vậy thân thể thoáng dừng lại. Nguyên Nhược Lan nói đúng, trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được tất cả các sơn môn lớn kết minh với Phi Linh Môn dường như cũng có mưu đồ. Thậm chí là toan tính, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không biết. Ta nói đúng không? Nguyên Nhược Lan tiến lên đứng song song với Lục Lâm Thiên, khẽ than nói. Chỉ là Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh có chỗ khác nhau. Cũng bởi vì ngươi cho nên cả Đế Đạo Minh trong tay ngươi sẽ không có người khác nói cái gì. Mà mặc dù ta là Minh Chủ Thiên Địa Minh, thế nhưng ta chỉ là Bình Phong mà thôi. Người chính thức quyết đoán chưa tới phiên ta làm chủ. Nếu như Thiên Địa Minh nằm trong tay ta, tình huống hiện tại của Thiên Địa Minh ít nhất không phải khắp nơi bị quản chế như bây giờ.
Đáng tiếc thiên địa minh lại không rơi vào trong tay ngươi. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi nói. Lúc này hắn lại nhìn Nguyên Nhược Lan bằng con mắt khác, nữ nhân này cũng cực kỳ đáng sợ. Ta biết rõ. Nguyên Nhược Lan cười khổ nói. Chúng ta không nói chuyện thiên địa minh và đế đạo minh nữa. Lần sau gặp mặt hơn phân nữa ngươi sẽ giết ta. Có lẽ ta sẽ không sống bao lâu nữa, cho nên ngươi nói chuyện khác đi. Có lẽ ngươi cũng có thể giết được ta cũng không biết chừng. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan bên cạnh, lại nhìn bốn phía, tâm thần dò xét chung quanh. 12 chuẩn đế không giết được ngươi, ta tự biết thân biết phận. Nguyên Nhược Lan cười nói. Ồ, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên dừng lại trên không trung, trong tâm thần dò xét của hắn dường như có phát hiện gì đó. Khí tức bên này dường như có chút không giống. Dưới tâm thần dò xét của Nguyên Nhược Lan, lúc này nàng cũng phát hiện ra khí tức ở nơi này có chút không đúng. Tìm được rồi. Dưới tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên, thân ảnh có chút nghi hoặc cùng với vui mừng, lập tức phóng về phía bên trái. Nguyên Nhược Lan sững sờ một lát rồi cũng theo sau lưng Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Trong sơn mạch yên tĩnh, thanh âm xé gió vang vọng không ngừng, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện dưới một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi khổng lồ. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm ra xích được một cỗ khí tức mênh mông, bàng bạc đang từ bên trong ngọn núi khổng lồ này lan tràn ra. Bên trong ngọn núi này có một cỗ khí tức chấn động kinh người, cực kỳ bất phàm. Thân ảnh Nguyên Nhược Lan đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên, cỗ khí tức bàng bạc trong ngọn núi này cũng không thể tránh khỏi sự dò xét của nàng. Đi xem. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức đánh về phía ngọn núi. Coi chừng, dường như có chút cổ quái. Nguyên Nhược Lan nhắc nhở Lục Lâm Thiên, thế nhưng lúc này đã không kịp, bởi vì Lục Lâm Thiên đã xông vào bên trong. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn truyền tới, ngay khi Lục Lâm Thiên đặt chân lên không trung phía trước, thân ảnh lóe lên, gợn sóng trong không gian lắc lư, ở trong mặt đất đột nhiên có một đầu thổ long cực lớn lao ra. Thân thể khổng lồ chừng hơn 1000 thước, giống như là vật còn sống, đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thứ gì vậy? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Quang mang chớp động, thanh linh khải giáp được bố trí quanh thân, ngay lúc đó một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo lập tức đập về phía thổ long. Phanh! Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, thổ long khổng lồ lập tức nứt vỡ từng khúc, hóa thành bụi đất ngập trời, tạo thành một tòa núi nhỏ dưới mặt đất. Thực lực thật mạnh! Lục Lâm Thiên dùng một quyền đánh nát thổ long, thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Công kích của một đầu thổ long này đủ chống lại vũ tôn cửu trọng, rất khủng bố. Ngao ngao. Cùng lúc, trên mặt đất lần nữa ầm ầm chấn động giống như là địa chấn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan, mặt đất rạn nứt, sơn mạch chung quanh đất rung núi chuyển, ở trong khe nứt dưới mặt đất có 9 đầu thổ long lần nữa rít gào chui lên. 9 đầu thổ long từ dưới mặt đất chui lên, tựa như vật còn sống, hai mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan, bao phủ hai người vào bên trong. 9 đầu thổ long thân thể hơn 1000 thước. Trên người còn có lân phiến bằng bùn đất, toàn thân được quang mang màu vàng đất bao phủ, vô số bụi đất cùng đá vụn ngưng tụ ở bên ngoài thân thể, còn có một loại bí văn huyền ảo quanh quẩn. Ta nghĩ chúng ta gặp phiền phức rồi. Thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan lóe lên, cười khổ đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Không ngờ thực lực những đầu thổ long này lại không tệ, thế nhưng còn chưa làm khó được ta. Lục Lâm Thiên nói, khí tức tập trung lên người 9 đầu thổ long. 9 đầu thổ long này sợ rằng tương đương với 9 vũ tôn cửu trọng, thế nhưng đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, đã không tạo được uy hiếp gì quá lớn. 9 đầu thổ long này hẳn là do năng lượng thuộc tính thổ ngưng tụ thành, vấn đề không phải nằm ở trên người 9 đầu thổ long này mà là hiện tại chúng ta đã bị nhốt trong đại trận. Không ngờ ta vừa mới may mắn thoát khỏi một đại trận thượng cổ thì lại cùng ngươi xông vào một đại trận khác. Nguyên Nhược Lan cười khổ nói. Ngao ngao. 9 đầu thổ long rít gào, đồng thời đánh về phía Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan, trong lúc mơ hồ mang theo một cỗ long uy, khí tức bàng bạc phủ xuống khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Hư ảnh 9 đầu thổ long tựa như sao băng lao ra, những nơi nó đi qua không gian bạo liệt, không gian ven đường bị phá hủy mang theo vết nứt không gian đen kịt. Tốc độ nhanh như thiểm điện lao về phía Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan. Năng lượng thuộc tính thổ ngưng tụ thành sao? Vậy thì thử thời không lao ngục đi. Trong đôi mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có tinh quang tuôn ra, thời không lao ngục thuộc tính mộc lấy thân thể làm trung tâm lan tràn ra.
lực lượng ngũ hành tương khắc bao phủ lên người chín đầu thổ long. Ngao ngao, Nguyên Nhược Lan đang định ra tay thì đột nhiên nhìn thấy chín đầu thổ long bị giam cầm, không có cách nào nhúc nhích, toàn thân giống như bị giam cầm, quang mang trên người bắt đầu ảm đạm. Có bụi đất ngập trời giống như mưa phùn từ trên thân thể khổng lồ rơi xuống. Chín đầu thổ long bị nhốt, thân thể khổng lồ giãy giụa, thế nhưng lại không thể tiến thêm nửa tấc. Thậm chí thân thể khổng lồ còn đang chậm rãi phai nhạt, căn bản không có cách nào giãy giụa. Phá! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trong thời không lao ngục thuộc tính mộc, chín chiếc cọc gỗ cực lớn lăng không ngưng tụ ra, hung hăng đánh vào trên đầu chín đầu thổ long. Ầm ầm ầm. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, ở trong không gian lập tức xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Chín đầu thổ long hóa thành mảnh vỡ tiêu tán, rơi xuống phía dưới, tạo thành chín đỉnh núi. Thật mi anh! Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Nguyên Nhược Lan rung động. Công kích của chín đầu thổ long này nàng đã nhìn ra, thực lực tuyệt đối có thể so được với vũ tôn cửu trọng. Thế nhưng không ngờ trong vòng một chiêu lại bị Lục Lâm Thiên phá hủy. Chỉ một cái giơ tay mà thôi, thực lực như vậy nàng hiện tại không thể làm được. Đến lúc này nàng mới hiểu ra tại sao bên ngoài thành cự giang Lục Lâm Thiên có thể đánh chết mấy chuẩn đế, lúc trước nàng nhận được tin tức này đã vô cùng khiếp sợ tới mức không thể tin được. Siêu! Lục Lâm Thiên đánh nát chín đầu thổ long, trong giây lát gợn sóng trong không gian lóe lên, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức biến đổi. Không gian sơn mạch bao la lập tức biến thành một không gian hoang vu, không gian sơn mạch đã biến mất không thấy gì nữa. Ở trong không gian hoang vu cũng bao la vô cùng, khắp nơi đều là những ngọn núi chọc không có lấy một ngọn cỏ. Gió nhẹ nhẹ thổi qua không gian, có một loại cảm giác u ám, cũng không biết những cơn gió này là từ đâu thổi tới. Chúng ta đã hoàn toàn bị vây trong trận này rồi. Nguyên Nhược Lan nhìn bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Hối hận rồi sao, đáng lẽ ngươi không nên đi theo ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn bốn phía, dù sao cũng đã đi tới. Suốt ruột cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đường ra mà thôi. Sau khi Nguyên Nhược Lan nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, bở môi khẽ mở, nói. Ta không hối hận, coi như là vĩnh viễn không ra khỏi nơi này ta cũng không hối hận. Ít nhất giữa ta và ngươi sẽ không xảy ra trận chiến sinh tử. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan không nói gì, đột nhiên ánh mắt biến đổi. Sao vậy? Nguyên Nhược Lan nhìn sắc mặt Lục Lâm Thiên, kết luận nhất định Lục Lâm Thiên đã phát hiện ra thứ gì đó. Có người so với chúng ta còn đi vào nơi này nhanh hơn. Tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên so với Nguyên Nhược Lan mạnh hơn, cũng đủ chứng minh linh hồn lực của hắn so với Nguyên Nhược Lan không chỉ mạnh hơn một tí. Nghe vậy ánh mắt Nguyên Nhược Lan lén lút biến đổi. Trên đường đi cơ hồ tất cả các dấu hiệu Lục Lâm Thiên đều phát hiện sớm hơn nàng, chứng tỏ linh hồn lực của đối phương so với nàng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong không gian hoang vu lúc này có một nơi giống như sơn cốc. Ở nơi này không ngờ lại có một cung điện cực lớn, vô cùng khổng lồ màu xám, lộ ra khí tức âm trầm. Dường như chúng ta bị nhốt trong đại trận. Lúc này ở trong đại điện có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong, sắc mặt cả đám vô cùng ngưng trọng. Đây là một đại trận thượng cổ, có lẽ chúng ta phá vỡ trận này sẽ có thu hoạch cực lớn. Một lão giả áo lam đánh giá bốn phía, ánh mắt ngưng trọng. Ai cũng biết muốn phá vỡ trận pháp này phải dựa vào vận khí. Hoàng sư đệ, Lưu sư muội, hai người đối với trận pháp có không ít nghiên cứu, có biện pháp nào hay không? Một lão giả tầm 70 tuổi nói với lão giả áo lam cùng với một mỹ phụ trung niên. Đại trận thượng cổ cũng không dễ phá giải, cần một ít thời gian. Hai người đã sớm nghiên cứu cẩn thận chung quanh. Coi chừng, có người tới. Ánh mắt lão giả 70 tuổi kia đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Lúc này có hai đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung bên ngoài đại điện. Hai người đáp xuống, một nam một nữ, nam mặc áo bào xanh, ánh mắt thâm thúy mà sáng ngời như sao. Nữ mặc bộ váy dài bồng bềnh, khí chất cao ngạo mà cô tịch, trong lúc vô hình mang theo một tia ma khí. Là người của Huyền Sơn Môn, lúc này Huyền Sơn Môn đi vào trong đây 20 người. Cũng là đội ngũ cường hãn nhất trong các sơn môn của Thiên Địa Minh vào bên trong. Đây cũng là mấy người chủ chốt của Huyền Sơn Môn. Đầu lĩnh chính là Hỏa Sơn Tôn Giả, Tu Vi Chuẩn Đế. Huyền Tuyệt Tôn Giả mà các ngươi đánh chết khi trước là sư đệ của Hỏa Sơn Tôn Giả này. Nguyên Nhược Lan nhìn đám người trong đại điện, sắc mặt lập tức biến hóa, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên.
Ngươi ở cùng ta một chỗ sợ rằng sẽ có chút phiền phức. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với Nguyên Nhược Lan, thế nhưng trong lòng thì thầm than thực lực của Huyền Sơn môn này quả thực cường hãn. Sau khi giết một chuẩn đế lại phái ra một chuẩn đế khác. Nội tình trong các đại môn đại phái quả thực vô cùng đáng sợ. Ánh mắt đảo qua đại điện, dưới tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên lúc này ở trong đại điện tổng cộng có 12 người. Thực lực của 12 người này Lục Lâm Thiên cũng đã hận ra. Trừ Hỏa Sơn tôn giả là chuẩn đế ra thì còn có một linh tôn thất trọng, một vũ tôn cửu trọng. Còn lại đều là vũ tôn ngũ trọng tới vũ tôn nhất trọng. Trong đó còn có một linh tôn nhất trọng, thực lực chỉnh thể vô cùng cường hãn. Nguyên Minh Chủ. Đám người trong Huyền Sơn môn lập tức nhận ra Nguyên Nhược Lan, cơ hồ tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, hắn chính là Lục Lâm Thiên. Trong hơn chục người này có người lập tức nhận ra Lục Lâm Thiên. Chỉ cần là người gặp qua thân ảnh màu xanh này sợ rằng sẽ không quên được. Đặc biệt là đối với người của Thiên Địa Minh. Bày trận. Ánh mắt lão giả 70 tuổi kia biến đổi, trong mắt hiện lên sát ý cùng với ngưng trọng. Siêu siêu. Cơ hồ là cùng lúc 12 người kia từ trong đại điện bắn ra. 12 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bên ngoài đại điện. Đem hai người Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan bao phủ vào bên trong. Bố trí Thiên Cương Thiên Linh trận. Cơ hồ tất cả cường giả Huyền Sơn môn hét lớn, từng đạo thân ảnh hóa thành lưu quang lướt lên không trung. Từng tiếng xé gió vang vọng mang theo năng lượng phô thiên cái địa tuôn ra. 12 người cùng lúc xuất hiện ở giữa không trung, trong lúc mơ hồ có chút huyền ảo. Siêu siêu, chân khí, linh lực từ trong cơ thể 12 cường giả Huyền Sơn môn tuôn ra, dây dưa vào với nhau. Trong nháy mắt ngắn ngủi chân khí linh lực của 12 người khởi động, khiến cho cả không trung phong vân biến sắc. Năng lượng mênh mông bao phủ cả cung điện khổng lồ sau lưng, uy năng kinh khủng lan tràn khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng cực kỳ rung động. Trận pháp hợp kích không tệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để mắt. Trong đôi mắt đen kịt của hắn hiện lên sát ý, Huyền Tuyệt tôn giả của Huyền Sơn môn kia chính là người đánh trọng thương đại ca Dương Quá. Lúc này đỡ upsilon.ng phải người Huyền Sơn môn. Hắn há có thể buông tha. Nguyên Minh Chủ, sao ngươi lại ở cùng một chỗ với Lục Lâm Thiên? Trong đại trận, trên khuôn mặt già nua của Hỏa Sơn tôn giả hiện lên vẻ âm trầm. Hỏa Sơn tiền bối, nói thì rất dài dòng, thế nhưng lúc này chúng ta đều bị vây ở trong đại trận thượng cổ này. Ta cảm thấy trước tiên mọi người nên nghĩ biện pháp ra ngoài thì tốt hơn. Nhiều người lực lớn, theo ta được biết Hoàng trưởng lão và Lưu trưởng lão đối với trận pháp đều có nghiên cứu. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Lúc này liều mạng người chết ta sống cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Hỏa Sơn tôn giả, lời này dường như cũng là nói cho Lục Lâm Thiên nghe. Cùng lúc nàng cũng không muốn cho Huyền Sơn môn động thủ với Lục Lâm Thiên. Nếu như động thủ, nàng cảm giác sợ rằng bên chịu thiệt hơn phân nửa là Huyền Sơn môn. Đứng ở lập trường của Thiên Địa Minh nàng không muốn Huyền Sơn môn bị tổn thất. Lời nói của Nguyên Nhược Lan khiến cho sắc mặt Hỏa Sơn tôn giả biến hóa. Lúc này thanh danh của Lục Lâm Thiên bên ngoài khiến cho ngay cả bản thân hắn là chuẩn đế cũng không có nắm chắc khi ra tay với Lục Lâm Thiên. Đồn rằng kẻ này vô cùng đáng sợ cho nên hắn vừa mới thấy Lục Lâm Thiên thì lập tức bố trí trận pháp hợp kích. Đây cũng là thứ mà Huyền Sơn môn chuẩn bị trước khi vào hư không bí cảnh, chủ yếu là đề phòng trường hợp gặp Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Đối với người của Huyền Sơn môn đương nhiên hắn không có chút khách khí. Thế nhưng nghe lời nói của Nguyên Nhược Lan, dường như lúc này ở trong Huyền Sơn môn có người tinh thông về trận pháp, chuyện này khiến cho ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Hiện tại đang bị nhốt ở trong đại trận, ngược lại cũng cần người tinh thông trận pháp. Nhìn vẻ mặt Hỏa Sơn tôn giả cùng với mọi người biến hóa, Nguyên Nhược Lan lại nói với hai người Lục Lâm Thiên và Hỏa Sơn tôn giả. Hỏa Sơn tiền bối, Lục Minh Chủ. Tạm thời dừng tay được không? Bằng không ta sợ rằng tất cả chúng ta sẽ không có ai đi ra ngoài được. Ân oán của Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh tạm thời gác lại cũng không sao. Hai người nghĩ sao? Tốt, ta không có ý kiến. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sát ý trong mắt biến mất không thấy. Muốn đối phó với đám người Huyền Sơn môn này cũng không cần vội. Hỏa Sơn tôn giả âm trầm, động thủ bản thân hắn cũng không có nắm chắc. Thậm chí dưới hung danh của Lục Lâm Thiên, trên phương diện tâm lý hắn còn có một cỗ áp lực không hiểu. Được, ta cũng không có ý kiến.
chỉ là hy vọng kẻ nào đó không nên âm thầm dùng thủ đoạn vô sỉ thì tốt hơn. Hỏa Sơn Tôn giả nói mỉa, đương nhiên mục tiêu chính là Lục Lâm Thiên. Hắn có chút sợ hãi nếu như lúc đó Lục Lâm Thiên tự nhiên làm khó dễ, khiến cho ngay cả cơ hội bày trận bọn họ cũng không có. Đủ loại thủ đoạn vô sỉ dường như chỉ có Thiên Địa Minh các ngươi gần đây mới hay làm a. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, tâm thần liên hệ vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nói với Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến. Khiên sư huynh, huynh có nghiên cứu về trận pháp hay không? Ta quên nói cùng ngươi, Tam Thần Động chúng ta trừ Tam Thần Thiên Biến Quyết là tuyệt nhất ra thì cái thứ hai chính là trận pháp. Hôm nào nếu như đệ rảnh có thể nghiên cứu một phen. Nói tới trận pháp, trên đời này trừ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn kia của đệ, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể lọt vào mắt sư huynh ta. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Khiên Bách Biến ngạo nghễ nói. Khiên sư huynh, huynh đừng thổi gió nữa, hiện tại ta cùng với người Huyền Sơn môn bị vây trong một đại trận thượng cổ, huynh đi ra hỗ trợ đi. Lục Lâm Thiên lần nữa truyền âm, hắn cũng không ngờ Khiên Bách Biến lại có nghiên cứu với trận pháp. Người này cũng đủ yêu nghiệt, có thể tu luyện thành công Tam Thần Thiên Biến Quyết đã đủ để xưng danh yêu nghiệt. Rút lui. Hỏa Sơn Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt co rúm lại, một lát sau mới phất tay nói với chúng cường giả Huyền Sơn môn chung quanh. Đám người Huyền Sơn môn thu chân khí, linh lực lại. Cả không trung gió nổi mây phun lúc này mới dần trở lại bình thường. Thế nhưng ánh mắt 12 người này lại cực kỳ cảnh giác nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Hoàng sư đệ, Lưu sư muội, hai người tiếp tục phá trận đi. Hỏa Sơn Tôn giả, ngụ ý là hai người phá trận còn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Vâng. Lão giả và Mỹ phụ nhân đáp một tiếng, thân ảnh lóe lên, đi tới một bên bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Cùng lúc trong tay Lục Lâm Thiên, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh, khí tức mênh mông hủy diệt lan tràn khiến cho đám người Hỏa Sơn Tôn giả cảnh giác không thôi. Khiên Bách Biến dùng bộ dáng vốn có từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh đi ra, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng một lần nữa được thu vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Chuyện này khiến cho môn nhân Huyền Sơn môn thở dài một hơi. Khiên Bách Biến xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt đảo qua đám người Huyền Sơn môn, cuối cùng nhìn vào người Hỏa Sơn Tôn giả, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc cùng cảnh giác. Khi thấy Nguyên Nhược Lan bên người Lục Lâm Thiên thì ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, huynh nhìn xem trận pháp này đi, chúng ta bị nhốt ở bên trong. Lục Lâm Thiên nói với Khiên Bách Biến. Nhìn Khiên Bách Biến, Hỏa Sơn Tôn giả cùng đám người Nguyên Nhược Lan vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này Khiên Bách Biến dùng dung mạo vốn có cho nên bọn họ không biết được. Mà Lục Lâm Thiên xưng hô với Khiên Bách Biến như vậy khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc. Không biết người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Lục Lâm Thiên, cũng không biết lai lịch thế nào. Đại trận này bất phàm. Khiên Bách Biến biết quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và Huyền Sơn Môn, dường như cũng không khó suy đoán ra. Mắt nhìn bốn phía một lát. Thân ảnh sau mấy cái lách mình mang theo ánh mắt ngưng trọng trở lại bên người Lục Lâm Thiên. Có nắm chắc phá vỡ hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, hắn đã sớm nhìn ra đại trận này bất phàm, bằng không hắn cũng không làm phiền Khiên Bách Biến. Thời gian bố trí trận pháp này rất dài, muốn phá giải có lẽ cũng có cơ hội, bằng không sợ rằng cũng không có cách nào phá giải. Thế nhưng hiện tại phải cho ta một chút thời gian. Khiên Bách Biến do dự một lát rồi nói với Lục Lâm Thiên. Được, vậy làm phiền sư huynh. Lục Lâm Thiên gật đầu, cần có thời gian mới phá vỡ được đại trận này, chung quy còn hơn so với cứ ở trong đại trận mà không thể thoát ra được. Thân ảnh Khiên Bách Biến lóe lên, lập tức nghiên cứu trận pháp khắp nơi, những người còn lại của Huyền Sơn Môn thì cẩn thận đề phòng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cùng với Nguyên Nhược Lan bình tĩnh đứng đó. Đám người Huyền Sơn môn này rõ ràng cũng có ý tứ để phòng Nguyên Nhược Lan, chuyện này khiến cho Nguyên Nhược Lan khẽ than trong lòng. Đế Khôi. Nhìn bốn phía, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong đại điện kia một vòng, thế nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, ánh mắt biến đổi, lập tức gọi Đế Khôi ra. Đế Khôi vừa mới ra, một cỗ khí tức sát phạt lan tràn, uy thế kinh người tràn ngập khiến cho đám người Huyền Sơn môn bên ngoài đại điện biến sắc. Cỗ khí tức sát phạt này khiến cho chân khí linh lực trong cơ thể của bọn họ có dấu hiệu đình trệ. Khôi lỗi chuẩn đế. Ánh mắt Hỏa Sơn Tôn giả cực kỳ kinh ngạc, hắn cũng đã nghe nói qua trên người Lục Lâm Thiên này có một cỗ khôi lỗi chuẩn đế. Dưới cỗ khí tức sát phạt lạnh lẽo kia ngay cả ánh mắt của hắn cũng run run, đồng thời cũng có chút khó coi. Nếu như thực sự động thủ,
một cỗ khôi lỗi chuẩn đế quả thực có thể ngăn lại hắn. Trong đại điện này ai dám bước vào nửa bước đừng trách khôi lỗi của ta không khách khí. Lục Lâm Thiên nhìn đám người này rồi nói, dứt lời, hắn lập tức khoanh chân ngồi ở trong đại điện, bắt đầu tiếp tục luyện hóa linh lực trong cơ thể. Coi như không có sự tồn tại của đám người Huyền Sơn môn ngoài đại điện. Trong nháy mắt quanh thân Lục Lâm Thiên được một vòng quang cháo trong suốt bao phủ, linh lực bị thôn phệ ở trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu. Cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể phá vỡ trận pháp thượng cổ này, Lục Lâm Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhìn Lục Lâm Thiên tu luyện, coi như bọn họ không tồn tại, sắc mặt đám người Huyền Sơn môn lập tức có chút hoài nghi, thế nhưng trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút. Ít nhất điều này cũng chứng minh tạm thời Lục Lâm Thiên không đối phó với bọn họ. Nguyên Nhược Lan nhìn thấy Lục Lâm Thiên tu luyện, không bao lâu sau nàng cũng khoanh chân mà ngồi, đôi mắt xinh đẹp khép hờ điều tức. Trên người nàng lúc này vẫn còn một ít thương thế chưa hoàn toàn khôi phục. Khiên Bách Biến cùng với lão giả, mỹ phụ trung niên của Huyền Sơn môn không ngừng di chuyển trong không gian, tìm tòi khắp nơi. Khi thì nghi hoặc, khi thì sắc mặt ngưng trọng. Trong một sơn động cổ xưa, khí tức mênh mông chấn động, trên bệ đá có một thân ảnh xinh đẹp đang khoanh chân ngồi. Hai mắt trên dung nhan tuyệt mỹ nhắm lại, toàn thân được một cỗ quang mang thần bí mà thánh khiết bao phủ, đây chính là thánh nữ Tử Yên của Thiên Địa Các. Trên quang mang thánh khiết, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn. Lúc này toàn thân Tử Yên đang tiếp nhận một loại năng lượng bàng bạc rót vào, khí tức toàn thân lúc này đang không ngừng kéo lên. Khí tức mênh mông vô cùng rót vào, cũng không biết tới khi nào mới có thể ngừng lại. Phù! Hai ngày sau đó, Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại. Linh lực trên người đều bị luyện hóa, thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Cảm nhận linh lực tràn ngập trong cơ thể lúc này hắn không khỏi mỉm cười. Tuy rằng tu vi linh tôn cửu trọng không có tiến bộ quá mức thực chất, thế nhưng cũng có tiến bộ không tệ. Người của Huyền Sơn môn và Bách Biến tôn giả dường như còn chưa có cách nào phá trận, Khiên Bách Biến nói cần một chút thời gian cho nên Lục Lâm Thiên cũng không biết sốt cuộc Khiên Bách Biến cần bao nhiêu thời gian. Thử Tam Thần Thiên Biến quyết xem thế nào. Do dự một chút, trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới phương pháp tu luyện. Tam Thần Thiên Biến quyết Khiên Bách Biến tu luyện quả thực có chỗ bất phàm, dù lúc này Khiên Bách Biến chỉ tu luyện tới nhân linh biến thế nhưng cũng có không ít tác dụng. Lúc này có thời gian cho nên Lục Lâm Thiên cũng muốn tìm hiểu Tam Thần Thiên Biến quyết này một chút, tìm hiểu một ít cũng không có hại. Hai điểm khó khăn nhất khi tu luyện Tam Thần Thiên Biến quyết chính là thân thể và linh hồn biến hóa. Thân thể phải mềm mại vô cùng thì mới có thể chèo chống được sự biến hóa, mà biến hóa trên phương diện linh hồn thì khó hơn một chút, Cẩn thận nghiên cứu phương pháp tu luyện Tam Thần Thiên Biến quyết tổng đầu, Lục Lâm Thiên cố gắng tìm hiểu kỹ. Mãi một lúc lâu sau trong đầu Lục Lâm Thiên mới ghi nhớ. Lúc này ý định của Lục Lâm Thiên chính là tu luyện tầng thứ nhất nhân linh biến của Tam Thần Thiên Biến quyết. Đầu tiên phải đem thân thể đông cứng trong hàn băng vạn năm, sau đó lại đánh nát. Dùng dược vật đặc thù khôi phục lại. Sau đó lại đông cứng rồi đánh nát. Sau nhiều lần như vậy phối hợp với tâm pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến Quyết, tổng cộng cần 7749 lần mới có thể tu luyện thành công ra bất tử thần thể. Mà tu luyện trên phương diện linh hồn càng thêm kinh khủng, chỉ là tu luyện tầng thứ nhất nhân hồn biến nhất định phải ở trong núi lửa vạn năm, dùng địa tâm chi hỏa phối hợp với đan dược đốt cháy 7749 ngày. Cải tạo linh hồn mới được. Tu luyện linh hồn thì hiện tại Lục Lâm Thiên cũng vô lực, ở trong nơi này cũng không có núi lửa vạn năm. Nhưng mà hiện tại Lục Lâm Thiên cũng chỉ muốn thăm dò một phen mà thôi. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn mà nói cũng không phải là trời sinh xương mềm, bởi vì Lục Lâm Thiên có bất diệt huyền thể cho nên cũng không sợ. Dùng đặc tính của bất diệt huyền thế, Lục Lâm Thiên suy đoán, có lẽ có thể tu luyện thành công cũng không nhất định. Nhớ lại phương pháp tu luyện Tam Thần Thiên Biến quyết tầng thứ nhất, Lục Lâm Thiên bắt đầu nếm thử bước đầu tiên. Đầu tiên phải đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể, dựa theo tâm pháp của Tam Thần Thiên Biến quyết đem linh lực vận chuyển ra toàn bộ thân thể. Sau đó đem linh lực tiếp tục vận chuyển qua các kinh mạch phức tạp trong cơ thể. Muốn để chân khí tràn ngập toàn thân đối với Lục Lâm Thiên mà nói không có vấn đề gì cả, vô cùng dễ dàng. Thế nhưng trên phương diện linh lực mà nói thì hắn chưa thử qua. Lục Lâm Thiên cân nhắc một chút, lập tức bắt đầu thăm dò. Thủ ấn biến hóa, linh lực lan tràn ra, dựa theo lộ tuyến vận chuyển linh lực bắt đầu tràn vào trong kinh mạch. Xảy ra chuyện gì? Một lát sau Lục Lâm Thiên thu lại thủ ấn, hai mắt lập tức mở ra,
trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, giống như không thể tin nổi. Tại sao lại đơn giản như vậy? Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, dựa theo phương pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến Quyết, Lục Lâm Thiên cảm giác điều này quá mức đơn giản tới mức vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Vừa rồi hắn mới đem linh lực vận chuyển một vòng trong kinh mạch và các kinh mạch đặc biệt, một đường vô cùng thông suốt không chút trở ngại, không gặp một chút cách trở nào. Dựa theo kinh mạch đặc biệt này khiến cho linh lực di chuyển trong cơ thể, Lục Lâm Thiên thậm chí còn cảm giác toàn thân mình như mềm đi. Loại phương thức vận hành linh lực trong kinh mạch đặc biệt này giống như là gắn bí văn huyền ảo trong cơ thể vậy. Dẫn động tới một loại năng lượng thần bí, khiến cho thân thể trong lúc vô hình trở nên mềm đi. Dựa theo tin tức trên Tam Thần Thiên Biến Quyết, tu luyện tới bước này người bình thường cần một năm, hắn chỉ mất không tới một phút đồng hồ là có thể thành công. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn không thể tin nổi. Đơn giản như vậy sao? Được rồi, thử xem bước thứ hai. Đơn giản như vậy Lục Lâm Thiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội, tìm kiếm trong nhẫn chữ vật một hồi rồi móc ra một đống lớn linh dược. Những linh dược này tuy rằng đối với người khác là không tệ, bất quá đối với Lục Lâm Thiên mà nói, quả thực không đủ lọt vào trong mắt cho nên Lục Lâm Thiên tìm hồi lâu, thiếu chút nữa không tìm được đầy đủ. Chủ yếu là linh dược bình thường Lục Lâm Thiên cũng sẽ không tùy tiện ném vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau khi tìm được đống lớn linh dược này, Lục Lâm Thiên lập tức móc ra chất linh cốc đỉnh trong nhẫn chữ vật. Thủ ấn biến hóa, bên trong chất linh cốc đỉnh lập tức xuất hiện linh hỏa, đồng thời linh dược cũng bị Lục Lâm Thiên ném vào trong chất linh cốc đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Đối với việc luyện chế những linh dược này dùng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại tự nhiên vô cùng dễ dàng. Lục Lâm Thiên đem linh dược luyện hóa, ở trong chất linh cốc đỉnh hình thành một đống linh dịch tiếp tục hội tụ lại một chỗ. Lúc này Lục Lâm Thiên muốn tu luyện bước thứ hai là bất tử nhân thể, đem toàn thân đóng băng, sau đó đánh nát xương cốt toàn thân, lợi dụng linh dược khôi phục. Không có hàn băng vạn năm, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có biện pháp khác, không cần quá lo lắng. Đem một đống lớn linh dịch luyện chế thành linh dịch, quá trình này đối với Lục Lâm Thiên mà nói chỉ dùng không tới một giờ mà thôi. Nhìn qua hành động kỳ quái của Lục Lâm Thiên, tất cả người của Huyền Sơn Môn đều vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang ở trong đại điện. Đương nhiên không có bất kỳ ai dám tới gần, có khôi lỗi cấp độ chuẩn đế ở đó, ngay cả Hỏa Sơn Tôn giả cũng không dám đặt chân vào, những người khác thì càng không cần phải nói. Nguyên Nhược Lan vốn đang điều tức lúc này cũng bị Lục Lâm Thiên làm kinh động, ánh mắt xinh đẹp ở bên ngoài lẳng lặng nhìn vào trong. Lục Lâm Thiên bận rộn chuyện của mình. Giống như quên đi sự có mặt của Nguyên Nhược Lan và đám người Huyền Sơn Môn, ánh mắt nhìn linh dịch trong chất linh cốc đỉnh, bắt đầu hít sâu một hơi. Đế Khôi, đánh nát thân thể của ta. Lục Lâm Thiên dứt lời, trong giây lát chân khí thuộc tính thủy tuôn ra, đóng băng thân thể của bản thân. Lục Lâm Thiên vô cùng quyết đoán đóng băng bản thân mình, điều này có lẽ cũng có hiệu quả như hàn băng vạn năm. Dùng tu vi của hắn hiện tại. Đem thân thể bản thân đóng băng thì hiệu quả so với hàn băng vạn năm có lẽ cũng không kém là bao. Trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên bị hàn băng dày đặc bao phủ, chân khí bị cắt đứt, một cỗ cảm giác lạnh lẽo lan tràn ra trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Phanh phanh! Dưới sự khống chế của tâm thần Lục Lâm Thiên, Đế Khôi hoàn toàn dựa theo chỉ thị của Lục Lâm Thiên, ầm ầm đánh ra từng quyền một, đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. A hát! Lục Lâm Thiên hoàn toàn không dùng bất diệt huyền thể chống cự, tùy ý để cho Đế Khôi đánh nát thân thể. Tiếng ken két xương cốt bị nghiền nát vang vọng trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nhịn được mà hét thảm một tiếng, tuy rằng có bất diệt huyền thể, thế nhưng loại đau đớn này lại không có cách nào ngăn cản. Bên ngoài đại điện, người của Huyền Sơn Môn và Nguyên Nhược Lan nghẹn họng nhìn chân chối, không có ai biết Lục Lâm Thiên đang làm cái gì. Trong mắt mọi người hiện tại Lục Lâm Thiên đang tự mình làm hại mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chỉ thấy toàn thân Lục Lâm Thiên trong giây lát bị khôi lỗi đánh thành mảnh vỡ, hàn băng trên người bị đánh nát, thanh âm ken két nghiền nát kia không khó nghe ra được. Lúc này sợ rằng xương cốt toàn thân của Lục Lâm Thiên đã nát bấy, lẫn lộn một chỗ với máu tươi. Vết máu ngập tràn. Đương nhiên loại hành vi tự mình hại mình của Lục Lâm Thiên cũng không động tới lục phủ ngũ tạng, chỉ là xương cốt và cơ bắp mà thôi. Làn da bên ngoài bị nghiền ngát, lục phủ ngũ tạng vẫn còn hoàn hảo. Đế Khôi dưới sự khống chế tinh diệu của Lục Lâm Thiên, tận lực giảm bớt thống khổ của bản thân hắn. Lục Lâm Thiên làm gì vậy? Hắn đờ nác muốn tự sát sao? Người của Huyền Sơn Môn nghi hoặc,
chuyện này bất kể là ai sợ rằng so với tự sát cũng không kém là bao. Toàn thân bị nghiền nát, cách cái chết cũng không xa. Trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan tràn ngập vẻ nghi hoặc và rung động, hai hàng lông mi nheo lên, lúc này nàng cũng triệt để rung động. Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sát ý, bộ dáng của Lục Lâm Thiên lúc này khiến cho trong lòng hắn hiện lên sát ý. Sợ rằng loại tình huống này muốn giết Lục Lâm Thiên mà nói, tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Hắn không tin Lục Lâm Thiên ở bộ dáng này còn có thể chống lại hắn. Nhưng mà hắn có chút nghi hoặc, Lục Lâm Thiên không ngờ lại không lo lắng hắn ra tay một chút nào, chẳng lẽ đây là bẫy dập sao? Sát ý chớp động, nhìn qua khôi lỗi bên người Lục Lâm Thiên, Hỏa Sơn Tôn Giả lại có chút không dám. Trong lòng cố đè nén sát ý, không dám nhúc nhích, hắn cố kỵ quá nhiều. Phanh phanh, đế khôi dựa vào sự phân phó của Lục Lâm Thiên đem thân thể Lục Lâm Thiên nện thành thịt nát, Lục Lâm Thiên liên tục kêu thảm, khiên bách biến đang giải trận cũng bị thu hút, nhìn cảnh tượng Lục Lâm Thiên đang tự hại mình, chỉ có mình hắn biết rõ rốt cuộc Lục Lâm Thiên đang định làm cái gì. Hít, nhìn Lục Lâm Thiên dùng khôi lỗi đánh nát thân thể mình, sự tàn nhẫn này khiến cho hắn hít một ngụm khí lạnh, khó trách bên ngoài đồn rằng Lục Lâm Thiên này là một nhân vật hung ác. Bằng vào điểm này hắn cũng đã biết rõ. Siêu, có người của Huyền Sơn Môn bên ngoài, khiến bách biến lập tức lách mình đi tới trong đại điện, khí tức sát phạt mà lạnh lẽo của đế khôi bộc phát, khí tức ầm ầm tập trung lên trên người khiên bách biến. Khôi lỗi cấp độ chuẩn đế. Đột nhiên bí khí tức sát phạt mênh mông này bao phủ, khiến bách biến biến sắc. Sư huynh, huynh tới vừa lúc, mau đưa đệ tới dược đỉnh. Tâm thần Lục Lâm Thiên thông chi cho đế khôi đình chỉ công kích. Hắn cũng nhìn ra được khiên bách biến vì thấy môn nhân Huyền Sơn Môn ở đây cho nên mới tới hộ pháp cho mình. Xem ra khiên bách biến cũng không có ác ý với hắn. Lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên giống như tan nát, làn da cùng xương cốt, kinh mạch bị nghiền nát, đã không có cách nào tự mình leo vào trong dược đỉnh. Tiểu tử đệ đủ ngoan độc, nhanh đến trong linh dịch tu luyện đi. Từ khí tức ở trong chất linh cốc đỉnh lan tràn ra khiên bách biến cũng nhìn ra được Lục Lâm Thiên luyện chế thứ gì. Hắn lập tức đem thân thể Lục Lâm Thiên giống như thịt nát, tràn ngập máu tươi ôm vào trong chất linh cốc đỉnh. Khí tức bên trong chất linh cốc đỉnh cũng khiến cho ánh mắt hắn thoáng chớp động, đây không phải là dược đỉnh bình thường. Thân thể Lục Lâm Thiên ngâm mình vào trong chất linh cốc đỉnh, linh lực trong cơ thể nhanh chóng lan tràn. Đồng thời vận chuyển tâm pháp tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết, bắt đầu tu luyện. Tâm pháp vận chuyển, linh dịch ở trong chất linh cốc đỉnh thông qua lỗ chân lông lan tràn vào trong cơ thể. Năng lượng lan tràn khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên tê dại, giống như có thể giảm bớt sự đau đớn của thân thể hắn vậy. Năng lượng linh dịch nhập thể, đối với thân thể cũng có trợ giúp khôi phục vô cùng lớn, chỉ là lúc này trên người Lục Lâm Thiên có bất diệt huyền thể tự động khôi phục, loại khôi phục này Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào khống chế. Xương cốt, da thịt, cơ bắp bị nghiền nát, còn có kinh mạch loạn thất bát tao, cơ hồ thắt lại một chỗ đều đang tự động khôi phục. Kỳ thật tính ra bộ dáng này của Lục Lâm Thiên tuy rằng thảm thương, thế nhưng lục phủ ngũ tạng không bị thương, đối với Lục Lâm Thiên mà nói căn bản không tính là gì. Lục phủ ngũ tạng bị thương, bất diệt huyền thể đều có thể khôi phục. Nhớ ngày đó khi bắt đầu tu luyện bất diệt huyền thể, lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị tử kim huyền lôi đánh thành mảnh vỡ, lúc này Lục Lâm Thiên chỉ đem thân thể trên cơ sở bất diệt huyền thể nghiền nát mà thôi, điều này cũng không có gì là quá lớn. Lúc này Lục Lâm Thiên không có cách nào ngăn cản bất diệt huyền thể tự động khôi phục, đồng thời cũng vận chuyển phương pháp tu luyện bất tử nhân thể của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Theo tu luyện rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ vì sao trình độ cường hãn của thân thể bách biến tôn giả ngay cả một linh tôn nhất trọng cũng không bằng thế nhưng lúc trước lại có thể chống lại một kích của hắn, là bởi vì có lực phòng ngự gấp 10 lần người có tu vi đồng cấp. Hóa ra bí mật đều ở trong bất tử nhân thể. Bất tử nhân thể chính là đem thân thể tu luyện tới tình trạng mềm dẻo vô cùng, cùng với bất diệt huyền thể chính là hai chủng thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Bất diệt huyền thể chính là cường hãn vô cùng, kiên cố, bất tử thần thể là mềm như không có xương, giống như lục bình vậy. Công kích đánh mạnh lên đá chỉ cần đá đủ cứng rắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Mà nếu như lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên lục bình đang trôi nổi, cũng không thể sản sinh ra quá nhiều tác dụng. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới lý luận âm dương, bất diệt huyền thể như dương, bất tử huyền thể mềm mại như âm. Một âm một dương, hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cho nên có tác dụng khác nhau. Tu luyện bất tử nhân thể này, ta
tác dụng không có cách nào so sánh được với bất diệt huyền thể, thế nhưng có thể tu luyện tới bất tử thiên thần mà nói, sợ rằng bất tử thần thể tuyệt đối biến thái không dưới bất diệt huyền thể. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên càng thêm quyết tâm tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết. Vận chuyển tâm pháp, phối hợp với linh dịch trong chất linh cốt đỉnh, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể hắn đang một lần nữa biến đổi, cảm giác đau đớn thê thảm vừa rồi lúc này lại chuyển thành cảm giác thoải mái không nói nên lời. Loại biến hóa này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy thân thể mình không chỉ giống như lục bình trôi nổi mà còn giống như bọt biển, toàn thân mềm mại tùy tiện biến hóa. Công kích mạnh mẽ đánh tới bọt biển sẽ bắn tứ tung, đem công kích thông qua vô số lỗ chút xuống bên dưới. Trong chất linh cốt đỉnh, một lát sau, Lục Lâm Thiên triệt để tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể biến hóa, xương cốt cùng với kinh mạch, cơ bắp đang nhanh chóng khôi phục. Khiên Bách Biến vẫn chờ đợi ở bên cạnh chất linh cốc đỉnh hộ pháp cho Lục Lâm Thiên. Đối với Lục Lâm Thiên hắn hoàn toàn không còn ác ý gì, huống chi quan hệ của hai người lúc này hoàn toàn không giống như khi trước. Đương nhiên đối với lão hồ ly như hắn mà nói, hộ pháp cho Lục Lâm Thiên hắn cũng có tư tâm. Hiện tại cơ hồ tất cả tiền đặt cược hắn đều đặt lên trên người Lục Lâm Thiên. Cho nên hắn không hy vọng Lục Lâm Thiên gặp phải chuyện không may. Dựa theo quan hệ của hắn và Lục Lâm Thiên hiện, nếu như ngày sau Lục Lâm Thiên có thể đi xa hơn, hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Tại sao lại như vậy? Nhìn tốc độ khôi phục của Lục Lâm Thiên trong dược đỉnh, khiến Bách Biến lần nữa kinh hãi. Lúc trước hắn tu luyện một bước này, lần thứ nhất mất hơn nửa năm mới khôi phục được. Mà lúc này tốc độ khôi phục của Lục Lâm Thiên dùng mắt thường cũng có thể thấy được, đồng thời Lục Lâm Thiên cũng không phải trời sinh xương cốt mềm, đối với người thường mà nói, nếu như xương cốt toàn thân vỡ vụn, kinh mạch cơ bắp mơ hồ thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ? Khiên Bách Biến lập tức hoài nghi, tất cả chuyện này có lẽ liên quan tới thể chất biến thái vốn có của Lục Lâm Thiên tự chặt cánh tay cũng có thể lập tức khôi phục, sợ rằng xương cốt vỡ vụn lúc này cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Khiên Bách Biến cười khổ, không ngờ tới Lục Lâm Thiên không phù hợp điều kiện lúc này đã có thể tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết, thế nhưng trong lòng Khiên Bách Biến lúc này cũng có chút ngoài nghi, tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết kỳ thực khó khăn nhất chính là phương diện linh hồn. Linh hồn, người bình thường căn bản không dám đỡ upsilon.ng vào. Khiên Bách Biến rất muốn biết tới lúc đó Lục Lâm Thiên sẽ tu luyện linh hồn như thế nào. Không nói trước linh hồn lực của Lục Lâm Thiên có mạnh hơn người có tu vi đồng cấp hơn 5 lần hay không, coi như là dùng địa tâm hỏa vạn năm thiêu đốt linh hồn cũng là một lần đại kiếp nạn. Bên ngoài đại điện, không ai biết Lục Lâm Thiên đang làm gì, thế nhưng tới lúc này bọn họ cũng mơ hồ suy đoán ra được, lúc này Lục Lâm Thiên dường như đang tu luyện một loại công pháp khủng bố hoặc là thủ đoạn gì đó. Sắc mặt đám người Huyền Sơn Môn run rẩy, đoán chừng muốn đối phó với Lục Lâm Thiên thì lúc này chính là thời điểm ra tay tốt nhất. Chỉ là bọn họ cũng không dám tùy tiện nhúc nhích, khôi lỗi chuẩn đế kia đối với bọn họ mà nói cũng có lực uy hiếp tuyệt đối. Lục Lâm Thiên dựa theo tâm pháp của Tam Thần Thiên Biến Quyết mà tu luyện, linh lực vận chuyển trong kinh mạch giống như điện mang, toàn thân run rẩy đồng thời cả thân thể xảy ra biến hóa kinh người. Loại biến hóa này thậm chí Lục Lâm Thiên cũng không ngờ tới. Dưới loại biến hóa này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được bất tử thần thể và bất diệt huyền thể dường như hình thành một mối liên hệ nào đó, làm cho thân thể hắn biến đổi. Dưới sự biến đổi này, Lục Lâm Thiên cảm giác được việc tu luyện bất tử nhân thể quả thực dễ dàng, trên Tam Thần Thiên Biến Quyết có ghi lại muốn tu luyện bất tử thần thể cần mất 5 năm, trải qua 7749 lần rèn thể, thế nhưng trong khi tu luyện Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được ngay từ lần đầu tiên hắn đã thành công. Thậm chí còn đang tiến bộ. Loại đặc thù này so với đặc thù mà trên Tam Thần Thiên Biến Quyết ghi lại vô cùng giống nhau. Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được bất diệt huyền thể dường như lúc này đã xảy ra biến hóa. Hắn tu luyện thứ này biến đổi bất diệt huyền thể. Ở trong chất linh cốc đỉnh, linh dịch tràn đầy dưới sự hấp thu của thân thể Lục Lâm Thiên dần dần giảm bớt, mà thân thể Lục Lâm Thiên đang nhanh chóng khôi phục. Khiên Bách Biến đương nhiên có thể nhìn ra thân thể Lục Lâm Thiên biến hóa, ánh mắt mỗi một lúc càng thêm kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Trong khi Lục Lâm Thiên tu luyện, Khiên Bách Biến đã nhìn thấy thân thể Lục Lâm Thiên có biến hóa giống như bất tử nhân thể, tuy rằng không biết là do nguyên nhân gì, tuy rằng có chút bất đồng với bất tử nhân thể, thế nhưng tuyệt đối đã là bất tử nhân thể. Từ ghi chép của Tam Thần Động từ viễn cổ tới nay Khiên Bách Biến từng chưa nghe nói qua có một ai chỉ tu luyện một lần là tu luyện thành công bất tử nhân thể. Cái này cũng quá kinh khủng,
người có thiên phú yêu nghiệt cũng mất 5 năm a, còn chưa nhất định sẽ thành công. Giờ phút này điều càng khiến cho Khiên Bách Biến càng thêm kinh ngạc đó là bất tử nhân thể của Lục Lâm Thiên vẫn đang biến hóa, có tình trạng kéo lên bất tử địa linh thể. Khiên Bách Biến cũng không có tu luyện tới tình trạng bất tử địa linh thể, thế nhưng lúc này hắn cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này của Lục Lâm Thiên đang kéo lên bất tử địa linh thể. Đồn rằng cấp độ bất tử địa linh thể có thể chống lại công kích gấp 30 lần cũng không có gì trở ngại. Đánh nát thân thể thành thịt nát cũng có thể khôi phục. Bất tử địa linh thể chính là thứ mà trên ngàn năm qua Khiên Bách Biến tha thiết ước mơ, đồn rằng trong tam thần động từ thời viễn cổ tới nay cũng chỉ có một người tu luyện tới tầng thứ hai này. Chủ yếu là tầng thứ hai quá khó tu luyện, cần thiên lôi rèn thể, thiên lôi cũng không biết khắc chế lực đạo. Sợ rằng người bình thường dưới một đạo thiên lôi bình thường sẽ hóa thành cho tàn, còn muốn nó trợ giúp tu luyện căn bản không có cửa. Thế nhưng một khi tu luyện thành công bất tử địa linh thể, nếu như thiên biến chi hồn tới địa hồn biến mà nói, đến lúc đó chỉ cần vạn vật có linh trí bẩm sinh, bất luận là thứ gì, bao gồm cả thú tộc, thậm chí còn có được năng lực thiên phú của chủng tộc đó. Những điều này khiến cho hơn ngàn năm qua Khiên Bách Biến luôn mơ ước, chỉ là điều kiện tu luyện chính là thứ hạn chế của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, khi thời gian đại khái trôi qua tầm 10 thời thần, sắc mặt Khiên Bách Biến kinh ngạc, dùng ánh mắt gần như gặp quỷ nhìn Lục Lâm Thiên trong chất linh cốc đỉnh. Bất tử địa linh thể, vậy mà đạt tới bất tử địa linh thể. Khiên Bách Biến kinh hãi, lúc này từ khí tức lan tràn ra trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên là hắn có thể khẳng định ra đây chính là địa linh thể trên lời đồn trong động. Trong khoảng thời gian ngắn, một lần tu luyện mà đã tu luyện thành bất tử địa linh thể khiến cho Khiên Bách Biến sau khi kinh ngạc, trong lòng không rõ là rung động hay kích động, toàn thân run rẩy, gần như có xúc động muốn quỳ xuống hành lễ với Lục Lâm Thiên. Thậm chí Khiên Bách Biến còn suy nghĩ, nếu như đám tiền bối từ thời viễn cổ của Tam Thần Động biến được Lục Lâm Thiên có thể một lần tu luyện duy nhất là có thể tu luyện tới bất tử địa linh thể liệu có kinh ngạc đến mức chết đi sống lại hay không? Đây tuyệt đối là chuyện khó mà tưởng tượng nổi, hắn hiểu rõ độ khó tu luyện trong đó ra sao. Thế nhưng Lục Lâm Thiên ở ngay dưới mí mắt hắn, chỉ cần một lần là làm được. Mà tất cả chuyện này không mất 10 thời thần. Trong 10 thời thần ngắn ngủi lúc này linh dịch ở trong chất linh cốc đỉnh của Lục Lâm Thiên đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị thân thể hắn hấp thu. Siêu! Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, hai con mắt mở ra, tinh quang như thực chất trong mắt bắn ra, ánh mắt thâm thúy khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, Lục Lâm Thiên bắt đầu từ trong chất linh cốc đỉnh nhảy ra, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể lơ lửng trong chất linh cốc đỉnh. Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt, tâm thần dò xét tất cả biến hóa trong cơ thể, lẳng lặng cảm nhận chỗ biến hóa. Làm sao có thể, tổn thương lớn như vậy tại sao trong thời gian ngắn lại có thể khôi phục được? Tất cả người của Huyền Sơn Môn và Nguyên Nhược Lan nhìn thấy thân thể Lục Lâm Thiên đã khôi phục như lúc ban đầu không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Trong các đại cường giả đã truyền tai nhau nói là lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên này khủng bố vô cùng, khủng bố giống như Huyền Thiên Yêu Tôn 7.000 năm trước vậy. Thế nhưng lại không có người nào biết rõ, tốc độ khôi phục của Lục Lâm Thiên cũng biến thái như vậy, toàn thân cơ hồ thành thịt nát thế nhưng cũng có thể khôi phục rất nhanh. Loại tốc độ khôi phục biến thái này quả thực khiến cho người khác không có cách nào tiếp nhận. Lục Lâm Thiên này quá kinh khớp. Tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng, người Huyền Sơn Môn nhìn nhau, trong lòng thầm quyết định, nếu như có cơ hội mà nói thì bọn họ sẽ bỏ chạy, cùng với Lục Lâm Thiên này động thủ căn bản không chiếm được một chút tiện nghi nào. Lục Lâm Thiên lơ lửng trên chất linh cốc đỉnh, trong tâm thần dò xét, tất cả biến hóa trong thân thể lúc này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Thân thể hắn biến hóa hoàn toàn không giống, dường như tất cả tế bào trong cơ thể từ trong ra ngoài đều bị tâm pháp tam thần thiên biến quyết rèn qua một lần vậy. Thân thể vốn cường hãn vô cùng, lúc này trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được mình có thể biến hóa giống như không có xương. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, tam thần thiên biến quyết thật đúng là khủng bố. Không ngờ lại có diệu dụng như vậy. Chẳng lẽ tới từ địa linh thể sao? Lục Lâm Thiên dò xét, phát hiện ra lúc này trình độ tu luyện của hắn đã vượt qua bất tử nhân linh thể, hẳn đã tới bất tử địa linh thể, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ thông. Chẳng lẽ là... Hai mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên sáng ngời, bất tử địa linh thể cần thiên lôi rèn luyện mới có thể đạt tới, chẳng lẽ là bởi vì thân thể hắn đã sớm bị tử kim huyền lôi rèn qua hay sao? Tử kim huyền lôi tuyệt đối không phải là vật bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui,
Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể quy kết do Tử Kim Huyền Lôi, đại khái hắn cũng có thể cảm nhận ra được loại biến hóa này. Tu luyện bất tử thần thể rất khó, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đủ loại tu luyện cùng rèn rũa đều là loại bỏ tạp chất trong cơ thể, đem thân thể đạt tới tình trạng hoàn mỹ nhất. Mà hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, Lục Lâm Thiên nghĩ có lẽ bất diệt huyên thể đã sớm được Tử Kim Huyền Lôi triệt để rèn rũa, căn bản không có tạp chất gì, thân thể cũng có điều kiện tu luyện bất tử thần thể tốt, cho nên lúc này mới giống như nước chảy thành sông. Đem bất tử thần thể nhanh chóng tu luyện tới tình trạng địa linh thể. Bất kể như thế nào, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng cực kỳ mững rỡ, nếu như cũng có thể đem thiên biến tu luyện tới trình độ địa hồn biến mà nói thì có thể triệt để thúc dục tam thần thiên biến quyết. Đến lúc đó linh vật địa sinh hắn đều có thể biến hóa ra, đồng thời khi đó hắn cũng có thêm một loại thủ đoạn khủng bố. Chỉ tiếc thiên biến chi hồn còn cần địa tâm chi hỏa thiêu đốt, trước mắt hắn không có cách nào làm được. Chỉ là Lục Lâm Thiên vô cùng chờ mong, có cơ hội thì nên thử xem lực phòng ngự của bất tử địa linh thể này. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, thu hồi chất linh cốc đỉnh, thân ảnh rơi xuống bên cạnh khiên bách biến. Sư đệ, dường như đệ đã tu luyện tới tình trạng bất tử địa linh thể a. Nhìn Lục Lâm Thiên, khiên bách biến nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi. Hình như là vậy. Lục Lâm Thiên nói, bất diệt huyền thể và bất tử nhân thể lẫn lộn với nhau khiến cho Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không rõ tới lúc đó bất tử thần thể có thể phát huy được bao nhiêu uy lực, điều này phải thử qua mới biết được. Vậy thì đệ cầm lấy thứ này, nói không chừng một lúc nào đó lại có tác dụng với đệ. Khiên bách biến nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt giống như là nhìn một đầu quái vật, tay ném một khỏa đan dược cho Lục Lâm Thiên. Đây là thứ gì? Lục Lâm Thiên hỏi, khỏa đan dược này cũng không có cấp bậc cao, chỉ là cực kỳ kỳ lạ. Là hộ hồn đan, phẩm giai tuy rằng không cao thế nhưng đối với việc tu luyện thiên biến chi hồn có tác dụng cực lớn. Có mấy thứ dược liệu đều kỳ lạ cùng khó tìm. Coi như là đệ tìm ra được cũng không dễ. Năm đó sư phụ chúng ta luyện chế ra được 3 khỏa, ta đã dùng 2 khỏa mới chống đỡ được qua lúc đó, hiện tại còn 1 khỏa giao cho đệ. Khiên bách biến nói với Lục Lâm Thiên. Đa tạ sư huynh. Lục Lâm Thiên cũng không có khách khí, lập tức thu hồi hộ hồn đan. Ở trong tam thần thiên biến quyết có ghi lại, lúc tu luyện nhân hồn biến, dùng địa hỏa rèn linh hồn phải cần hộ hồn đan này mới được. Tuy rằng phẩm giai không cao, thế nhưng hộ hồn đan này lại có tác dụng vô cùng lớn. Vạn nhất gặp phải địa hỏa trên vạn năm đến lúc đó mới phát huy ra công dụng chính thức của nó. Sư huynh, đại trận này vượt thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi khiên bách biến, lúc này lão phụ nhân cùng với lão giả của Huyền Sơn Môn vẫn còn đang tiếp tục phá trận. Đây vốn không phải là đại trận bình thường, có lẽ đây căn bản không phải là trận pháp, căn bản không có cách nào phá được. Sắc mặt trầm xuống. Khiên bách biến ngưng trọng nói với Lục Lâm Thiên. Đây không phải là trận pháp sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, không phải là trận pháp thì là cái gì? Khiên bách biến nói. Ta tự nhận trên phương diện trận pháp có chút nghiên cứu, thế nhưng nơi này quả thực không giống như trận pháp. Nếu như ta suy đoán không sai, đây chỉ là một đạo cấm chế do cường giả bố trí mà thôi. Người bố trí cấm chế này có lẽ ít nhất cũng phải là đế giả. Đây là hư không bí cảnh, cho nên người bố trí cấm chế này tất nhiên chính là đế giả thượng cổ. Chỉ là một đạo cấm chế của đế giả thượng cổ sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, không ngờ nơi này chỉ là một đạo cấm chế của đế giả thượng cổ. Nếu là cấm chế vậy thì cũng chỉ có một loại biện pháp có thể phá, đó chính là cưỡng ép phá hủy. Nghe Lục Lâm Thiên và Khiên Bách Biến nói vậy, người của Huyền Sơn Môn và Nguyên Nhược Lan khẽ biến sắc. Lão giả và lão phụ nhân kia cũng dừng phá trận, nhìn qua khiên bách biến, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này so với hai bọn họ còn mạnh hơn. Bằng hữu, người có xác định đây là cấm chế do đế giả thượng cổ lưu lại sao? Mỹ phụ nhân của Huyền Sơn Môn hỏi khiên bách biến. Nếu như ngươi không tin thì có thể tiếp tục phá trận. Thế nhưng trong mắt ta, tạo nghệ trên phương diện trận pháp của các ngươi cũng chỉ bình thường mà thôi. Nói nhiều lời với các ngươi quả thực tốn nước bọt. Khiên bách biến lạnh nhạt nhìn hai người, trên phương diện thực lực hắn không có chỗ để tự hào, thế nhưng tạo nghệ trên phương diện trận pháp tuyệt đối hắn có vài phần tự tin. Nếu như không phải bởi vì hắn có tu luyện tam thần thiên biến quyết, không muốn để cho người khác chú ý thì chỉ riêng tạo nghệ trên phương diện trận pháp này cũng đủ để cho hắn tung hoành đại lục. Nếu như đã là cấm chế do đế giả thượng cổ bố trí thì chúng ta đừng mong ra ngoài. Muốn mạnh mẽ phá vỡ cấm chế,
ta thấy ít nhất cũng cần thực lực đế giả mới được. Nếu không mà nói, chúng ta chỉ có thể chờ chết ở bên trong cấm chế này mà thôi. Hỏa Sơn Tôn giả nói. Nghe vậy vẻ mặt đám người Huyền Sơn môn bối rối, lão giả vừa mới phá trận trầm mặc một lát, nói. Trong này cũng không có đế giả, muốn đi ra ngoài sợ rằng không dễ. Lão giả kia vừa mới nói xong, Khiên Bách Biến đã nói. Vậy cũng chưa hẳn, cấm chế do đế giả thượng cổ bố trí không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, đã sớm buông lỏng. Nếu như tất cả chúng ta liên thủ đánh ra một kích, có cơ hội cũng không nhất định. Nghe Khiên Bách Biến nói vậy, ánh mắt tất cả mọi người sáng ngời, như nhìn thấy hy vọng. Ta thấy vị bằng hữu kia nói có đạo lý, bằng không tất cả chúng ta liên thủ đánh một kích toàn lực. Nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn tới chết ở nơi này. Nguyên Nhược Lan lên tiếng, ánh mắt đảo qua trên người của Huyền Sơn Môn, cuối cùng nhìn vào Lục Lâm Thiên. Nàng biết rõ trong đám người có mặt hiện tại thì thực lực của Lục Lâm Thiên là cường hãn nhất. Đám người Huyền Sơn Môn nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hỏa Sơn Tôn giả nheo mắt, lạnh nhạt nhìn vào Lục Lâm Thiên, chờ câu trả lời của Lục Lâm Thiên. Tốt, vậy thì liên thủ. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, thân ảnh chậm rãi di ra khỏi đại điện. Lục Lâm Thiên, mọi người liên thủ phá cấm chế này thì có thể. Thế nhưng ngươi phải cam đoan một việc, bằng không Huyền Sơn Môn ta tình nguyện bị vây chết ở chỗ này cũng không liên thủ phá vỡ cấm chế với ngươi. Hỏa Sơn Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nói đi, muốn ta cam đoan điều gì? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt hỏi, ánh mắt nhìn qua Hỏa Sơn Tôn giả. Khuôn mặt Hỏa Sơn Tôn giả trầm xuống, hắn phải nghĩ biện pháp giữ lại tính mạng cho đệ tử Huyền Sơn Môn, Lục Lâm Thiên này quá mức khủng bố, hắn nói. Ngươi phải cam đoan sau khi phá vỡ cấm chế không thể ra tay với chúng ta. Bằng không ta tình nguyện bị vây ở bên trong cũng không phá trận với ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn đám người Huyền Sơn Môn, nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên, hiện tại chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, coi như ta muốn giết các ngươi thì cũng sẽ đợi tới khi rời khỏi hư không bí cảnh, thiên địa minh và đế đạo minh đại chiến. Có lẽ ở Đông Hải mà không phải là trong hư không bí cảnh. Ngươi nói thật chứ? Hỏa Sơn Tôn giả hỏi. Đương nhiên, ta cũng không vô sỉ như đám người thiên địa minh các ngươi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tốt, chúng ta có thể liên thủ phá vỡ cấm chế. Cơ mặt Hỏa Sơn Tôn giả co rúm một chút, nói với Lục Lâm Thiên. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Khiên Bách Biến hỏi. Sư huynh, cái cấm chế này nên phá như thế nào? Siêu. Khiên Bách Biến đi lại trên quảng trường một hồi, trong tay đột nhiên có một đạo trưởng ấn bằng linh lực phóng lên trên không trung. Giữa không trung đột nhiên có gợn sóng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy gợn sóng trong không gian vừa rồi không? Nếu như ta suy đoán không sai, mọi người liên thủ một kích toàn lực có lẽ có thể xé rách cấm chế. Khiên Bách Biến nói với mọi người. Hiểu rồi. Mọi người gật đầu. Siêu siêu. Cùng lúc, Nguyên Nhược Lan và Hỏa Sơn Tôn giả có động tác đầu tiên, chân khí phô thiên cái địa lan tràn ra. Chân khí mênh mông kéo tới năng lượng trong thiên địa khiến cho cả phiến không gian này lung lay giống như sắp đổ. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh phóng lên trời, chân khí linh lực cùng lúc bộc phát. Ô, đế khôi dưới sự khống chế tâm thần của Lục Lâm Thiên, khí tức sát phạt tán loạn khiến cho lòng người rung động. Khí tức trên người đế khôi lúc này khiến cho tất cả mọi người rung động, một đạo chảo ấn xé rách không gian lập tức đánh lên trên trời. Chuẩn bị, phá! Hỏa Sơn Tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm giận dữ trong không gian này, hắn cũng không muốn bị vây ở trong cấm chế này. Tiếng quát vừa dứt, chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa của Hỏa Sơn Tôn giả lan tràn ra kéo theo năng lượng thuộc tính ngưng tụ thành một đạo quyền ấn. Quyền ấn lập tức hóa thành một đạo hư ảnh đỏ thẫm giống như tia chớp đánh về phía trước. Chúng cường giả Huyền Sơn Môn sau lưng trong nháy mắt đánh ra từng đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí về phía chân trời. Phá! Nguyên Nhược Lan yêu kiều quát lên một tiếng, chân khí trong cơ thể lập tức phun trào. Ma kiếm màu tím xuất hiện ở trên tay. Một đạo kiếm quang màu tím bắn ra. Ma khí tràn ngập thiên địa, bên trong ma khí có một cỗ uy áp ngập trời hàn lâm xuống khiến cho tất cả mọi người chung quanh có cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Oanh! Thủ ấn trong tay Khiên Bách Biến biến hóa, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, năng lượng thiên địa hội tụ, một đạo trưởng ấn được đánh ra mang theo linh hỏa nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt không gian. Ở trong không khí, cơ hồ tất cả hơi nước bốc hơi.
cả không gian thoáng rung động. Trong khoảnh khắc, năng lượng thiên địa bàng bạc rít gào, trong gợn sóng vang lên tiếng xé gió cùng với tiếng ầm ầm vang vọng. Từng đạo công kích đánh vào trên gợn sóng trên không gian. Ầm ầm, cả không gian lập tức ầm ầm run rẩy, cả đám người đều là cường giả khủng bố. Đặc biệt là ba đạo công kích của Đế Khôi, Hỏa Sơn Tôn Giả, Nguyên Nhược Lan tuyệt đối tới tình trạng sơn băng địa liệt. Ken két, trên không trung, đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng cực lớn, một cỗ uy thế mênh mông cổ xưa lan tràn ra, áp chế công kích HC của mọi người, khiến cho đạo cấm chế này dưới sự công kích của chúng cường giả cũng không bị phá. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, cũng không biết đã tồn tại mấy vạn năm thế nhưng đạo cấm chế của cường giả đế cấp thượng cổ này quả thực vô cùng đáng sợ. Ánh mắt trầm xuống, Lục Lâm Thiên cũng không muốn bị vây khốn ở bên trong. Nhìn qua cấm chế khó có thể xé mở trên không trung, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, quanh thân có một cỗ quang mang màu vàng giống như mặt trời lên cao tuôn ra, trong sát na ở trong đôi mắt của Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra hai đạo quang trụ màu vàng. Ngao! Chân Lục Lâm Thiên đạp mặt đất, hư không run lên, kim quang đại thịnh, thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung. Huyết sắc quang mang trong tay lóe lên, một cỗ sát khí ngập trời lan tràn. Thần khí huyết lục đã xuất hiện trong tay hắn. Duệ kim hồn đao. Một tiếng quát nhẹ vang vọng, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, trong nháy mắt bổ một đao về phía gợn sóng trong không gian trên cao. Ngao. Nương theo tiếng long ngâm của huyết lục, một đạo đao mang mang theo sát khí nồng đậm ầm ầm xẹt qua giữa không trung. Đao mang huyết sắc vừa mới xuất hiện, cả không gian run lên, những nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian hóa thành cho tàn. Hiện ra một vết nứt không gian dài. Nhìn thấy động tĩnh khi Lục Lâm Thiên ra tay, tất cả đám người Huyền Sơn môn trợn mắt líu lưỡi. Một đao này của Lục Lâm Thiên, thanh thế không ngờ lại khủng bố tới tình trạng như vậy, khiến cho tất cả mọi người run sợ. Hơn Sơn Tôn Giả, Nguyên Nhược Lan, Bách Biến Tôn Giả lúc này là ba người có tu vi mạnh nhất ở đây. Lúc này ba người càng có thể cảm giác được khí tức mạnh mẽ của đao mang khủng bố kia. Cỗ khí tức này khiến cho ba người bị áp lực mà run sợ. Đặc biệt là Hỏa Sơn Tôn Giả, hắn có thể cảm giác được dưới một đao này có thể đánh chết chuẩn đế. Đến bây giờ rốt cuộc hắn mới tin tưởng chuyện xảy ra ngoài thành Cự Giang. 12 chuẩn đế không có cách nào đánh chết được Lục Lâm Thiên. Siêu! Giữa không trung, đao mang màu vàng dùng xu thế như trẻ tre hung hăng bổ vào phía trên gợn sóng trong không gian. Hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho trong lòng mọi người không nhịn được mà nhảy dựng lên. Siêu! Một giây sau, tất cả mọi người phía dưới giật mình, chỉ thấy đao mang màu vàng bổ vào phía trên gợn sóng không gian khủng bố. Cấm chế bằng gợn sóng kia chỉ rằng co được một lát, quang mang trên đao mang đại thịnh, khí tức mạnh mẽ khuếch tán. Ken két! Chỉ trong chớp mắt, thanh âm gợn sóng trong không gian bị nghiền nát vang vọng. Kinh khí khiến cho không gian vặn vẹo dùng xu thế mạnh mẽ lan tràn, đem cấm chế bằng gợn sóng không gian kia hung hăng chém thành hai khúc. Ầm ầm ầm, cấm chế không gian bị nghiền nát, cả không gian dưới uy thế khủng bố bực này kịch liệt run rẩy. Dư âm kinh khí ảnh hưởng còn lại xé rách không gian tạo ra từng vết nứt đen kịt, quang mang đen kịt lóe lên rồi lập tức xác nhập lại một chỗ. Khục khục, năng lượng kinh khí đáng sợ như một cơn lốc trên không trung lúc này mới bắt đầu tản đi. Thân thể đám người phía dưới bị đẩy lui, người thực lực thấp một ít dưới sự ảnh hưởng của dư âm kình khí phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng mọi người lập tức hoảng hốt, thực lực của Lục Lâm Thiên đã tới trình độ mà bọn họ không có cách nào chống lại. Khiên Bách Biến cũng biến sắc, thực lực của Lục Lâm Thiên dường như so với ban đầu còn ở thành Cự Giang lại mạnh mẽ hơn một ít. Chẳng lẽ lúc trước Lục Lâm Thiên còn ẩn giấu thực lực, cũng không dùng toàn lực sao? Khiên Bách Biến tự nhận dưới loại thực lực này, cho dù hắn có bất tử nhân thể thì dưới tay Lục Lâm Thiên cũng phải chết không thể nghi ngờ. Siêu siêu. Trong lúc mọi người kinh hãi, cấm chế trên không trung biến mất. Cảnh tượng trước mặt mọi người lập tức biến đổi. Không gian hoang vu này đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả cung điện trước mặt cũng biến mất. Ở trước mặt mọi người hiện tại là một sơn cốc cực lớn, bốn phía sơn cốc đều là núi non. Cơ hồ tất cả núi non đều cao vê upsilon t trong mây, có sương mù dày đặc lượn lờ, thậm chí còn có linh khí nồng đậm. Thân ảnh mọi người lơ lửng trên không trung nhìn xuống phía dưới, sơn cốc phía dưới cực kỳ kỳ lạ, bốn phía là những dãy núi liên miên từng ngọn núi khổng lồ giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, khí thế bất phàm mà bàng bạc.
mà bốn phía sơn cốc một mảnh xanh biếc, bị rừng rậm che khuất bầu trời bao phủ. Đó là cái gì? Trong huyền sơn môn có người kinh ngạc lên tiếng, chỉ thấy lúc này ở trong sơn cốc xuất hiện một khoảnh đất bằng cực lớn. Lúc này trên mảnh đất bằng ở sơn cốc kia có một đầu yêu thú màu trắng đang phủ phục trên mặt đất. Đầu yêu thú này thể tích ước chừng hơn 1.000 thước, toàn thân màu trắng giống như là tuyết bao phủ. Hai con mắt lớn nhắm chặt, bộ lông trắng nón kéo dài tới sau lưng, trên lưng dường như còn có đôi cánh trắng nõn giống như trong suốt đang mở rộng sang hai bên. Trên thân thể của đầu yêu thú màu trắng khổng lồ này có một cỗ khí tức vương giả bàng bạc lan tràn. Xem ra có lẽ chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Thế nhưng cho dù chết vẫn còn thú uy khiến cho người ta không dám đơn giản động vào. Từ khí tức bàng bạc kinh người kia cũng có thể nhận ra đây tuyệt đối là một yêu thú đẳng cấp yêu đế. Không ngờ là thiên sĩ tuyết sư. Mắt nhìn thân thể yêu thú khổng lồ trong sơn cốc, ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, đây không ngờ lại là một đầu thiên sĩ tuyết sư. Khi tới hư không bí cảnh Lục Lâm Thiên truyền tin tức về Phi Linh Môn để cho thiên sĩ tuyết sư về Phi Linh Môn trước, không ngờ ở trong hư không bí cảnh này lại nhìn thấy một đầu thiên sĩ tuyết sư. Lục Lâm Thiên phỏng đoán đầu thiên sĩ tuyết sư này sợ rằng cũng tồn tại từ thời thượng cổ, lại là cấp bậc yêu đế. Đế giả thượng cổ, còn có thần khí thượng cổ. Lần nữa có thanh âm kinh ngạc vang lên, mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước thân thể khổng lồ của thiên sĩ tuyết sư có một đạo thân ảnh đang đứng trên mặt đất, hai chân lún sâu xuống mặt đất, chung quanh có khe nứt thật sâu. Đạo thân ảnh này mặc trường bào, toàn thân gầy gò, cơ bắp héo rút, thoạt nhìn cao ngất. Trung cơ nơ thân thể gợn sóng trong lúc vô hình lắc lư khiến cho linh hồn run run, toàn thân trong lúc vô hình phải chịu một cỗ uy áp bàng bạc cực lớn. Đạo thân ảnh này khiến cho người khác nhìn vào lập tức có cảm giác giống như đang nhìn vào một ngọn núi lớn, không thể rung chuyển. Uy áp thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, thân ảnh này khiến cho linh hồn hắn có cảm giác áp lực, cực kỳ tương tự với khí tức trên người đế khôi, tuyệt đối là thân thể đế giả. Mà ở trong tay thân ảnh này nắm một thanh trường kiếm chống xuống mặt đất, trường kiếm này vô cùng kỳ lạ, toàn thân màu trắng lại có hai khối thân kiếm giống như hai thanh kiếm có chung một chuôi vậy. Thế nhưng có thể nhìn ra trường kiếm này tuyệt đối là nhuyễn kiếm, mặt khác một khối thì là cứng rắn, ngạnh chất thân kiếm. Trên thân trường kiếm tuy rằng trải qua vô số tuế nguyệt thế nhưng vẫn sáng bóng giống như trăng sáng, không nhiễm một chút cho bụi nào. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người khác run sợ từ trong trường kiếm lan tràn ra. Thậm chí chung quanh trường kiếm màu trắng này năng lượng thiên địa không ngừng quanh quẩn, cũng không biết đã qua mấy vạn năm thế nhưng lại giống như trường tồn với thời gian vậy. Nhìn qua cảnh này, đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan có chút khiếp sợ, biến ảo không ngừng. Thần khí, đây tuyệt đối đã tới cấp độ thần khí. Tất cả mọi người nhìn vào thanh trường kiếm, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng, tham lam, sợ hãi thán phục. Lục Lâm Thiên, đi chết đi. Lúc này, ngay khi tất cả mọi người nhìn vào sơn cốc phía dưới thì thân ảnh Hỏa Sơn Tôn giả lại trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Oanh! Tiếng quát vừa dứt, tay Hỏa Sơn Tôn giả mang theo một thanh đại chùy đỏ rực, phía trên đại chùy, năng lượng thuộc tính hỏa lan tràn phá hủy không gian, ầm ầm nện vào đầu Lục Lâm Thiên. Không có ai chú ý Hỏa Sơn Tôn giả ra tay, Nguyên Nhược Lan và Khiên Bách Biến lúc này đều nhìn vào thân thể đế giả và thi thể thiên sĩ tuyết sư cấp bậc yêu đế. Ầm ầm! Đại chùy này tuyệt đối là linh khí địa cấp, một chùy đánh ra, không gian ầm ầm nghiền nát từng khúc, hiện ra vết nứt đen kịt trong không gian. Cả không gian lắc lư không thôi. Một chùy này đánh vào đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức chia năm xẻ bảy, thân thể bị nghiền nát trong không gian. Khi Nguyên Nhược Lan và Khiên Bách Biến cảm giác được chấn động thì sắc mặt đại biến, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã bị nghiền nát. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bị nghiền nát thế nhưng cũng không có bất kỳ chút máu tươi nào tràn ra. Gợn sóng trong không gian lắc lư. Mà lúc này, khi Hỏa Sơn Tôn giả nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên bị nghiền nát, ánh mắt đại biến, dường như có dự cảm không tốt, chân khí dưới chân biến đổi, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng hóa thành vòng xoáy, thân ảnh nhanh chóng lui lại. Lão Cẩu, ngươi cho rằng ta không đề phòng ngươi sao? Sớm biết người của Thiên Địa Minh đều là kẻ vô sỉ như vậy. Cùng lúc một thanh âm lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên vang lên từ sau lưng Hỏa Sơn Tôn giả. Siêu! Trong chớp mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hỏa Sơn Tôn giả. Trong chốc lát, trong đôi mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý ngập trời. Hỏa Sơn Tôn giả kinh hãi,
nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt của Lục Lâm Thiên, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Hắn không ngờ vừa rồi hắn đột ngột ra tay, toàn lực công kích vậy mà không thể đánh chết được Lục Lâm Thiên. Mà lúc này trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Hàn băng hồn đao. Cùng một lúc, một tiếng quát nhẹ vang lên, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên kéo theo một đường vòng cung quỷ dị, chỉ một thoáng vô số đao mang từ trong huyết lục bắn ra. Mỗi một đạo đao mang bắn ra đều lập tức đóng băng. Vô số đao mang giống như mạng nhện ầm ầm bao phủ thân thể Hỏa Sơn Tôn giả. Trong chớp mắt ngắn ngủi cả không gian bị đóng băng, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn ra phía chân trời, lập tức đem Hỏa Sơn Tôn giả bao phủ vào bên trong. Uy thế này giống như tràn ngập thiên địa, hàn khí lạnh lẽo bao phủ. Dưới cỗ khí tức lạnh lẽo này, Hỏa Sơn Tôn giả kinh hãi phát hiện ra chân khí thuộc tính hỏa trong cơ thể đều bị áp chế, khó có thể vận chuyển. Đồng thời một cỗ linh hồn lực bàng bạc công kích tới, phô thiên cái địa chút vào trong đầu hắn. Trong lúc vô hình hắn đã bị khắc chế, không gian giống như đóng băng, còn có công kích linh hồn. Biến hóa quỷ dị này khiến cho Hỏa Sơn Tôn giả biến sắc. Hai loại công kích cùng với sự áp chế của thuộc tính tương khắc, linh hồn bị ảnh hưởng, thân thể Hỏa Sơn Tôn giả bị đóng băng trên không trung. Từng đạo đao mang xuyên qua không gian bổ vào trên người Hỏa Sơn Tôn giả. Ken két. Từng khe hở giống như mạng nhện từ trên người Hỏa Sơn Tôn giả lan tràn ra. Không gian chấn động kịch liệt. Thân thể Hỏa Sơn Tôn giả lập tức hóa thành mảnh vỡ phân tán trên không trung. Dưới đao mang, từng vết nứt đen kịt trong không gian đánh nát phần còn lại của thân thể Hỏa Sơn Tôn giả. Ken két. Kinh khí khuếch tán ra chung quanh, không gian hỗn loạn, nứt vỡ từng khúc. Khi tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu, sắc mặt những người còn lại của Huyền Sơn Môn đã xám như tro tàn. Hơn Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Tu Vi Chuẩn Đế không ngờ chỉ một chiêu đã bị Lục Lâm Thiên đánh chết. Khiên bách biến, Nguyên Nhược Lan kinh ngạc, một chiêu đánh chết chuẩn đế, hồn anh cũng không trốn thoát được là khái niệm gì. Ai, tự gây nghiệt không thể sống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn đám người Huyền Sơn Môn bốn phía, thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên người Linh Tôn Lục Trọng kia, dễ dàng đánh cấm chế vào trên người hắn. Giết không tha. Sát ý trong mắt bắn ra, Lục Lâm Thiên nói với Đế Khôi. Ô, trong giây lát Đế Khôi lên tiếng. Thân ảnh lao thẳng về phía trước, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc rít gào quanh thân, khí tức sát phạt tuôn ra. Siêu! Cả không trung bắn đầu biến sắc, cánh tay Đế Khôi run lên, năm ngón tay uốn lượn tạo thành chảo ấn xẹt qua không gian. Trước chảo ấn, không gian bị nghiền nát từng khúc, dùng xu thế bôn lôi đánh một người có tu vi tôn cấp cùng với hồn anh thành mảnh vỡ. Trốn, chạy mau! Vũ Tôn Cửu Trọng còn lại của Huyền Sơn Môn hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Hoàn toàn không có dũng khí chống lại. Thế nhưng tốc độ của Đế Khôi lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Trong giây lát lại có thêm mấy người có tu vi tôn cấp vẫn lạc. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan chớp động, ngoại trừ có chút than nhẹ ra nàng không thể làm gì khác. Coi như là nàng ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực của nàng căn bản không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Mà tất cả chuyện này cũng là người Huyền Sơn Môn tự tìm đến, sao có thể trách được ai? Lục Lâm Thiên ném Linh Tôn Lục Trọng bị cấm chế xuống mặt đất, hoàn toàn không để ý tới Đế Khôi giết chóc sau lưng, thân ảnh lóe lên đi tới mảnh đất bằng phẳng ở trong sơn cốc. Cẩn thận từng tí một, sợ Thiên Sĩ Tuyết Sư Yêu Đế cùng với đế giả kia đều lưu lại tàn hồn. Chỉ là Lục Lâm Thiên lại có chút ngoài ý muốn phát hiện ra, Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp độ yêu đế và đế giả này đều không có một chút tàn hồn nào. Từ hoàn cảnh chung quanh mà Lục Lâm Thiên có thể phán đoán ra một chút. Thiên Sĩ Tuyết Sư Yêu Đế cùng với đế giả thượng cổ hẳn đã đại chiến ở nơi này, từ thi thể Thiên Sĩ Tuyết Sư Yêu Đế cùng với đế giả thượng cổ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít thương thế. Cuối cùng dưới đại chiến, không biết tại sao hai người lại dường như tiêu hao không còn, không giống như đồng quy vu tận, nếu như đồng quy vu tận thì thi thể cũng không bảo tồn hoàn hảo như vậy. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, Lục Lâm Thiên mới cẩn thận tiến lên phía trước kiểm tra Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp bậc yêu đế và thân thể đế giả. Lúc này hắn càng chắc nhận định của mình là đúng. Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp bậc yêu đế này và đế giả thượng cổ không ai làm gì được ai, cuối cùng hai người vẫn lạc ở nơi này. Chung quanh sơn mạch vài vạn năm trôi qua thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết lờ mờ của đại chiến kinh thiên động định lúc trước. Khiên Bách Biến cùng Nguyên Nhược Lan cũng đáp xuống mặt đất, hai người nhìn qua Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp độ yêu đế và thi thể đế giả, cũng không có hành động.
Thế nhưng ánh mắt Khiên Bách Biến nhìn qua thân thể đế giả và thần khí kia thì ánh mắt đã chuyển thành nóng bỏng, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa đi tới trước người thi thể đế giả, Lục Lâm Thiên muốn biết trên người đế giả này có đế giả chi nguyên hoặc là truyền thừa hay không, đây mới là bảo tàng quan trọng nhất trên người đế giả. Tiền bối, tiểu tử đắc tội. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi thi lễ với thân thể đế giả, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo linh hồn lực lập tức rơi vào trong mi tâm của thân thể đế giả này. Siêu. Ngay khi đạo linh hồn lực của Lục Lâm Thiên rót vào trong mi tâm của thân thể đế giả, trong giây lát thân thể đế giả này run lên, không gian chung quanh như ngưng động lại. Lúc này thần khí ở trong tay đế giả kia đột nhiên rút lên khỏi mặt đất, kiếm quang bắn tứ phía, một đạo kiếm quang nhỏ mấy thước bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Lục Lâm Thiên còn chưa phục hồi tinh thần lại, tốc độ bao phủ của kiếm quang thực sự quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt thì chung quanh lập tức được một cỗ quang mang quỷ dị, chói mắt bao phủ. Hai mắt không có cách nào nhìn thẳng, đành phải nhắm hai mắt lại. Sư đệ. Biến hóa mực này khiến cho Khiên Bách Biến biến sắc, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Nguyên Nhược Lan. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với hắn. Cảm nhận khí tức cảnh giác trên người Khiên Bách Biến, Nguyên Nhược Lan nói. Vậy là tốt, ngươi là người thiên địa minh, ta vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn. Khiên Bách Biến nhìn Nguyên Nhược Lan nói, trong khoảng thời gian ngắn ở cùng một chỗ với Lục Lâm Thiên, đối với tiềm lực của Lục Lâm Thiên hắn vô cùng hiểu rõ. Đây là lựa chọn hiện tại của hắn, hắn cũng xác định lựa chọn của mình không sai. Cho nên lão hồ ly như hắn biết bản thân mình nên làm như thế nào. Nguyên Nhược Lan nhìn Khiên Bách Biến, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, nói. Vận khí của hắn quá tốt, trên người linh đế thượng cổ này hẳn có truyền thừa. Sau khi đạt được truyền thừa, sợ rằng thực lực của hắn sẽ tiến bộ không ít. Ngươi không lo lắng sao? Nếu như thực lực của sư đệ ta ngày càng mạnh, thiên địa minh các ngươi càng khó có thể giữ vững. Khiên Bách Biến nói, đối với việc Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan ở cùng một chỗ hắn vẫn luôn hiếu kỳ. Có một chút chuyện ta quản không được, cũng không có cách nào quản được, tất cả đều là số phận đã định. Nguyên Nhược Lan nói, ánh mắt nhìn về phía Khiên Bách Biến nói tiếp. Các hạ, chung quy ta vẫn có cảm giác dường như đã từng gặp các hạ ở nơi nào đó. Thật không, ta luôn ở trong thâm sơn tiềm tu. Gần đây mới được sư đệ mời ra, trước kia ta chưa từng gặp Nguyên Minh Chủ. Khiên Bách Biến cười nhạt một tiếng. Thật sao? Rõ ràng Nguyên Nhược Lan không tin, thế nhưng đối phương không nói nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Siêu! Đế Khôi đánh chết cơ hồ tất cả tôn giả như không có gì, ngay cả vũ tôn cửu trọng kia cũng không thể chạy thoát, thân thể màu xám tái nhợt đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Khi Lục Lâm Thiên phát hiện ra biến hóa đã dùng tâm thần phân phó Đế Khôi hộ pháp. Đây là đâu? Mà lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác tâm thần mình xuất hiện ở một không gian chói mắt, trong không gian này tràn ngập khí tức linh hồn bàng bạc. Rốt cuộc cũng có người tới, có thể đi vào không gian linh hồn do bổn để lưu lại cũng coi như người có duyên. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên giang nghi hoặc, ở trong quang mang chói mắt phía trước mơ hồ có một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện. Đạo thân ảnh này cao ngất mang theo một cỗ khí tức chấn động nhân tâm, trên người mặc một bộ trường bào. Hai mắt thâm thúy tựa như biển cả, trên người có một cỗ uy áp đế giả lan tràn. Thân thể nhẹ nhàng lướt tới trước người Lục Lâm Thiên, cùng với thân thể đế giả bên ngoài giống như đúc. Trước mặt đạo thân ảnh này Lục Lâm Thiên cảm thấy rõ ràng mình không có cảm giác được một chút uy áp nào, thế nhưng lại không có lực phản kháng, toàn thân trong lúc vô hình không có một chút sức lực nào. Loại uy áp đế giả này so với sư bá thánh linh lão tổ mạnh hơn quá nhiều. Đại chiến kinh thiên, chúng đế vẫn lạc. Trong lúc kiếp nạn, bổn đế tránh khỏi, trong lúc vội vàng không lưu lại quá nhiều, chỉ lưu lại truyền thừa. Ngươi nhận được y bát cũng coi như đồ nhi của ta. Thần khí gọi là đồ hồn, có thể trợ giúp ngươi một hai. Bổn đế được người ta gọi là trảm hồn đại đế. Thanh âm lạnh nhạt không có bất kỳ chấn động nào vang lên từ sâu trong đầu Lục Lâm Thiên, mỗi một chữ dường như đều có thể khiến cho linh hồn Lục Lâm Thiên chấn động. Siêu! Ngay khi vừa dứt lời. Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được trước mặt chấn động một hồi, khi ngẩng đầu thì thân ảnh hư ảo kia đã hóa thành một đạo lưu quang màu trắng mang theo linh hồn chấn động tiến vào trong tâm thần Lục Lâm Thiên rồi biến mất không thấy. Khi Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại cũng phát hiện ra trên người thân thể đế giả này có một cỗ năng lượng cực lớn chút xuống thân thể hắn, hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cỗ tin tức khổng lồ này đúng là truyền thừa cả đời của Trảm Hồn Đại Đế, cực kỳ mênh mông, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh hỉ. Cùng một lúc Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc phát hiện ra bên trong cỗ tin tức khổng lồ này có thêm một cỗ năng lượng rót vào trong người hắn. Âm Dương Linh Vũ Quyết tự động luyện hóa, lập tức hóa thành linh lực bàng bạc. Đây là chỗ tốt của truyền thừa mang lại. Lục Lâm Thiên kinh hỉ khoanh chân ngồi, bắt đầu nhận chỗ tốt cực lớn do truyền thừa mang lại. Thứ hiện tại hắn thiếu nhất chính là linh lực, linh đế truyền thừa, tu vi linh lực của hắn nhất định có thể mượn cơ hội này tăng lên không ít. Khoanh chân ngồi xuống, Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa năng lượng, khí tức trên người Lục Lâm Thiên kéo lên. Quanh thân được một vòng quang cháo thần dị bao phủ, bên trên quang cháo lan tràn ra khí tức cổ xưa mà mênh mông khiến cho người khác tới gần tâm thần rung động không thôi. Sợ rằng thực lực sẽ tăng cường không ít. Nhìn khí tức của Lục Lâm Thiên cơ hồ thẳng tắp kéo lên, ánh mắt Nguyên Nhược Lan chớp động, thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại đã đủ khủng bố, lúc này vẫn còn tăng cường, đến lúc đó bên trên đại lục có mấy người là đối thủ của hắn cơ chứ. Trong sơn mạch yên tĩnh, từng dãy núi hiện lên dưới mây mù nồng đậm giống như bao phủ thiên địa. Từng ngọn núi lớn trùng trùng điệp, một mảnh xanh ngắt tràn ngập trong không gian. Trong một quần phong, trên đỉnh giống như bị một kiếm chém ngang giống như một cái mộ lớn đứng vững ở trong không gian mờ mịt này, ngọn núi khổng lồ cao V Upsilon T khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy chóng mặt. Trước ngọn núi, một sơn cốc âm u hiện lên, trước sơn cốc này có một quảng trường lớn, lúc này có 20 mấy đạo thân ảnh đang đứng ở trên quang trường này. Lúc này 20 đạo thân ảnh kia ánh mắt đều nhìn về phía ngọn núi khổng lồ giống như một cái mộ lớn kia. 20 đạo thân ảnh này chính là đám người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền và người của Linh Vũ Giới. Nơi này có chút quỷ dị, có lẽ có cơ duyên gì đó cũng không nhất định. Lăng Thanh Tuyết Di nhìn ngọn núi khổng lồ giống như cái mộ lớn trước mắt, mà trong tay hắn có một tấm địa đồ cổ. Nếu như lúc này Lục Lâm Thiên có mặt ở đây nhất định có thể nhận ra, địa đồ cổ này cùng với địa đồ trong tay Lục Lâm Thiên giống như đúc, chỉ là lộ tuyến bên trên không giống mà thôi. Chúng ta vào xem. Tất cả cẩn thận một chút, có cơ duyên thì đồng nghĩa với việc có nguy hiểm lớn lao, nguy hiểm trong này tuyệt đối không tầm thường. Lăng Thanh Tuyền nói với Lăng Thanh Tuyệt. Được. Lăng Thanh Tuyệt gật đầu, nhìn Lăng Thanh Tuyền nói. Muội muội, muội đã nhận được cơ duyên lớn, hiện tại có lẽ tới phiên ta, nếu như có thể nhận được cơ duyên, muốn vượt qua Lục Lâm Thiên kia có lẽ cũng không phải là chuyện không làm được. Siêu siêu. Lăng Thanh Tuyệt dứt lời. Từng đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong ngọn núi. Thời gian từ từ đi qua, lúc này cách hư không bí cảnh mở ra đã được mấy tháng, thế nhưng vẫn không ngừng có người tiến vào bên trong. Cũng có mấy người có tu vi vương cấp không sợ chết, thậm chí là xuất cấp muốn thử xem có đi vào được hay không, kết quả vừa mới nếm thử một chút liền lập tức mất mạng. Hư không bí cảnh mở ra, đồn rằng chỉ có thời gian nửa năm, thế nhưng lúc này hư không bí cảnh tự động mở ra. Mọi người cũng không rõ ràng thời gian lắm. Thế nhưng chỉ cần không gặp nạn trong hư không bí cảnh, chỉ cần hư không bí cảnh đóng cửa sẽ tự động bị trục xuất ra khỏi hư không bí cảnh. Điểm này cũng khiến cho mọi người không cần phải lo lắng. Hậu Sơn Phi Linh Môn, trước một ngọn núi, Cực Lạc Tam Quỷ ngày đêm không ngừng chờ đợi ở chỗ này. Ba người một tấc cũng không rời, trừ một ít người có thể tiến vào bên trong ra cho dù là ai cũng không có cách nào tiến vào ngọn núi này nửa bước. Trong mật thất ở trên ngọn núi, trên bệ đá, từng mảnh lá cây lan tràn ra sinh cơ bàng bạc. Lục mang quanh quẩn, mảnh lá xanh bắt đầu dần dần dung hợp vào trong thân thể thánh thủ linh tôn, chỉ là điều này cũng không có ai nhìn thấy. Trong không gian mờ mịt, tại một ngọn núi sừng sững trong không gian, không biết đã tồn tại bao lâu. Oanh! Ngọn núi khổng lồ thoáng rung động, một cỗ khí tức cường hãn đang kéo lên. Trên ngọn núi... Một cỗ năng lượng thiên địa mênh mông giống như thủy triều kéo lên, liên tục không ngừng kéo vào trong một sơn động. Trong sơn động, một cỗ khí tức cực lớn đang tiếp tục kéo lên, khí tức này kéo lên cũng không quá lâu. Một cỗ năng lượng trên ngọn núi giống như núi lửa phun trào, tuôn ra khiến cho cả không gian gió nổi mây phun, cả không trung run rẩy. Ngoài ngọn núi, trên một tảng đá có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, tinh quang trong mắt lóe lên, trường bào run lên, thân ảnh lập tức đứng dậy. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Siêu. Một lát sau, trong ngọn núi có một thân ảnh màu lam bắn ra, mang theo một cỗ khí thế báo đạo. Đây chính là sát phá quân cùng với Nam Thúc tiến vào trong hư không bí cảnh.
Vũ Tôn thất trọng, không ngờ ngươi ở trong hư không bí cảnh lại còn có cơ duyên này. Thiên băng tinh quả đối với thuộc tính thủy của ngươi có hiệu quả rất tốt, có thể đột phá một trọng, đã rất không tồi. Nhìn sát phá quân, Nam Thúc khẽ mỉm cười, dường như với việc sát phá quân đột phá cũng rất hài lòng. So với tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia tốc độ của con không đáng nhắc tới. Sát phá quân cười khổ nói. Đó là do nó tu luyện công pháp không giống ngươi, kỳ ngộ cũng vậy. Nam Thúc nhìn sát phá quân nói. Ánh mắt của sư phụ ngươi tự nhiên không kém, thiên phú của ngươi so với người trong lục đại nhân hoàng tộc cũng không chênh lệch là bao. Ngươi chỉ cần so sánh với đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường là biết rõ. Nếu sư phụ ngươi còn sống, nhìn thấy ngươi bây giờ đã là vũ tôn thất trọng tuyệt đối sẽ cao hứng. Vâng. Sát phá quân gật đầu. Chúng ta đã lỡ không ít thời gian, tiếp tục đi tìm sư phụ ngươi. Nam Thúc dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Trong sơn cốc, nhận truyền thừa của Trảm Hồn Đại Đế, lúc này Lục Lâm Thiên làm sao có thể buông tha cơ hội này, hắn tham lam hấp thu năng lượng bàng bạc, vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa thành năng lượng cho hắn sử dụng. Loại luyện hóa năng lượng này so với việc Lục Lâm Thiên luyện hóa bất kỳ một loại năng lượng nào còn nhanh hơn. Trong sơn cốc, trước thân thể đế giả, quanh thân Lục Lâm Thiên đã bị quang mang màu trắng nồng đậm bao phủ. Ở trong quang mang màu trắng này không ngừng có năng lượng rót vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khiến cho không gian run rẩy. Ở trong cỗ năng lượng này cũng có không ít năng lượng đối với linh hồn có chỗ tốt tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Thế nhưng đại bộ phận lại bị kim đao màu vàng ngăn chặn lại. Đại bộ phận chỗ tốt trong năng lượng đều bị kim đao màu vàng kia hấp thu đi. Linh hồn lực của Lục Lâm Thiên tối đa chỉ đạt được chỗ tốt bên trong chừng 2-3 thành. Trong truyền thừa, tin tức mà Lục Lâm Thiên đạt được đều có liên quan tới tu luyện linh đạo. Cùng lúc năng lượng truyền thừa bị luyện hóa, khí tức trên người Lục Lâm Thiên kéo lên, khí tức từ trên thân thể Lục Lâm Thiên tràn ra cũng từ từ tăng cường. Cũng không biết từ khi nào, một luồng linh lực mênh mông giống như gợn sóng từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên khuếch tán ra. Linh lực lan tràn. Cuối cùng quanh quẩn quanh thân Lục Lâm Thiên, theo quanh thân thể và lỗ chân lông của Lục Lâm Thiên không ngừng chui vào trong cơ thể, liên tục tuần hoàn. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, Khiên Bách Biến và Nguyên Nhược Lan kinh hãi cảm nhận khí tức của Lục Lâm Thiên kéo lên tới linh tôn cửu trọng trung kỳ. Mà 8 ngày sau đó, khí tức trên người Lục Lâm Thiên không ngờ đạt tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ, vô cùng khủng bố. Khí tức tuôn ra ngày càng cường hãn. Quanh thân Lục Lâm Thiên bắt đầu xuất hiện một vòng quang mang giống như màn sáng. Khí tức kéo lên, khí tức linh hồn tăng mạnh khiến cho không gian rung động từng hồi. Cùng lúc khí tức tâm cảnh đế giả của Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu xuất hiện chấn động này lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm từ từ khuếch tán. Loại khí tức vô hình chấn động này mang theo một cỗ uy áp đế giả cực lớn, cỗ uy áp này khiến cho Khiên Bách Biến và Nguyên Nhược Lan bị ảnh hưởng cực lớn. Chẳng lẽ Lục Lâm Thiên muốn thành đế? Khiên Bách Biến và Nguyên Nhược Lan không nhịn được nhìn nhau, tu vi của Lục Lâm Thiên tăng tiến quá kinh khủng, đến lúc này còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày thứ 24. Dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của Khiên Bách Biến và Nguyên Nhược Lan, khí tức linh giả của Lục Lâm Thiên đã nhảy lên tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Giờ phút này cả sơn cốc gió nổi mây phun, khí tức năng lượng bàng bạc phóng lên trời, uy áp khủng bố không nói nên lời. Siêu. Ngay khi khí tức của Lục Lâm Thiên vừa mới nhảy lên linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, quang mang trên thân thể đế giả rốt cuộc cũng biến mất. Khí tức đang kéo lên trên người Lục Lâm Thiên cũng từ từ thu liễm. Hai mắt nhắm chặt, khí tức trên người Lục Lâm Thiên từ từ thu liễm, thế nhưng vẫn còn có chút chấn động như ẩn như hiện. Phù! Sơn cốc khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ, nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên mới thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Chọc khí thở ra. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Hai con mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên mở ra, trong con mắt đen kịt hiện lên quang mang khác thường giống như ngôi sao khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Linh tôn cửu trọng đỉnh phong, thu hoạch không cạn a. Tinh quang trong mắt lặng lẽ thu lại, Lục Lâm Thiên cảm nhận linh lực mênh mông trong đầu, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Cảm nhận sự khác biệt giữa linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong hiện tại và lúc còn là linh tôn cửu trọng sơ kỳ. Linh lực và linh hồn lực quả thực tăng lên gấp bội. Loại tốc độ này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi thỏa mãn, truyền thừa của Trảm Hồn Đại Đế không ngờ lại mang tới chỗ tốt cho hắn khủng bố như vậy. Từ linh tôn cửu trọng sơ kỳ tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối là một cái hào rộng.
Lục Lâm Thiên thôn phệ linh lực của vài linh tôn tu vi chỉ tinh tiến một tia mà thôi. Mà lúc này lại tăng tiến nhanh như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Cảm nhận linh lực và linh hồn lực tăng tiến, hai con mắt Lục Lâm Thiên lần nữa nhắm lại. Đạo tin tức kia hiện lên trong đầu, tâm thần Lục Lâm Thiên đảo qua đống tin tức. Linh kỹ thiên cấp và vũ kỹ thiên cấp giống như bình thường tuyệt đối không chỉ đơn giản như vũ kỹ và linh kỹ bình thường, mà còn bao hàm lực lĩnh ngộ của linh hồn và các loại tu hợp tính. Trảm hồn cửu liên quyết. Từ trong tin tức Lục Lâm Thiên biết được, Trảm hồn đại đế lưu lại cho hắn một linh kỹ thiên cấp gọi là Trảm hồn cửu liên quyết, một loại công kích ngưng tụ linh lực, bên trong ẩn chứa công kích linh hồn. Linh kỹ thiên cấp này là công kích vật chất xen lẫn công kích linh hồn, tu luyện tới trình độ nhất định muốn chém nát linh hồn trong đầu đối phương cũng có thể làm được. Đạt được truyền thừa của người, coi như ta cũng là đệ tử của người. Đệ tử bái tạ sư phụ. Lục Lâm Thiên lần nữa mở mắt ra, cung kính hành lễ với thân thể đế giả trước người. Chúc mừng tu vi sư đệ tinh tiến không ít. Khiên Bách Biến lúc này mới đi tới bên người Lục Lâm Thiên, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, còn lĩnh ngộ thuộc tính mới, loại thiên phú như thế này quá mức cường hãn. Chỉ có chút tiến bộ mà thôi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy Khiên Bách Biến khinh bỉ nhìn Lục Lâm Thiên, cái này mà còn gọi là hơi chút tiến bộ hay sao? Bản thân Khiên Bách Biến chính là linh tôn cửu trọng. Hắn hiểu rõ từ linh tôn cửu trọng sơ kỳ tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong là một cái hào rộng thế nào. Đại bộ phận linh tôn sợ rằng ngàn năm cũng khó có thể vượt qua, thế nhưng Lục Lâm Thiên chỉ dùng thời gian không tới một tháng. Ông! Một tiếng sấm vang vọng, Lục Lâm Thiên nắm trong tay thanh kiếm hai lưỡi của Trảm Hồn Đại Đế, một tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, trên thân kiếm điện mang lan tràn ra. Lưu quang lan tràn ra bốn phía. Khí thế sắc bén ngập trời khuếch tán khiến cho năng lượng trên không trung rung động. Thần khí thật mạnh. Khiên Bách Biến theo bản năng lui lại phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía thần khí trong tay Lục Lâm Thiên có chút hâm mộ. Thần khí này không tệ. Thân ảnh nguyên nhược lan lóe lên, thân ảnh lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Kiếm này gọi là đồ hồn, cũng là thần khí thượng cổ. Lục Lâm Thiên nắm thanh trường kiếm màu trắng như ánh trăng trong tay. Từ trong không gian linh hồn của Trảm Hồn Đại Đế hắn đã biết được thanh kiếm này gọi là đồn hồn, danh tự cực kỳ bá đạo, bất phàm. Chúc mừng sư đệ lại nhận được cơ duyên bực này. Khiên Bách Biến nhìn đồ hồn nói. Sư huynh, đồ hồn này đệ dùng cũng không có nhiều tác dụng. Cho nên huynh cầm rồi luyện hóa đi. Lục Lâm Thiên hơi do dự rồi đưa đồ hồn trong tay cho Khiên Bách Biến. Cho ta. Khiên Bách Biến sững sờ, dường như không dám tin tưởng. Đây chính là thần khí thượng cổ, người nào thu được tuyệt đối sẽ không rời tay, không ngờ Lục Lâm Thiên lại giao cho hắn. Sư huynh, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đưa đồ hồn cho Khiên Bách Biến, Lục Lâm Thiên cũng có suy nghĩ. Trên đường đi hắn đã nhìn ra, Khiên Bách Biến cũng biết vị trí của mình. Bây giờ hắn tu luyện tam thần thiên biến quyết, cũng nên gọi Khiên Bách Biến một tiếng sư huynh, huống chi Khiên Bách Biến tuyệt đối không phải là người bình thường. Chỉ bằng thiên phú yêu nghiệt như vậy, còn có nghiên cứu với trận pháp, nếu như thật tâm đi theo bên cạnh hắn, đối với phi linh môn cũng có trợ giúp vô cùng lớn. Một thanh thần khí rất quý trọng, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không tiếc, nếu như Khiên Bách Biến thật tâm ở bên cạnh hắn, ở lại phi linh môn thì đồ hồn cũng là của phi linh môn. Trao đổi bực này tuyệt đối không có hại chịu thiệt, trên người hắn hồn linh khí thiên cấp cũng không chỉ có một đồ hồn kiếm này. Sư đệ! Vậy thì sư huynh ta cũng không khách khí nữa. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, Khiên Bách Biến không khách khí nữa, thần khí thượng cổ, nói hắn không muốn là giả, hắn cũng không có che giấu tâm tư mình. Khiên Bách Biến nắm đồ hồn kiếm, toàn thân đột nhiên run lên, uy của thần khí khiến cho trong lòng hắn rung động, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hắn không biết về sau sẽ thế nào, thế nhưng ít nhất cho tới bây giờ hắn không lựa chọn sai. Sư phụ! Đế thân của ngươi con sẽ mang về an táng. Ở chỗ này cũng không thích hợp cho lắm. Lục Lâm Thiên nhìn thân thể Trảm Hồn Đại Đế, thân thể đế giả ở trong hư không bí cảnh nếu như bị những người khác nhìn thấy tuyệt đối là trọng bảo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không có ý định luyện chế thân thể Trảm Hồn Đại Đế thành khôi lỗi, hắn đã đạt được truyền thừa của Trảm Hồn Đại Đế, đã gọi người ta là sư phụ, tất nhiên sẽ không đem thi thể sư phụ luyện chế thành khôi lỗi. Gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên đem thân thể Trảm Hồn Đại Đế thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, ánh mắt lập tức nhìn vào thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư,
Tử Lôi Huyền Đỉnh mở rộng, đem trọn sơn cốc bao phủ, cũng thu thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tất cả đã xong, lúc này Lục Lâm Thiên mới nở nụ cười thỏa mãn, lần này thu hoạch không ít. Nguyên Nhược Lan ở một bên lẳng lặng quan sát, không muốn bất kỳ vật gì. Nguyên cô nương, có phải cô nương định đi theo chúng ta hay không? Thân ảnh Lục Lâm Thiên đi tới bên người Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Đương nhiên, ở cùng một chỗ với ngươi ít nhất còn an toàn hơn một chút. Vậy thì tùy cô nương. Lục Lâm Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ cần Nguyên Nhược Lan không động vào hắn, Lục Lâm Thiên cũng mặc kệ, coi như trả nhân tình cho nàng. Một lát sau ba người rời khỏi sơn cốc, Lục Lâm Thiên cũng không che giấu địa đồ, cũng không nói rõ lai lịch của địa đồ, sau khi móc ra địa đồ xem xét một lát rồi lập tức đi về phía trước. Nhìn địa đồ trong tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt Nguyên Nhược Lan thoáng nghi hoặc, nhưng mà nàng cũng không có hỏi nhiều mà chỉ lẳng lặng đi theo sau Lục Lâm Thiên. Dùng thực lực của ba người trong hư không bí cảnh, dường như nguy hiểm nào cũng không sợ. Trên đường đi bất ngờ thu được hai quả linh quả bất phàm, đối với chân khí có tác dụng tăng cường không ít. Thế nhưng cũng chỉ có tác dụng với vũ tôn bình thường, đối với tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nói, cũng không có bao nhiêu công dụng. Mấy ngày sau, Khiên Bách Biến thừa dịp ba người nghỉ ngơi không nhịn được mà muốn luyện hóa đồ hồn kiếm, thân thể được năng lượng bàng bạc trong đồ hồn kiếm bao phủ. Lục Lâm Thiên cũng không có sốt ruột, Khiên Bách Biến luyện hóa thần khí thượng cổ, nói không chừng tu vi còn tăng lên. Hắn lại lần nữa thu Khiên Bách Biến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà sau khi Lục Lâm Thiên tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh liền đem Khiên Bách Biến chuyển qua Thiên Trụ Giới tầng thứ nhất. Chúng ta vào trong này đã bao lâu rồi? Lục Lâm Thiên lần nữa thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, hỏi Nguyên Nhược Lan. Đại khái chừng 3 tháng. Nguyên Nhược Lan nói. Lâu như vậy sao? Lục Lâm Thiên cũng biết thời gian đại khái, thế nhưng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, lúc này ở trong hư không bí cảnh Lục Lâm Thiên còn muốn tìm một chút bảo vật, cũng không muốn đi ra ngoài quá sớm. Lúc ngươi nhận truyền thừa kia cũng đã mất 1 tháng rồi. Nguyên Nhược Lan nhẹ giọng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy vẫn kém Nguyên cô nương nhận được truyền thừa của lão tổ Thiên Kiếm Môn. Thế nhưng thực lực của ta hiện tại vẫn kém ngươi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, gặp người Thiên Kiếm Môn người có thể rời khỏi. Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan lóe lên, nói. Ta thì hiện tại lại hy vọng ở trong hư không bí cảnh này bất luận kẻ nào trong thiên địa minh không gặp phải ngươi. Thật sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Thế nhưng thiên địa minh các ngươi vận khí quá kém, dường như phía trước lại là người thiên địa minh các ngươi. Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan biến đổi, bộ váy máu tím phiêu động, thân ảnh xinh đẹp đuổi theo. Trước vách núi dựng đứng, phía xa chính là một đỉnh núi. Trên vách núi này có một thạch bích nhô ra, lúc này có mấy người đang ngẩng đầu nhìn vào một đóa hoa đỏ như máu bên trên. Đây là một đóa hoa cực kỳ diễm lệ, cả vật thể màu đỏ tươi, vô cùng lớn, ước chừng 100 thước. Màu sắc tươi sáng. Bên trên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Bông hoa màu đỏ quỷ dị này giống như nhìn một cái cũng khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía. Trong lúc bất chi bất giác đã bị ảnh hưởng, khiến cho linh hồn run rẩy. Mấy người này nhìn bông hoa màu đỏ, ánh mắt chậm rãi biến hóa, bắt đầu trở nên đỏ rực. Siêu siêu, thân ảnh Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan đáp xuống vách núi, nhìn đóa hoa màu đỏ trên vách núi, trong mắt Nguyên Nhược Lan hiện lên vẻ kinh ngạc. Ồ, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ nghi ngờ, nhìn đóa hoa màu đỏ này, Lục Lâm Thiên dường như đã gặp trong Tử Vong Thâm Uyên. Từ trong miệng Tử Yên hắn đã biết đóa hoa này gọi là huyết linh mẫu đơn, là một loại tà vật. Mà huyết linh mẫu đơn ở trong hư không bí cảnh này so với đóa ở trong Tử Vong Thâm Uyên ít nhất còn lớn hơn 10 lần. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có chú ý tới ánh mắt Nguyên Nhược Lan chăm chú nhìn vào trên đóa huyết linh mẫu đơn xa xa, ánh mắt nghi hoặc. Đồng thời con mắt từ từ trở nên đỏ tươi. Siêu. Dưới ánh mắt của mọi người, bên trong đóa huyết linh mẫu đơn có một cỗ năng lượng màu đỏ tuôn ra. Bên trong cỗ năng lượng này có một cỗ sát khí lan tràn, không gian trong khoảnh khắc chấn động. Dưới cỗ khí tức này linh hồn người ta run rẩy, khí tức huyết sát kia càng ảnh hưởng tới linh hồn. Cùng một thời gian, 6 đạo thân ảnh trước vách núi đột nhiên xoay người lại, đôi mắt đỏ tươi, toàn thân tản ra khí tức huyết sát bàng bạc.
từng ánh mắt đỏ tươi tập trung lên trên người Lục Lâm Thiên. Giết! Sáu người quát khẽ một tiếng, chân khí linh lực chấn động. Từng đạo linh lực, chân khí thất luyện xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đánh về phía Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan, ánh mắt tràn ngập sát ý. Bị huyết linh mẫu đơn khống chế. Ánh mắt nhảy lên, nhìn sáu đạo công kích xuyên thủng không gian đánh tới. Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến, quang mang quanh thân lóe lên, cả không gian lập tức cứng lại, sáu đạo công kích đều biến mất bên trong. Thân ảnh sáu người cũng bị giam cầm ở bên trong. Tu vi của sáu người cũng chỉ là tôn cấp thấp trọng mà thôi, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là vũ tôn ngũ trọng, tại sao có thể là đối thủ của Lục Lâm Thiên được? Không gian thuộc tính thổ lan tràn, thân ảnh Lục Lâm Thiên như thiểm điện, nhanh chóng tới trước mặt sáu người. Tốc độ cực nhanh, không gian chấn động, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng. Thân ảnh kéo theo vết nứt không gian, sáu đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện vỗ vào thân thể sáu người. Ầm ầm. Sáu tiếng trầm thấp vang lên, thân thể sáu người lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống mặt đất. Siêu siêu. Lúc này, dưới vách núi nơi Nguyên Nhược Lan đứng có vài cái dây bao phủ thân thể Nguyên Nhược Lan, nhanh như thiểm điện kéo vào trong vách núi. Cẩn thận. Lục Lâm Thiên biến sắc, thân ảnh lao thẳng về phía trước. Trên vách núi, cánh huyết linh mẫu đơn tách ra, khí tức huyết sát ngập trời tuôn ra, tựa như một cơn lốc nhỏ bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Dưới cỗ khí tức huyết sát này, khí tức tà ác lan tràn ra, lập tức kéo vào trong đầu Lục Lâm Thiên, khiến cho linh hồn theo bản năng lùi lại. Nếu như bị năng lượng tà ác này chiếm cứ sợ rằng sẽ bị nó khống chế. Khí tức huyết sát bàng bạc tuôn ra, khiến cho Lục Lâm Thiên khó có thể ngăn cản, năng lượng quá mức khổng lồ, linh tôn cửu trọng đỉnh phong bình thường sẽ bị nó phá hủy rồi khống chế. Siêu! Năng lượng huyết sát bàng bạc tuôn ra, kim đao màu vàng nhảy ra, đao mang chói mắt xuất hiện. Vô số năng lượng huyết sát trong khoảnh khắc đều bị đao mang cắn nuốt vào trong thân đao. Khi tất cả khôi phục thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên vách núi, mà lúc này đã mất đi dấu vết của huyết linh mẫu đơn kia, Nguyên Nhược Lan cũng đã sớm biến mất dưới vách núi. Đáng chết! Lục Lâm Thiên thầm mắng một câu, huyết linh mẫu đơn này quả nhiên đủ khủng bố, so với huyết linh mẫu đơn trong Tử Vong Thâm Uyên còn lớn hơn. Vừa rồi giao thủ nếu như không có kim đao màu vàng trong đầu, Lục Lâm Thiên phỏng đoán mình cũng khó mà chống đỡ được. Lục Lâm Thiên nhớ rõ từ lời Tử Yên nói khi trước, huyết linh mẫu đơn có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí của con người, trong lúc bất chi bất giác bị nó khống chế. Đến lúc đó sẽ trở thành hoa nô của nó. Sáu người kia sợ rằng đã trở thành hoa nô của nó. Mà lúc này Nguyên Nhược Lan nằm trong tay huyết linh mẫu đơn sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Liều mạng a! Ánh mắt chớp động một hồi, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên nhảy vào trong vách núi. Trong vách núi là một hạp cốc dài hẹp, bên dưới sương mù dày đặc lan tràn, tầm mắt bị ngăn cản, một cỗ khí tức huyết sát quanh quẩn trong vách núi. Một lát sau, đi theo khí tức huyết sát kia, thân ảnh Lục Lâm Thiên rơi xuống trước một thạch động. Chung quanh thạch động là một mảnh xanh ngắt, cửa vào cũng bị thực vật bao phủ. Nếu không phải tâm thần Lục Lâm Thiên tập trung vào khí tức huyết sát sợ rằng cũng khó có thể phát hiện ra động khẩu này. Bố trí thanh linh khải giáp, Lục Lâm Thiên cẩn thận tiến vào trong cửa động. Ở trong thạch động này chính là một thông đạo dài, ánh sáng trong thông đạo không lờ mờ mà cực kỳ sáng ngời. Trên thạch bích có một đám thực vật hình thù giống như nấm bằng bàn tay, toàn thân tỏa ra quang mang đỏ như máu, vô cùng quỷ dị khiến cho thông đạo này sáng rõ đồng thời tràn ngập tà khí. Theo thông đạo, Lục Lâm Thiên cẩn thận tiến vào, thông đạo này càng đi vào sâu bên trong càng rộng. Một lát sau, một không gian cực lớn xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Bốn phía không gian cực lớn này là thạch bích dày đặc, mà ở chính giữa là một thạch bích cực lớn giống như cung điện. Siêu! Đột nhiên trước người Lục Lâm Thiên đột nhiên có một đóa huyết linh mẫu đơn chừng hơn chục thước từ trên thạch bích phóng ra. Những chiếc lá giống như lưỡi đao huyết sắc tách ra. Lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên giống như một đầu hung thú huyết sắc đang muốn thôn phệ cả cơ thể Lục Lâm Thiên vậy. Ngao! Lục Lâm Thiên nắm huyết lục trong tay, tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng trong thạch động. Duệ kim hồn đao! Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo, kim quang toàn thân đại thịnh giống như mặt trời lên cao, đao mang bắn ra đem theo vết nứt không gian đen kịt, lập tức bổ vào trên người huyết linh mẫu đơn. Phanh! Một đao đánh xuống. Huyết linh mẫu đơn dưới một đao này đứt đôi, hóa thành huyết sát chi khí đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đã sớm có sự chuẩn bị, thân ảnh nhanh chóng thối lui, sát khí huyết sắc này Lục Lâm Thiên cũng không sợ,
thế nhưng không nên để cho nó nhiễm vào người thì tốt hơn. Siêu siêu. Cùng một lúc, quanh thân Lục Lâm Thiên từ bốn phương tám hướng có vô số đóa huyết linh mẫu đơn xuất hiện, huyết quang đại thịnh, đều hơn chục thước, toàn thân tràn ngập huyết quang quanh quẩn, nhìn qua giống như là máu tươi lưu động, có vẻ đẹp thê lương, khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải mê muội. Tổng cộng có 14 đóa huyết linh mẫu đơn, khí tức huyết sát lan tràn, trong đầu Lục Lâm Thiên run lên, kim đao lần nữa phóng ra đao mang màu vàng. Lục Lâm Thiên nhìn đóa huyết linh mẫu đơn này, sợ rằng mỗi đóa huyết linh mẫu đơn đều có thể đối phó được một linh tôn cửu trọng. Những đóa huyết linh mẫu đơn này không có khổng lồ như đóa ngoài vách đá, thế nhưng chắc chắc có quan hệ với đóa huyết linh mẫu đơn kia. Siêu siêu. Phía trên huyết linh mẫu đơn, khí tức huyết sát lan tràn, cả không gian dường như tràn ngập trong máu tươi. Chỉ riêng khí tức này cũng khiến cho linh tôn cửu trọng bình thường không có cách nào nhúc nhích. 14 đóa huyết linh mẫu đơn tách ra, khí tức huyết sát ngập trời lan tràn, bắt đầu dục dịch. Ngao. Sát khí phía trên huyết lục của Lục Lâm Thiên tràn ngập, tiếng đao minh như long ngâm vang vọng. Quỷ mộc hồn đao. Một tiếng quát nhẹ vang lên, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa của Lục Lâm Thiên rót vào trên huyết lục trong tay đánh ra một đạo đao mang. Đao mang này xuất hiện chỉ xoay tròn trước người Lục Lâm Thiên, xuyên thấu không gian cũng không phải bổ về phía trước là giống như viêm nguyệt loan đoan xoay tròn chung quanh. Siêu. Đao mang xoay tròn đột nhiên xuyên qua đóa huyết linh mẫu đơn thứ nhất, tiếp đó là đóa thứ hai, thứ ba, mãi cho đến đóa thứ 14 mới biến mất không thấy. Ken két. Cùng một lúc ở trong 14 đóa huyết linh mẫu đơn, vô số đao mang mang theo từng mảnh hoa lá chảy ra, mỗi một đạo đao mang xuất hiện đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Vô số đạo đao mang giống như mạng nhện từ trong 14 đóa huyết linh mẫu đơn lan tràn ra, huyết linh mẫu đơn bị lục quang chói mắt bao phủ. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc vô sinh đột nhiên lan tràn trong không gian, tất cả sinh cơ trong không gian bị chém đứt. Trong lúc đao mang chém ra, 14 đóa huyết linh mẫu đơn lập tức héo rũ, năng lượng thuộc tính mộc trong cơ thể bị phá hủy, từng đạo quang mang từ trong đóa hoa bắn ra, lục quang đại thịnh. Phanh phanh. Một giây sau, thân thể khô héo của huyết linh mẫu đơn đột nhiên hóa thành mảnh vỡ nổ tung, nương theo khí tức huyết sát ngập trời vương vãi, đều bị một đạo của Lục Lâm Thiên phá hủy. A hát. Cùng một lúc ở trong cung điện cực lớn bằng đá kia có một đạo thanh âm dường như bị thương vang lên. Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, sợ rằng Nguyên Nhược Lan ở bên trong, thân ảnh như thiểm điện lập tức phóng thẳng vào bên trong. Cung điện lớn bằng đá kia cũng không biết tạo ra như thế nào, bên trong tràn ngập sát khí huyết sát khiến cho linh hồn rung động, khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái. Ở trong đại điện bằng đá, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên rồi xuất hiện bên trong. Ở trong đại điện này lúc này Nguyên Nhược Lan bị không ít dây mây màu đỏ bao phủ, ở trong dây mây màu đỏ có máu tươi chảy ra, cực kỳ quỷ dị. Nguyên Nhược Lan đang nhắm chặt hai mắt, toàn thân lan tràn ra một cỗ ma khí, đang ngăn cản khí tức huyết sát xâm lấn, thế nhưng xem ra cũng không thoát khỏi khống chế. Nguyên cô nương. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, xem ra Nguyên Nhược Lan bị khống chế cho nên đối với thanh âm của Lục Lâm Thiên không có một chút phản ứng nào. Ngao. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, ánh mắt nhìn vào đám dây mây màu đỏ chằng chịt đang bao phủ thân thể Nguyên Nhược Lan. Chân khí rót vào, huyết lục ngâm lên một tiếng, Lục Lâm Thiên muốn chặt đứt những dây mây màu đỏ kia. Siêu siêu, trong nháy mắt này những dây mây màu đỏ rậm rạp trên người huyết linh mẫu đơn biến mất không thấy gì nữa, mà ở trên mi tâm Nguyên Nhược Lan có một bí văn quỷ dị đang lan tràn ra quang mang huyết sắc, hình dáng giống như huyết linh mẫu đơn. Cùng một lúc hai mắt của Nguyên Nhược Lan mở ra, ánh mắt vốn sáng ngời lúc này lại tràn ngập huyết sắc quang mang, khí chất trên người đã hoàn toàn bất đồng, mà khí trên người lúc này dường như đang bị áp chế ngắn ngủi. Nhân loại, ngươi rời khỏi đây ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta nhất định sẽ biến ngươi thành hoa nô của ta, cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi là huyết linh mẫu đơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong lòng càng thêm ngưng trọng, thanh âm này rõ ràng không phải là của Nguyên Nhược Lan, mà tuyệt đối là huyết linh mẫu đơn kia. Đúng vậy, ta chính là huyết linh mẫu đơn, hôm nay ta tâm tình tốt có thể tha chết cho ngươi, ngươi còn không mau đi. Thanh âm thanh thúy từ trong miệng Nguyên Nhược Lan vang lên. Thả bằng hữu của ta, ta sẽ rời khỏi đây. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào trên người Nguyên Nhược Lan. Huyết linh mẫu đơn này có thể nói tiếng người, tương đương với một việc huyết linh mẫu đơn này đã thông linh, dựa theo cách nói của Khiên Bách Biến.
huyết linh mẫu đơn này đã trở thành tồn tại giống như thiên mộc thần thụ, trở thành linh vật trời sinh. Không được, ta chỉ có thể thả một mình ngươi rời khỏi đây, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Thanh âm thanh thúy lúc này đã có chút không nhịn được, bắt đầu tràn ngập sát khí, vừa rồi dường như đang cố nén giận. Nếu như ngươi có thể đối phó với ta sợ rằng cũng không thả ta đi như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Lúc ở bên ngoài hắn chém 14 đóa huyết linh mẫu đơn, chỉ sợ cũng là một thể của huyết linh mẫu đơn này. Thanh âm bị trọng thương vừa rồi có lẽ là của huyết linh mẫu đơn này. Lục Lâm Thiên phỏng đoán huyết linh mẫu đơn này tuy rằng thông linh, thế nhưng còn chưa đạt tới cấp độ như thiên mộc thần thụ, bằng không thì hắn cũng không có cách nào đối phó. Xem tình huống hiện tại huyết linh mẫu đơn này chỉ mong hắn đi sớm một chút, đừng làm ảnh hưởng tới nó. Nhân loại đáng chết, dám làm tổn thương ta, ngươi cho rằng ta không có cách nào làm gì được ngươi sao? Ngươi sẽ phải hối hận. Thanh âm thanh thúy này tức giận, vừa rồi quả thực nó đã bị trọng thương, nếu không phải đang ở thời khắc mấu chốt thì nó làm sao có thể bỏ qua nhân loại trước mắt này cơ chứ? Siêu siêu! Tiếng quát vừa dứt. Trên người Nguyên Nhược Lan tức thì tràn ngập ra khí tức huyết sát, tóc dài tán loạn, bộ váy phiêu đãng, hai mắt đỏ rực, khí tức huyết sát bàng bạc tập trung lên trên người Lục Lâm Thiên. Cỗ khí tức huyết sát này đủ để phá hủy linh hồn linh tôn cửu trọng. Trong đầu, kim đao màu vàng bắn ra kim quang, khí tức huyết sát lan tràn vào trong đầu đều bị thôn phệ. Huyết sát bàng bạc lan tràn, Lục Lâm Thiên giống như một ngọn núi lớn không có cách nào dung chuyển. Tại sao ngươi lại không sợ công kích linh hồn của ta? Nhân loại các ngươi không có khả năng không sợ công kích linh hồn của ta. Thanh âm thanh thúy kia bắt đầu có chút kinh ngạc. Ta nói rồi, ngươi không làm gì được ta đâu. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt nhìn vào ấn ký hình huyết linh mẫu đơn đang lan tràn ra quang mang quỷ dị. Lục Lâm Thiên suy đoán huyết linh mẫu đơn hiện tại đang ở trên người Nguyên Nhược Lan, đang thi triển một loại thủ đoạn nào giống như đoạt xá. Nếu như Nguyên Nhược Lan bị huyết linh mẫu đơn đoạt xá vậy thì cũng chỉ có thể chờ chết. Không tốt. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên thầm nghĩ một tiếng không tốt. Không sợ huyết sát ngập trời, thân ảnh lao thẳng về phía trước. Một đạo trưởng ấn ngưng tụ đánh về phía ấn ký quỷ dị nơi mi tâm của Nguyên Nhược Lan. Ngươi muốn giết ta sao? Ta khuyên ngươi không nên dại dột, nếu không ta chưa chết thì bằng hữu của ngươi sẽ chết trước. Thanh âm thanh thúy này tiếp tục từ trong miệng Nguyên Nhược Lan truyền ra. Siêu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức ngừng công kích, nghe lời nói của huyết linh mẫu đơn Lục Lâm Thiên không dám đơn giản ra tay. Khí tức huyết sát ngập trời chung quanh biến mất, huyết linh mẫu đơn không có cách nào làm gì được Lục Lâm Thiên cho nên cũng thu khí tức huyết sát lại. Người đám đoạt xá bằng hữu của ta, ta cam đoan người cũng sẽ chết. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này, nghiêm túc mà nói cũng chưa từng gặp qua những sinh linh trời sinh. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Nực cười chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Thanh âm thanh thúy từ trong miệng Nguyên Nhược Lan vang lên, đôi mắt xinh đẹp đỏ rực mang theo khí tức tà dị nói. Cho dù là đế giả trong nhân loại các ngươi cũng không giết được ta. Linh vật trời sinh như chúng ta bằng vào đám nhân loại nhỏ bé các ngươi làm sao có thể giết hại được ta? Vô số năm qua ở trong không gian quỷ dị này ta bị áp chế. Ta thật vất vả mới tìm được thân thể có thể thừa nhận được ta, đến lúc đó ta sẽ có thể rời khỏi nơi quỷ dị này, cũng không chịu sự áp chế của nơi này nữa. Nghe vậy trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, chẳng lẽ huyết linh mẫu đơn này kinh khủng tới tình trạng kia hay sao? Thế thì tại sao vừa rồi hắn lại làm nó bị thương nữa? Ta lặp lại lần nữa, ngươi muốn đoạt xá có thể tìm người khác. Nếu như ngươi dám đoạt xá bằng hữu của ta, ngươi nhất định sẽ chết. Lục Lâm Thiên nhìn ánh mắt đỏ rực của Nguyên Nhược Lan rồi nói. Lúc này cũng không tính là Nguyên Nhược Lan nữa, nghiêm túc mà nói hiện tại chính là huyết linh mẫu đơn. Khanh khách, tiếng cười thanh thúy động lòng người vang lên, nói. Ta không cần phải đoạt xá, thân thể nhân loại như các ngươi làm sao có thể thích hợp với sinh linh trời sinh như chúng ta. Không những thế còn hạn chế sự tiến bộ của chúng ta. Ta chỉ cần thân thể thích hợp chịu tải thân thể ta rời khỏi không gian quỷ dị này mà thôi. Ngươi muốn rời khỏi có thể nghĩ biện pháp khác, cần gì phải động tới bằng hữu của ta. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Ta cũng không biết bao nhiêu năm rồi, thử qua vô số hoa nô cũng không có người thích hợp chịu tải thân thể ta, chỉ có nữ hài này có thân thể thích hợp, mà khí trên người nàng cực kỳ tương tự với chúng ta.
Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Nguyên Nhược Lan nhàn nhạt nói. Ta thề, coi như ngươi có thể thành công, ta cũng sẽ đánh ngươi thành mây khói. Trong đôi mắt đen láy của Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chỉ tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta từ trong linh hồn của nữ hài này biết được dường như trong lòng nó ưa thích ngươi. Nhân loại các ngươi hẳn gọi cái này là cảm tình đúng không? Ta cũng nhìn ra ngươi rất lo lắng cho nàng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, cũng không biết Huyết Linh Mẫu Đơn này nói là thật hay giả. Nhân loại, hay là ngươi đi đi, bằng không khi đợi thân thể nàng chịu tải được ta, ngươi nhất định sẽ chết. Huyết Linh Mẫu Đơn nói với Lục Lâm Thiên. Thanh âm thanh thúy động lòng người giống như có man lực rót vào trong đầu Lục Lâm Thiên khiến cho linh hồn Lục Lâm Thiên theo đó run rẩy. Nếu như ngươi không thả nàng, ta tình nguyện giết nàng, đến lúc đó ngươi cũng không có cách nào ra ngoài. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt có một cỗ sát ý lan tràn. Nếu như Nguyên Nhược Lan chịu tải Huyết Linh Mẫu Đơn này ra ngoài, sợ rằng cách cái chết cũng không xa, nếu đã như vậy không bằng một đao chém đứt. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không phải muốn giết Nguyên Nhược Lan, bằng không hắn cũng sẽ không cứu nàng. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng không phải là người nhân từ nương tay. Từ tình huống hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Ít nhất Lục Lâm Thiên biết rõ Huyết Linh Mẫu Đơn rất sợ chuyện này. Nó tìm vô số năm không thấy thân thể thích hợp, vậy thì tuyệt đối sợ hắn giết Nguyên Nhược Lan. Nhân loại, không nghĩ ngươi lại đủ ngoan độc như vậy. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chúng ta làm một ít giao dịch, chỉ cần ngươi không quấy rối ta có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi thả bằng hữu của ta, bằng không một đao chém đôi, coi như ta không giết được ngươi, thế nhưng có lẽ cũng giết được bằng hữu của ta. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, cánh tay giơ Huyết Lục lên, sát khí lan tràn. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt đỏ tươi chớp động, thân ảnh xinh đẹp tiến lên mấy bước, nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ngươi thực sự cam lòng sao? Nữ hài này cũng không tệ, nếu như bị ngươi giết chẳng khác nào hương tiêu ngọc phấn. Huyết Linh Mẫu Đơn chậm rãi đi tới trước người Lục Lâm Thiên, dường như cũng không e ngại Lục Lâm Thiên đột nhiên ra tay. Thanh âm tràn ngập ma lực quanh quẩn trong đầu Lục Lâm Thiên. Đôi mắt đỏ tươi kia đột nhiên tràn ngập ma lực. Nhân loại, ngươi nhất định không nỡ. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt thay đổi. Dưới ánh mắt hấp dẫn này bắt đầu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người Nguyên Nhược Lan, cởi bỏ áo con bằng tơ tằm của nàng. Thân thể mềm mại động lòng người hiện lên trước mắt hắn. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, nhìn về phía thân thể mềm mại động lòng người của Nguyên Nhược Lan hắn cũng phải khen một câu. Đôi mắt như dán vào trên thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan. Lúc này chủ nhân của thân thể là Huyết Linh Mẫu Đơn, thế nhưng thân thể vẫn là của Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên không phải là chưa từng nhìn qua thân thể tuyệt mỹ của nữ nhân, thế nhưng ngọc thể trước mắt này lại tuyệt đối động lòng người, một điểm cũng không thua kém gì nữ tử khác. Bộ ngực sữa của Nguyên Nhược Lan không có mảnh vải che, đôi ngọc thỏ đầy đặn thu hút ánh mắt của Lục Lâm Thiên, ngọc thỏ khẽ run nhẹ nhẹ khiến cho lòng người say mê. Da thịt trắng nõn khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn vào lại cảm thấy giống như quả đào chín mọng, no đủ, khiến cho người ta hận không thể cắn lên đó một ngụm mới quan tâm. Mê người như vậy, hấp dẫn như vậy. Lục Lâm Thiên không nhịn được mà run lên, hai điểm nho nhỏ trên ngọc thỏ giống như hai quả anh đào tạo thành một hình ảnh cực kỳ upsilon ánh mắt. Cái bụng bằng phẳng, đôi chân thon dài, bờ mông rắn chắc, cùng với bãi cỏ đen thần bí giữa đôi chân. Toàn thân mềm mại động lòng người hiện lên trước mắt Lục Lâm Thiên, tuyệt đối là một loại upsilon. Ánh mắt Lục Lâm Thiên bắt đầu có chút nóng bỏng, Lục Lâm Thiên cũng không phải chính nhân quân tử gì. Ánh mắt nhìn vào thân thể này không những không tránh đi mà còn chuyên tâm thưởng thức. Thế nào, người cam lòng giết nàng ta sao? Nữ hài này vẫn là xử nữ, người nhất định còn chưa từng chạm qua nàng a, hiện tại ta cho ngươi được không? Thanh âm thanh thúy của Huyết Linh Mẫu Đơn vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, như gõ vào trong linh hồn Lục Lâm Thiên vậy. Trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này Huyết Linh Mẫu Đơn đang dùng hai tay vuốt ve đôi ngọc thỏ của mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn. Có thể cảm giác ra được sự mềm mại, co giãn của đôi ngọc thỏ kia. Ngươi nhẫn tâm giết ta sao? Dường như nhìn thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên đỏ au, Huyết Linh Mẫu Đơn tăng lực đạo xoa bóp đôi ngọc thỏ của Nguyên Nhược Lan, dùng sức nắm chặt nhũ phong, bắt đầu nắn bóp thành muôn hình vạn trạng, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn vuốt ve.
Nguyên Nhược Lan không ngừng nhẹ nhẹ nắn bóp, thân thể như điện giật run rẩy không ngừng, thậm chí trong miệng còn mơ hồ phát ra tiếng mũi mơ hồ, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng mê người, tất cả đều là dụ hoặc chí mạng đối với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngày càng nóng bỏng, keng một tiếng, huyết lục trong tay rơi xuống mặt đất, ánh mắt nóng bỏng mà tham lam, chăm chú nhìn thân thể mềm mại động lòng người kia. Đến đây đi, ta thuộc về ngươi. Huyết linh mẫu đơn ngoắc tay Lục Lâm Thiên, động tác hấp dẫn tới cực điểm. Lục Lâm Thiên giống như mơ hồ tới gần, hai tay chậm rãi vươn tới trước ngực Nguyên Nhược Lan, dường như không có cách nào ngăn cản sự hấp dẫn. Huyết linh mẫu đơn cười đắc thắng, thế nhưng ánh mắt lại lập tức biến đổi. Siêu! Chỉ là ngay khi huyết linh mẫu đơn có động tác, Lục Lâm Thiên đã nhanh tay hơn, cánh tay đang chậm rãi vươn lên xoa nắn đôi ngọc thỏ của Nguyên Nhược Lan đột nhiên nhanh như thiểm điện đánh ra một đạo trưởng ấn vào trong mi tâm. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải là đế giả, không có khả năng không bị ta khống chế. Huyết linh mẫu đơn biến sắc, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, lập tức phất tay đánh ra một đạo quang trụ huyết sắc về phía trưởng ấn của Lục Lâm Thiên, dường như rất e ngại trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đánh vào trong mi tâm nàng. Phanh! Hai cỗ năng lượng va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, từng vết nứt đen kịt trong không gian lóe lên rồi biến mất, thân thể Lục Lâm Thiên và huyết linh mẫu đơn đồng thời bị đẩy lui. Siêu! Ngay lúc này trong tay trái của Lục Lâm Thiên, một đạo thiên linh diệt hồn chỉ mang theo linh hồn chấn động kinh người đánh vào trong mi tâm của Nguyên Nhược Lan. Vừa vặn đánh vào ấn ký huyết linh mẫu đơn tà dị kia. A hát! Một tiếng hét thảm từ trong miệng Nguyên Nhược Lan truyền ra, ở trong mi tâm của Nguyên Nhược Lan, bí văn tà dị giống như huyết linh mẫu đơn bắt đầu lắc lư giống như muốn rạn nứt, còn ở trong mi tâm của Nguyên Nhược Lan bắt đầu có một cỗ ma khí màu tím nổi lên. Nhân loại đáng chết, phá hỏng chuyện tốt của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm thanh thúy vang lên, ở trong mi tâm của Nguyên Nhược Lan, ấn ký huyết linh mẫu đơn bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc lập tức chui vào trong thạch bích rồi biến mất không thấy. Siêu siêu! Huyết linh mẫu đơn vừa mới thoát khỏi thân thể, mái tóc Nguyên Nhược Lan bay múa, toàn thân tràn ngập ma khí cùng với vô số hư ảnh trường kiếm. Ma khí trong cơ thể chui ra, rồi theo đó là một thanh trường kiếm mang theo tiếng sấm nổ xuất hiện, lập tức đuổi theo huyết linh mẫu đơn. Nhìn thấy huyết linh mẫu đơn chui vào trong thạch bích biến mất khôn thấy, trường kiếm tức thì xoay quanh trên không gian. Phụt! Nguyên Nhược Lan phun ra một ngụm máu tươi, khí ức uể oải không thôi. Ánh mắt đỏ rực trở lại bình thường, cánh tay khẽ phất một cái thu hồi trường kiếm màu tím vào trong cơ thể. Nguyên cô nương không sao chứ? Lục Lâm Thiên lập tức tiến lên hỏi. A hát! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Nguyên Nhược Lan lại kêu to một tiếng, nàng lập tức phát hiện ra bản thân mình lõa thể trước mặt Lục Lâm Thiên, không có một mảnh vải che thân nào. Tiếng kêu to này làm cho Lục Lâm Thiên sững sờ một chút, vội vàng xoay người sang chỗ khác nói. Nguyên cô nương, đây là do huyết linh mẫu đơn kia làm, cô nương nhanh mặc y phục vào đi. Nguyên Nhược Lan phục hồi tinh thần lại, đem y phục trên mặt đất mặc vào trên người, vẻ mặt cực kỳ bối rối. Nhìn qua bóng lưng trước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt kia hiện lên vẻ thẹn thùng. Được rồi. Vội vàng mặc bộ váy dài màu tím vào, Nguyên Nhược Lan khẽ cắn răng nhỏ giọng nói. Coi như ta không nhìn thấy gì, ta cũng chỉ cứu ngươi mà thôi, thật sự không có cách nào khác. Lục Lâm Thiên xoay người lại, nhìn Nguyên Nhược Lan nói. Ngươi không sao chứ? Ta hiểu rồi, ta sẽ không trách ngươi, ngược lại còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nguyên Nhược Lan hít sâu một hơi, nói. Ta bị tà vật kia khống chế linh hồn, nếu như không phải vừa rồi ngươi mới ra tay, sợ rằng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng hiện tại cũng không còn khí lực. Cần phải mau chóng khôi phục thì tốt hơn. Đó là huyết linh mẫu đơn, nó muốn thân thể ngươi mang nó ra bên ngoài. Lục Lâm Thiên nói, trước tiên chúng ta rời khỏi đây, sau đó lại tìm nơi chữa thương. Được, Nguyên Nhược Lan gật đầu, hai người không dám ở lại trong cung điện bằng đá mà nhanh chóng rời khỏi sơn động. Trong không gian tối tăm mờ mịt, ngọn núi đứng sừng sững, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, tất cả đều đạp không mà đứng. Khí tức cường hãn lan tràn ra. Trong đám người có một nam tử mặc cẩm bào dẫn đầu, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, trên người có một loại khí chất thong dong, ánh mắt cơ linh, đang nghiên cứu một tấm địa đồ trong tay, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thần tử, có phát hiện gì hay không? Một lão giả tóc bạc, mặt hồng hào sau lưng nam tử mặc cẩm bào này cung kính hỏi,
đúng là đại trưởng lão Hiên Viên Tùng của Hiên Viên gia tộc. Một khối địa đồ cũng khó có thể phát hiện ra cái gì, nếu như có thể phát hiện ra thì tiền bối của Hiên Viên gia chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi. Cẩm bào trên người Hiên Viên Triệt tung bay, thu địa đồ cổ vào trong người. Thần tử, người nói xem lần này liệu ba mảnh địa đồ cổ còn lại có xuất hiện hay không? Hiên Viên Tùng hỏi. Hiên Viên Triệt nhìn không gian phía trước, nói. 13 tấm địa đồ cổ, lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc đều có một phần, ba phần còn lại lưu lạc bên ngoài. Bất quá ta hoài nghi trong tay thiên địa các có một phần. Về phần hai tấm còn lại cũng không biết có xuất hiện hay không. Đồn rằng 13 tấm địa đồ cổ hội tụ lại là có thể phát hiện ra bí mật trọng đại, thậm chí còn có liên quan tới bí mật phá toái hư không. Đây cũng là bí mật trọng đại nhất trong hư không bí cảnh. Chỉ tiếc 13 tấm địa đồ cũng không có cách nào hội tụ lại một chỗ. Hiên Viên Tùng nói. Thần tử, đại trưởng lão, 13 tấm đồ cổ này chẳng lẽ có liên quan tới vô tự thiên thư hay sao? Một lão giả dường như là trưởng lão hỏi Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Tùng. Vô tự thiên thư. Ánh mắt Hiên Viên Triệt khẽ đổi, thì thào nói. Bí mật này cần phải hội tụ 13 tấm địa đồ cổ mới biết được, đến lúc đó sẽ biết tất cả bí mật trong hư không bí cảnh này. Ba ngày sau đó, tại một chỗ trong sơn động, quanh thân Nguyên Nhược Lan được bao phủ bởi ma khí, đang điều tức khôi phục. Bị huyết linh mẫu đơn gây ảnh hưởng chủ yếu về phương diện linh hồn, cũng may nàng tránh được một kiếp. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, dừng điều tức, ánh mắt nhìn Nguyên Nhược Lan, hắn cũng không ngờ thân thể Nguyên Nhược Lan lại tốt như vậy. Sắc lang, thầm mắng mình một tiếng, Lục Lâm Thiên suy nghĩ về huyết linh mẫu đơn, cũng không biết huyết linh mẫu đơn kia có cấp độ gì. Thế nhưng Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, huyết linh mẫu đơn kia tuyệt đối cường hãn. Sợ rằng lúc này đã bị thương một chút, hy vọng lần sau hắn không gặp phải nó, linh vật trời sinh cực kỳ quỷ dị, không phải dễ đối phó. Trong lòng tuy rằng biết huyết linh mẫu đơn là trọng bảo, thế nhưng nhìn thấy thực lực của huyết linh mẫu đơn, lúc này Lục Lâm Thiên cũng không dám mơ tưởng tới nó, thứ đồ chơi kia tuyệt đối khó đối phó. Phù! Nguyên Nhược Lan dừng điều tức, thủ ấn thu lại. Ma khí quỷ dị chui vào trong cơ thể rồi biến mất. Miệng thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, khôi phục vẻ sáng ngời, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Sao rồi? Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, dường như nàng cũng khôi phục không kém. Đã không còn gì đáng ngại. Nguyên Nhược Lan gật đầu, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không ngờ ngươi lại không để ý nguy hiểm đi theo ta chết không phải đối với đế đạo minh các ngươi là tốt nhất sao? Nếu như ngươi chịu tải huyết linh mẫu đơn kia thì ta sẽ giết ngươi. Lục Lâm Thiên nói, lập tức lại nói đại khái về huyết linh mẫu đơn cho Nguyên Nhược Lan nghe một lần. Ta hiểu rồi, nếu như ta thực sự bị huyết linh mẫu đơn kia khống chế linh hồn thì so với chết cũng không khác là bao. Ngươi giết ta chỉ là đối phó với huyết linh mẫu đơn mà thôi. Nguyên Nhược Lan nói, bây giờ ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Nơi này cách địa bàn huyết linh mẫu đơn cũng không quá xa, chúng ta nên mau chóng rời khỏi thì tốt hơn. Tại một sơn cốc khác đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trên đỉnh, giữa không trung lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh phân ra, khí tức sắc bén lan tràn. Ngao! Giữa không trung có một đầu yêu thú hung hãn vô cùng đang xoay quanh không trung, bộ dáng dữ tợn mà uy vũ tới tận cùng, giống như hổ lại giống như trâu, toàn thân như rồng lại như sói, trên lưng có một đôi cánh cực lớn. Toàn thân có bộ lông giống như gai nhím, toàn thân màu đỏ giống như máu tươi đang chảy xuôi. Đây chính là hung thú thôn thiên cùng kỳ, một loại yêu thú tuyệt đối hung tàn, là vương của đám hung thú, huyết mạch từ thời viễn cổ, cực kỳ khủng bố. Có thôn thiên cùng kỳ ở đây đương nhiên cùng kỳ tôn giả cũng có mặt, xích bào tung bay, toàn thân có khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Cùng kỳ, người có ý gì vậy? Đối diện với cùng kỳ tôn giả. Một lão giả mặc trường bào màu vàng nhìn cùng kỳ tôn giả, đôi mắt biến ảo bất định. Lão thất phu Địa Long, ngươi làm cái gì trong lòng lão thất phu nhà ngươi hiểu rõ nhất? Người thánh linh giáo ta cũng dám giết vậy thì đừng trách lão tử ta không khách khí. Cùng kỳ tôn giả hét lớn, phất tay nói với thôn thiên cùng kỳ bên người. Đi, giết không tha. Ngao! Thôn thiên cùng kỳ rít gào một tiếng, khí tức hung hãn kia khiến cho trong lòng không ít người rung động. Thân thể hung hãn, dữ tợn lập tức hung hăng đánh về phía hơn 10 người trên không trung. Giết! Mấy cường giả thánh linh giáo lúc này có Nguyễn Thượng Hành,
Quân Bất Phàm cùng với mấy người khác lập tức đánh về phía trước, từng đạo chân khí, linh lực ngưng tụ, cả không trung run rẩy không ngớt. Hỗn trướng, Cùng Kỳ, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Lão già tóc vàng quát lạnh một tiếng, đánh ra một trường ấn chứa kình khí khủng bố. Trường ấn mang theo thanh âm trầm thấp bạo liệt, không gian trước trường ấn đều bị đánh nát, đột nhiên đánh về phía Cùng Kỳ tôn giả. Dù sao lão tử cũng không có ý định buông tha cho ngươi. Cùng Kỳ tôn giả lạnh lùng quát một tiếng, trường bào run lên, phất tay đánh ra một đạo quyền ấn về phía trước, lập tức va chạm với công kích của lão giả tóc vàng. Phanh! Năng lượng khủng bố va chạm, không gian lập tức nổ tung, kinh khí ngập trời lan tràn. Thân thể hai người đồng thời lảo đảo lui về phía sau, thực lực hai người dường như tám lạng nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi. Cùng Kỳ, đừng tưởng rằng ngươi tới chuẩn đế là có thể chống lại ta, ta đã sớm là chuẩn đế, muốn động vào ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão giả tóc vào nhìn hằm hằm vào Cùng Kỳ tôn giả cả giận nói. Không giết được ngươi thì thế nào? Chỉ cần giết người hóa vũ tông ngươi là được rồi. Cùng Kỳ tôn giả cười nhạt một tiếng, muốn đánh chết đối thủ đồng cấp, đặc biệt là tu vi càng cao rất khó, trên cơ bản đều là chuyện khó có khả năng, thế nhưng mục tiêu của hắn chỉ là đánh chết đám người hóa vũ tông còn lại mà thôi. Đáng chết! Lão giả tóc vàng nghe vậy lập tức nhìn về phía sau, lúc này dưới sự công kích của thôn thiên Cùng Kỳ, cường giả hóa vũ tông đang liên tục vẫn lạc. Một vũ tôn tam trọng bị đôi cánh của thôn thiên Cùng Kỳ đánh vào. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ thân thể người này bắn ngược về phía sau, hung hăng đập vào một ngọn núi khổng lồ, trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt. Tiếng quát vừa dứt, lão giả tóc vàng lần nữa đánh về phía thôn thiên Cùng Kỳ. Trở lại cho ta. Cùng Kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, đạp không nhảy ra. Chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ cả không gian, năng lượng thuộc tính hỏa rít gào, hóa thành biển lửa. Vây lão giả tóc vàng vào trong biển lửa. Siêu. Thủ ấn trong tay lão giả tóc vàng biến hóa, cơ nơ thân có một cỗ quang mang màu vàng tuôn ra, xé mở biển lửa, muốn thoát ra ngoài. Hừ. Cùng Kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, chân khí phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn, biển lửa rít gào, gắt gao vây khốn lão giả tóc vàng vào bên trong. Lão giả tóc vàng muốn thoát thân ra vô cùng khó khăn. Siêu siêu. Phía xa xa trên không trung, từng đạo lưu quang xẹt qua không gian, lập tức rơi vào giữa không trung. Thân ảnh hiện ra, trong đó có mấy người cổ kiếm phong ở bên trong, đám người đến chính là người của Thiên Kiếm Môn. Băng kiếm tôn giả, nhanh thay ta ngăn chặn thôn thiên Cùng Kỳ. Trong biển lửa, lão giả tóc vàng nhìn thấy người Thiên Kiếm Môn tới lập tức hét lớn một tiếng, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Là Cùng Kỳ tôn giả của Thánh Linh Giáo. Một lão giả mặc áo lam lưng đeo trường kiếm màu trắng nhìn thôn thiên Cùng Kỳ trên không trung, trong mắt hiện lên một cỗ sát ý. Nghiệt xúc, chịu chết đi. Mũi chân lão giả khẽ điểm mặt đất một cái, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía thôn thiên Cùng Kỳ. Hơn 10 người còn lại của Thiên Kiếm Môn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, khí tức lạnh lẽo lan tràn, lập tức lao về phía cường giả Thánh Linh Giáo. Liên thủ với cường giả hóa vũ tông vây công cường giả Thánh Linh Giáo. Ngao! Thôn thiên Cùng Kỳ khổng lồ rít gào một tiếng, cảm nhận thực lực của người vừa tới lợi hại, hai cánh chấn động, bộ lông giống như gai nhím lập tức mở rộng, một đạo quang trụ huyết sắc trong miệng mang theo khí tức hung hãn bắn về phía trước. Phá! Lão giả áo lam đứng ở giữa không trung, dường như cũng không quá đặt thôn thiên Cùng Kỳ vào trong mắt, tay rút thanh trường kiếm màu trắng sau lưng, một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang giống như muốn đóng băng không gian, kiếm quang cắt vỡ hư không. Bổ vào trên đạo quang trụ huyết sắc. Phanh! Thanh âm vang vọng, quang trụ huyết sắc tức thì bị đóng băng, bên ngoài có hàn băng màu trắng lan tràn, ngay sau đó quang trụ huyết sắc tức thì nứt vỡ từng khúc, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Đi chết đi! Tiếp đó khi lão giả tóc vàng xuất hiện đi tới phía trên thân thể khổng lồ của thôn thiên Cùng Kỳ, tay trái ngưng tụ một đạo quyền ấn, hung hăng đánh về phía thôn thiên Cùng Kỳ, dưới quyền ấn. Không gian vặn vẹo lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Phanh! Đạo quyền ấn này đánh xuống, tốc độ như ánh sáng, thế nhưng đạo quyền ấn này cũng không phải đánh vào trên người thôn thiên Cùng Kỳ mà đập vào ngực một thân ảnh mặc áo xanh. Dưới cỗ lực lượng ngập trời này thân thể màu xanh kia không nhúc nhích một chút nào, thậm chí còn không có rung động, hoàn toàn có cảm giác giống như con kiến lay động con voi vậy. Một quyền đập xuống mang theo lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng ngay cả thân thể đối phương cũng không có rung chuyển.
Lão giả áo lam biến sắc, một quyền này của hắn giống như đánh vào bọt biển, có cảm giác đánh vào bịch bông, hoàn toàn không có cách nào phát lực. Cùng lúc trên thân thể đối phương giống như có một cỗ hấp lực cực lớn, thôn vệ lực lượng trong một quyền của hắn vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc, thúc dục bất tử địa linh thể quả nhiên đủ khủng bố. Thực lực của đối phương sợ rằng một chân đã bước ra khỏi tôn cấp, cùng với đại trưởng lão Bắc Cung Chi của Bắc Cung gia không khác nhau là bao, lực công kích cũng không tệ. Mà lúc này dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này Lục Lâm Thiên cảm giác khi cỗ lực lượng mạnh mẽ này nện vào trên thân thể hắn giống như một đám bọt biển, cơ hồ có thể làm phân tán tất cả lực lượng chút vào trong người hắn. Đồn rằng bất tử địa linh thể có thể chống lại công kích gấp 30 lần, Lục Lâm Thiên xác định quả thực không ngoa. Dưới một quyền này, hắn có cảm giác giống như trẻ con đánh ra một quyền với người lớn vậy, không có cảm giác nào quá lớn, hoàn toàn là gãi ngứa. Thậm chí trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên còn cảm giác bất tử địa linh thể có nội tình của bất diệt huyền thể, sợ rằng không chỉ có thể chống lại công kích gấp 30 lần mà thôi. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Mà một quyền vừa rồi Lục Lâm Thiên cũng chỉ cố ý thăm dò xem lực phòng ngự của địa linh thể mà hắn vừa mới tu luyện thành công, đương nhiên, kết quả này Lục Lâm Thiên cực kỳ hài lòng. Không xong. Lão giả áo lam biến sắc, đối phương quá mạnh mẽ, trong lòng hắn lúc này đã mơ hồ cảm thấy không tốt. Trong sát na, trường kiếm màu trắng mang theo khí tức lạnh lẽo ngập trời bổ về phía Lục Lâm Thiên. Băng kiếm trưởng lão dừng tay, Lục Minh chủ hạ thủ lưu tình. Phía xa xa. Một đạo lưu quang màu tím V Upsilon T lên không trung, thanh âm của Nguyên Nhược Lan quanh quẩn trên không trung. Lão cẩu, lăn xuống đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khi lão giả áo lam xuất kiếm tốc độ của Lục Lâm Thiên còn nhanh hơn, trong nháy mắt, một đạo quyền ấn trong tay ầm ầm đập vào trên người lão giả áo lam này. Phanh! Cơ hồ thân thể lão giả áo lam rơi xuống, thân thể giống như chim gãy cánh hung hăng đập vào một ngọn núi phía dưới, thân thể lún sau vào trong lòng núi. Không có một chút lực chống cự nào. Thiếu chủ, Thôn Thiên cùng kỳ nhìn thấy thân ảnh trước mặt, hai mắt sáng ngời, tức thì cao hứng lên tiếng. Là Lục Lâm Thiên tới. Lục Lâm Thiên phi linh môn tới. Biến cố xảy ra khiến cho tất cả mọi người chú ý, nhìn qua thân ảnh màu xanh trên không trung, tất cả người của Thiên Kiếm Môn và Hóa Vũ Tông kinh hãi, tim không khỏi đập nhanh. Giáo chủ tới. Không ít cường giả thánh linh giáo trong nháy mắt kích động không thôi. Trên mặt xuất hiện sự sợ hãi cùng với vui mừng. Ha ha, lão thất phù địa long, ngươi xong rồi. Trong biển lửa, cùng kỳ tôn giả nhìn thấy Lục Lâm Thiên tới lập tức cười ha hả, biển lửa ngập trời càng thêm cuồng bạo gắt gao vây khốn lão giả tóc vàng kia. Siêu! Trong nháy mắt này thân ảnh mềm mại của Nguyên Nhược Lan xuất hiện trên không trung, lập tức hét lớn một tiếng. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn mau lui xuống, nhanh! Tất cả đệ tử thánh linh giáo lui ra. Lục Lâm Thiên đạp không đi tới, ánh mắt nhìn qua không trung, trong mắt tràn ngập sát ý. Người của Hóa Vũ Tông, Thiên Kiếm Môn đã sớm bị Lục Lâm Thiên dọa cho run rẩy, lúc này cường giả thánh linh giáo lui ra đương nhiên vô cùng dễ dàng, không có ai dám ngăn chặn. Trưởng lão Thiên Kiếm Môn vừa nghe thấy tiếng hét lớn của Nguyên Nhược Lan cũng lập tức thối lui tới bên người Nguyên Nhược Lan. Giáo chủ, cường giả thánh linh giáo trong khoảnh khắc thối lui tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hành lễ. Đế khôi, giết không tha. Từ trong nhẫn chữ vật của Lục Lâm Thiên, đế khôi bắn ra, khí tức sát phạt trên thân thể màu xám lan tràn ra, lập tức đánh về phía người của Hóa Vũ Tông. Trong đội hình của Hóa Vũ Tông, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mắt thấy thực lực của đế khôi, cơ hồ tất cả cường giả Thiên Kiếm Môn nghẹn họng nhìn chân chối, linh hồn run rẩy sợ hãi. Phá! Trong biển lửa ngập trời của cùng kỳ tôn giả, trong mắt lão giả áo vàng hiện lên hàn ý. Dưới tình huống dùng toàn lực, gân xanh xuất hiện trên mắt, trong tay xuất hiện một thành trường tiên màu vàng quái dị, khí tức bàng bạc lan tràn. Hai đầu có quang nhận sắc bén, một đạo quang mang phá không đánh ra mang theo vết nứt đen kịt trong không gian, rốt cuộc cũng thoát khỏi biển lửa của cùng kỳ tôn giả. Trong ngọn núi bị nghiền nát, lão giả áo lam của Thiên Kiếm Môn cũng leo ra, mặc kệ vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt đỏ rực nhìn lên Lục Lâm Thiên trên không trung, hai tay nắm chặt. Tràn ngập giận dữ, thế nhưng cũng không dám tiến lên chiến một trận. Ken két. Lão giả tóc vàng thoát thân ra, nhìn thấy đệ tử Hóa Vũ Tông đang bị tàn sát, lập tức giận dữ, dưới sự giận dữ, xương cốt toàn thân ken két rung động. Bày trận. Lão giả tóc vàng hét lớn một tiếng,
Thanh âm giận dữ ngập trời từ trong kẽ răng truyền ra, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trên không trung. Chúng cường giả hóa vũ tông hiện tại chỉ còn có 6 người liều mạng thoát thân ra. Thân ảnh 6 cường giả hóa vũ tông mang theo sự hoảng sợ nhảy lên giữa không trung tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo, từng đạo linh lực cùng với chân khí trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng dây dưa với nhau. Lập tức tạo thành một trận pháp khổng lồ trên không trung, cả không trung ầm ầm gió nổi mây phun. Hóa Long đại trận. Lão giả tóc vàng khẽ quát một tiếng, khí tức tu vi chuẩn đế lan tràn, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, cuối cùng tiến vào trong đại trận. Ầm ầm. Lập tức cả đại trận ầm ầm run rẩy, không gian phong vân biến sắc, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm minh. Quang mang năng lượng vô cùng bên trong đại trận vặn vẹo. Thân ảnh 7 cường giả hóa vũ tông biến mất không thấy gì nữa. Cả đại trận cuối cùng hóa thành một hư ảnh cự long màu vàng hơn ngàn thước. Ngao. Cự long khổng lồ màu vàng rít gào, toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế mạnh mẽ. Không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện khe nứt đen kịt. Cự long màu vàng quẫy trong không gian, dùng xu thế che khuất bầu trời xoay tròn. Dưới uy thế như vậy, chúng cường giả thiên kiếm môn và thánh linh giáo biến sắc, uy thế này cực kỳ khủng bố. Lâm Thiên, đây là hóa long đại trận của hóa vũ tông, nhân số càng nhiều uy lực càng mạnh. Thân ảnh cùng kỳ tôn giả đi tới bên người Lục Lâm Thiên, nói. Đặc biệt là có lão thất phù địa long chuẩn đế này làm trận nhãn thúc dục, uy lực không thể khinh thường. Thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn hư ảnh cự long màu vàng, trong đôi mắt đen láy kia tràn ngập sát ý. Ngao! Trong nháy mắt, thân ảnh cự long màu vàng khổng lồ run lên, thân thể khổng lồ mang theo khí thế hủy diệt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Không gian trước thân thể bỗng nhiên ào ào bạo liệt. Ngao! Một giây sau, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, sát khí trên người lan tràn, huyết lục xuất hiện trong tay. Duệ kim hồn đao! Một tiếng quát nhẹ vang lên, kim quang quanh thân đại thịnh, tay nắm huyết lục tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, trong giây lát bổ về phía hư ảnh cự long kia. Siêu! Trong sát na, cả không gian run rẩy, đao mang màu vàng bắn ra. Đao mang mang theo khí tức lạnh lẽo sắc bén bàng bạc, dường như bên trong còn ẩn chứa một cỗ linh hồn lực khủng bố. Đao mang màu vàng ầm ầm xẹt qua không trung, những nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian hóa thành cho tàn. Hiện ra vết nứt đen kịt thật dài trong không gian. Giữa không trung, cự long cực lớn cùng với đao mang màu vàng như lưu tinh lao vào nhau, dùng xu thế khủng bố va chạm vào một chỗ. Loại va chạm này khiến cho người ta không nhịn được trong lòng nhảy dựng, tim đập nhanh không chịu dừng lại. Siêu! Chỉ là một giây sau, đao mang màu vàng bổ vào hư ảnh cự long màu vàng đất, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trên đao mang màu vàng, khí tức ngập trời khuếch tán. Chỉ thấy hư ảnh cự long màu vàng đất kia không có bất kỳ lực chống lại nào, đao mang màu vàng dùng một loại xu thế cường hãn ép xuống, hung hăng chém cự long màu vàng thành hai khúc. Một đao chém đôi, khí tức sắc bén trong tích tắc triệt để phóng ra. Linh hồn công kích khủng bố, phô thiên cái địa tràn ngập không gian, khí tức sắc bén khiến cho tất cả mọi người trên không trung kinh hãi lạnh mình. Ken két. Đao mang xuyên qua hư ảnh cự long màu vàng đất, thân thể lập tức rơi vào sơn mạch dưới đất. Vài ngọn núi tức thì bị bổ thành cái rãnh, nhất thời sơn băng địa liệt. Ầm ầm ầm. 7 đạo thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, hư ảnh cự long màu vàng đất biến mất, tiếp đó có 7 đạo thân ảnh nhảy ra. 7 đạo thân ảnh này đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Địa Long Tôn giả chết, tất cả mọi người. Thực lực của Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã đến bước này rồi sao? Đao kỹ thật bá đạo. Trên không trung, đám người thiên kiếm môn còn lại nhìn không được mà hít sâu một hơi. Đao kỹ bá đạo như vậy, thực lực của Lục Lâm Thiên đều vượt quá dự kiến của bọn họ. Chuẩn đế cùng với 6 tôn cấp hợp lại bố trí trận pháp, một đao đã bị Lục Lâm Thiên tàn sát. Giáo chủ cường hãn. Trong mắt đám người Nguyễn Thượng Hành, quân bất phàm tuôn ra sự kinh hỉ cùng kích động. Đánh chết người hóa vũ tông, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người thiên kiếm môn, trong đôi mắt đen láy tràn ngập sát ý. Không thèm che giấu tập trung trên thân thể đám người thiên kiếm môn. Cảm nhận ánh mắt tràn ngập sát ý của Lục Lâm Thiên, đám người cổ kiếm phong, băng kiếm tôn giả run rẩy, trong lòng tim đập nhanh hơn. Lục Minh Chủ, người thiên kiếm môn chúng ta lập tức đi ngay. Nguyên Nhược Lan biến sắc, dường như nàng biết rõ tính tình của Lục Lâm Thiên. Nực cười, vừa mới đỡ upsilon.ng vào người thánh linh giáo ta hiện tại lại nói đi là đi.
coi như ta không tồn tại sao? Lúc trước nửa đường chặn giết ta cũng có người Thiên Kiếm Môn a. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, lạnh nhạt nói. Ta thiếu nợ ngươi cũng đã trả hết nợ, lại nói ta chỉ thiếu nợ nhân tình của một mình ngươi mà thôi, không có liên quan tới người của Thiên Kiếm Môn. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Nguyên Nhược Lan vô cùng bất đắc dĩ, nàng biết Thiên Kiếm Môn của mình đã quyết định sai, quyết định đối địch với Lục Lâm Thiên là quá sai lầm, chỉ tiếc hiện tại nàng cũng không có cách nào thay Thiên Kiếm Môn làm chủ. Về phần lúc này động thủ với Lục Lâm Thiên, nàng biết rõ mình không có một chút hy vọng nào, bên người Lục Lâm Thiên có Khôi Lỗi cấp độ chuẩn đế, còn có sư huynh hắn ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh tăng thêm cùng kỳ tôn giả cũng là chuẩn đế, càng quan trọng hơn chính là thực lực của Lục Lâm Thiên đã có thể tàn sát chuẩn đế như con kiến. Thực lực bên người Lục Lâm Thiên lúc này đã có thể đem những người Thiên Kiếm Môn của nàng có mặt ở đây đánh chết mấy trăm lần. Nguyên Nhược Lan biết rõ nếu như mình ra tay tuyệt đối không có một chút hy vọng nào. Ta van cầu ngươi, hãy bỏ qua người Thiên Kiếm Môn ta một lần. Nguyên Nhược Lan khẩn cầu Lục Lâm Thiên. Ta không nợ ngươi, cầu ta cũng vô dụng. Lục Lâm Thiên cự tuyệt. Mọi người Thiên Kiếm Môn nghe Nguyên Nhược Lan cùng với Lục Lâm Thiên nói, sắc mặt hồ nghi, trong lòng không ngừng suy đoán. Ngươi đã xem qua thân thể của ta, ngươi còn thiếu nợ ta, thả người Thiên Kiếm Môn ta, chúng ta xóa bỏ có được không? Nguyên Nhược Lan cắn răng, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân thể ngươi trong mắt ta có giá trị đến vậy sao? Thanh âm lạnh lùng của Lục Lâm Thiên vang lên trong đầu Nguyên Nhược Lan. Không phải ta có ý kia, ta chỉ hy vọng lúc này ngươi có thể thả người Thiên Kiếm Môn ta đi mà thôi. Coi như ta cầu ngươi, có được không? Nguyên Nhược Lan lần nữa truyền âm cầu khẩn. Về sau ta không bao giờ thiếu nợ ngươi bất luận cái gì nữa. Lần sau gặp mặt ta cũng sẽ không lưu tình, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lục Lâm Thiên lăng không lơ lửng, sát ý trong mắt bắn ra, ánh mắt chớp động, nhìn qua Cổ Kiếm Phong, Băng Kiếm Tôn giả của Thiên Kiếm Môn nói. Các ngươi để lại kiếm, tất cả cút cho ta. Nghe vậy đám người Thiên Kiếm Môn nhìn nhau, bắt đầu sững sờ. Chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ sao? Để lại kiếm rồi cút cho ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cổ Kiếm Phong khẽ quát một tiếng. Trong mắt có chút e ngại Lục Lâm Thiên, quy củ của Thiên Kiếm Môn chính là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Kiếm này đối với người Thiên Kiếm Môn mà nói giống như là hồn anh thứ hai vậy. Không để kiếm lại thì chết đi, đừng để ta đổi ý. Ta đếm tới ba, người còn ở lại đây ta sẽ thành toàn cho các ngươi, một. Thanh âm lạnh lẽo từ trong kẽ răng Lục Lâm Thiên truyền ra. Sư phụ, chư vị trưởng lão, mau để lại kiếm bằng không chúng ta cũng chỉ có thể chết. Nguyên Nhược Lan nhìn chúng nhân Thiên Kiếm Môn nói. Lục Lâm Thiên, Thiên Kiếm Môn ta nhớ kỹ ngươi. Băng Kiếm Tôn giả khẽ quát một tiếng, ánh mắt run rẩy, ném thanh trường kiếm màu trắng giống như hàn băng trên tay mình xuống. Keng keng. Nhìn thấy Băng Kiếm Tôn giả ném kiếm, tất cả đám người Thiên Kiếm Môn cũng đều là người sợ chết, nhao nhao ném trường kiếm trong tay xuống. Chỉ có Cổ Kiếm Phong nắm thanh kiếm rộng bản màu vàng trong tay. Kiếm này chính là tín vật trưởng môn Thiên Kiếm Môn, ý nghĩa phi phàm. Cổ Kiếm Phong, nếu ngươi muốn chết thì giữ lại đi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, sát ý tập trung vào người Cổ Kiếm Phong. Sư phụ, để lại đi, về sau lại nghĩ biện pháp. Nguyên Nhược Lan đến bên người Cổ Kiếm Phong, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Nàng biết mình có thể khẩn cầu tới mức này đã không dễ dàng. Quan hệ tốt đẹp trong khoảng thời gian này ở với Lục Lâm Thiên đã bị hủy, tiếp đó hai người gặp mặt sẽ là ngươi chết ta sống. Hừ, chúng ta đi. Khuôn mặt Cổ Kiếm Phong run rẩy, rơi vào đường cùng cũng phải cắn răng ném thanh trường kiếm rộng bản trong tay Lục Lâm Thiên, hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, dường như lại có chút sợ hãi cho nên lập tức xoay người rời đi. Hắn biết rõ Lục Lâm Thiên muốn giết hắn thì so với giết một con kiến cũng không kém bao nhiêu. Siêu siêu. Tất cả người Thiên Kiếm Môn lập tức quay người chật vật giống như chó nhà có tang chạy đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp chớp động, dường như muốn nói gì đó, lúc này nàng mới phát hiện ra hai người không giống như mấy ngày trước đó, chuyện này chỉ là hồi ức của nàng, rốt cuộc không thể tiếp diễn. Không nói gì nữa, trong mắt mang theo sự cô đơn, bộ váy tím trên người Nguyên Nhược Lan tung bay, thân ảnh nhanh chóng theo đám người Thiên Kiếm Môn rời đi. Nhìn qua người Thiên Kiếm Môn rời đi, cùng kỳ tôn giả nhíu mày,
dường như nhìn thấy quan hệ vi diệu giữa Nguyên Nhược Lan và Lục Lâm Thiên, hắn cũng không hỏi nhiều về việc này, chỉ kinh ngạc hỏi Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, con không phải đang ở trong Thanh Long Hoàng tộc sao? Sao lại tới hư không bí cảnh? Ngũ sư thúc, con cùng tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc tới đây. Lục Lâm Thiên lập tức đem chuyện tới đây mơ hồ nói ra một lần, từ trong miệng cùng kỳ tôn giả Lục Lâm Thiên cũng biết được lần này Thánh Linh giáo cũng chỉ có một mình cùng kỳ tôn giả mang theo không ít cường giả tiến tới. Mà Khổng Tước tôn giả thì ở lại Thánh Linh giáo trấn thủ. Thời gian này cường giả Thánh Linh giáo đã thu hoạch không ít thứ dưới mặt đất, kể cả trường kiếm của Thiên Kiếm Môn lưu lại cũng bị thu lại, giao cho Lục Lâm Thiên. Các ngươi giữ lại đi. Lục Lâm Thiên nói với đệ tử Thánh Linh giáo. Những thu hoạch này Lục Lâm Thiên cũng không có hứng thú, ngược lại chỉ cầm thanh kiếm rộng bản màu vàng của Cổ Kiếm Phong. Lâm Thiên, trên đường đi con có thu hoạch gì không? Cùng kỳ tôn giả hỏi Lục Lâm Thiên, hắn biết rõ vận khí của Lục Lâm Thiên luôn không tệ. Có chút thu hoạch, ngũ sư thúc thì sao? Lục Lâm Thiên khẽ cười hỏi. Ha ha, ta cũng chỉ có chút thu hoạch mà thôi. Cùng kỳ tôn giả cười nói. Hắn cũng có chút thu hoạch chỉ là không quá lớn mà thôi. Bằng không dùng tính tình của cùng kỳ tôn giả đã sớm cao hứng nhảy dựng lên. Sư thúc, mọi người đi cùng với ta hay thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn không gian chung quanh, dựa theo lộ tuyến của địa đồ, dường như cách phía trước không xa chính là cuối cùng. Cũng tốt, ở cùng con một chỗ cũng an toàn hơn nhiều. Cùng kỳ tôn giả gật đầu, cũng không phải là hắn sợ cái gì. Chủ yếu là vì người của Thánh Linh giáo lần này tiến tới đây. Ở trong hư không bí cảnh này vũ tôn thất trọng, bát trọng đúng là không coi vào đâu, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Sau khi thu thập một phen, mọi người lập tức rời đi. Trên không trung một sơn mạch bao la, một đoàn người nhanh chóng xẹt qua không trung, cả đám sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khó coi, từng đạo thân ảnh hiện lên, đúng là đám người Cổ Kiếm Phong, Nguyên Nhược Lan, Băng Kiếm Tôn giả cùng với người của Thiên Kiếm Môn. Lục Lâm Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Kiếm Phong giận dữ, hai tay nắm lại, trong mắt giận dữ ngập trời. Sư phụ, có lẽ Thiên Kiếm Môn chúng ta đã chọn sai đội hình, không nên vì mấy danh ngạch kia mà gia nhập Thiên Địa Minh. Nguyên Nhược Lan thở dài một hơi. Danh ngạch kia quá mức trọng yếu, cho dù hiện tại chúng ta thu tay lại, Lục Lâm Thiên cũng tuyệt đối không buông tha chúng ta. Cổ Kiếm Phong lạnh nhạt nói. Bây giờ nói tất cả đã quá muộn, Lục Lâm Thiên đánh chết cường giả Thiên Kiếm Môn ta không ít, thù này không chết không thôi. Băng Kiếm Tôn giả trầm giọng nói. Được rồi Nhược Lan, giữa con với Lục Lâm Thiên có phải có quan hệ gì hay không? Cổ Kiếm Phong nhìn Nguyên Nhược Lan nói, một màn lúc trước khiến cho hắn không thể không hoài nghi. Không có bất kỳ quan hệ nào, hắn chỉ cứu con một mạng mà thôi. Nguyên Nhược Lan nói. Vậy thì sao Lục Lâm Thiên lại nói hắn thiếu nợ con một nhân tình? Băng Kiếm Tôn giả nghi hoặc nói. Đó là đệ tử đã cứu hắn một lần. Nguyên Nhược Lan nói, có một ít chuyện tất nhiên không thể nhiều lời. Vậy là tốt rồi, tóm lại con chú ý một chút, Thiên Kiếm Môn ta cùng với Lục Lâm Thiên không chết không ngớt. Tuy rằng Lục Lâm Thiên rất mạnh, thế nhưng bây giờ còn chỉ là nửa ma, nếu như con có thể hoàn toàn nhập ma, triệt để dung hợp với ma kiếm. Cũng không phải là không có cơ hội đánh bại Lục Lâm Thiên kia. Cổ Kiếm Phong nhìn Nguyên Nhược Lan nói. Vâng, con biết rồi sư phụ. Nguyên Nhược Lan gật đầu nói. Năm ngày, ở phần cuối sơn mạch bao la, quần phong mọc lên san sát như rừng, không gian phía trước triệt để trở thành hư không, biển mây cuồn cuộn, chỉ có không gian xa xa có một đỉnh núi hiện lên trong mây mù. Siêu siêu, đám người Lục Lâm Thiên và cùng kỳ tôn giả đáp xuống biên giới sơn mạch. Đứng trên một ngọn núi sừng sững, nhìn qua biển mây cuồn cuộn bao la trước mắt, Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn vào trên địa đồ. Đến cuối cùng rồi. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, lộ tuyến trên địa đồ tới đây đã là cuối cùng, về phần phía trước là gì trên tấm địa đồ này cũng không có nói, hắn cũng không biết. Không biết phía trước là cái gì. Cùng kỳ tôn giả nhìn về hư không bao la phía trước, ánh mắt biến ảo. Khí tức dường như có chút khác thường. Đoán chừng không phải vùng đất hiền lành gì. Ầm ầm. Lúc này phía không trung xa xa có một đạo quang trụ bằng năng lượng phóng lên trời, quang trụ bắn thẳng lên 9 tầng trời, dường như muốn phá tan trời xanh vậy. Đạo quang trụ bằng năng lượng này cũng không biết cách sơn mạch nơi đám người Lục Lâm Thiên đang đứng bao xa, thế nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại vô cùng khổng lồ,
một cỗ khí tức mênh mông cổ xưa rung động lòng người, rung động linh hồn lan tràn. Đó là cái gì? Cũng không biết ở tại nơi nào, trên một đám mây lúc này cũng có 20 đạo thân ảnh lơ lửng đứng đó, mắt nhìn đạo quang trụ bằng năng lượng phía xa, ánh mắt kinh ngạc. Trong nháy mắt này từ bốn phương tám hướng đều có người chú ý tới đạo quang trụ bằng năng lượng phóng lên trời kia, đều ngẩng đầu nhìn lên. Ầm ầm, quang trụ bằng năng lượng khổng lồ chỉ tồn tại 3 giây mà thôi, rồi lập tức biến mất không còn tung tích. Năng lượng như ẩn như hiện còn lại vẫn xuyên thấu qua không gian lan tràn trên không trung, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức nóng bỏng nhàn nhạt. Khí tức nóng bỏng này rất là quái dị, dường như có thể mơ hồ làm ảnh hưởng tới linh hồn. Đó là vật gì? Mắt thấy đạo quang trụ bằng năng lượng biến mất, cùng kỳ tôn giả kinh ngạc, khí tức bàng bạc cho dù cách xa thế nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy run sợ. Ngũ sư thúc, con đi tới đó xem một chút, mọi người thì sao? Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi quay đầu hỏi cùng kỳ tôn giả. Đương nhiên là cùng đi. Cùng kỳ tôn giả không chút do dự, khí tức mênh mông kia khiến cho lòng hắn rung động, đồng thời đối với hắn cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối. Giống. Một lát sau, Thôn Thiên cùng kỳ thét lớn một tiếng vỗ cánh bay đi. Mà đám người Lục Lâm Thiên, cùng kỳ tôn giả, chúng cường giả thánh linh giáo cưỡi Thôn Thiên cùng kỳ tiến vào trong biển mây ở phía trước. Biển mây trong hư không phía trước vô biên vô hạn, bao la không thấy tận cùng, tâm thần Lục Lâm Thiên phóng ra cũng không có cách nào dò xét ra. Một ngày sau đó trong biển mây bao la khôn cùng, thi thoảng có đỉnh núi ngẫu nhiên hiện lên trong biển mây. Loại đỉnh núi này cơ hồ giống nhau như rúc, ở trong biển mây không nhìn ra biến hóa gì, không có ngôi sao, vô biên vô hạn đều là xương trắng bao phủ. Lâm Thiên, còn có cảm giác chúng ta lạc đường hay không? Loại địa phương như thế này khắp nơi đều giống nhau, dễ dàng mất phương hướng. Sự đáng sợ trong hư không bí cảnh cùng kỳ tôn giả cũng đã sớm nghe nói qua, trong mắt cũng có chút bận tâm. Trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên cũng không có phát hiện quá nhiều. Dưới tâm thần dò xét, trong biên mây này cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Ồ! Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được địa đồ cổ trong ngực chấn động, hắn lập tức móc ra địa đồ. Chỉ thấy lúc này địa đồ giống như ban đầu khi tiến vào trong hư không bí cảnh, có quang mang lập lòe đang lan tràn ra. Lục Lâm Thiên nghiên cứu địa đồ trong tay một hồi, quang mang bên trái địa đồ ngày càng thịnh. Sư thúc, hẳn là đi bên trái. Lục Lâm Thiên suy tư một lát rồi nói với cùng kỳ tôn giả. Đi bên trái. Cùng kỳ tôn giả lập tức phân phó Thôn Thiên cùng kỳ, mắt nhìn địa đồ trong tay Lục Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, địa đồ này của con thực sự đạt được từ trong nhẫn chữ vật của Huyền Thiên Yêu Tôn hay sao? Vâng. Lục Lâm Thiên gật đầu, vài ngày trước hắn đã đem lai lịch của địa đồ nói với cùng kỳ tôn giả. Vậy thì chắc có lẽ không sai. Nói không chừng ở phía trước chúng ta còn nhận được cơ duyên lớn nhất. Cùng kỳ tôn giả nghiêm mặt nói, đạo quang trụ bằng năng lượng kia khiến cho hắn tới lúc này vẫn rung động, không thể tiêu tán trong lòng. Có đại cơ duyên sao? Hy vọng không phải là nguy hiểm. Lục Lâm Thiên thì thào nói, họa phúc cho tới bây giờ đều song hành với nhau. Điểm này Lục Lâm Thiên không có chút nghi ngờ nào. Vận khí của hắn gần đây đều không tệ, có thể nói mỗi một lần thu hoạch đều phải trải qua nguy hiểm. Không có lần nào là đơn giản thu được. Nếu như phía trước thực sự là cơ duyên lớn mà nói, Lục Lâm Thiên không chút nghi ngờ nào phía trước cũng nhất định có nguy hiểm lớn lao ở bên trong đó. Thôn Thiên cùng kỳ nhanh chóng phi hành, trên địa đồ lan tràn quang mang. Năng lượng chấn động trên địa đồ ngày càng nồng nặc, mà mấy thời thần sau, địa đồ mất đi sự sáng bóng, năng lượng chấn động cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này trước mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện một điểm đen khổng lồ phía trước. Đi tới điểm đen gần hơn, đây chính là từng ngọn núi khổng lồ, dãy núi chồng chất trong biển mây bao la, tựa như sóng biển phập phồng, mãnh liệt bành trướng, hùng vĩ mà tráng lệ. Chung quanh được một biển mây vô biên vô hạn che đậy, đem trọn ngọn núi bao phủ. Lờ mờ trong mây mù, như gần như xa. Siêu siêu. Phía không gian xa xa, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Lâm Thiên phát hiện ra phía trước có hơn chục đạo thân ảnh dân đầu đáp xuống ngọn núi kia. Lâm Thiên. Dường như đã có người đi qua. Cùng kỳ tôn giả nói, trong lòng có chút lo lắng cơ duyên bị người khác nhanh chân tới trước. Chúng ta cũng đi thôi. Có người tới trước, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắm đám người mình sẽ gặp phải nguy hiểm đầu tiên, thân ảnh nhảy lên, theo Thôn Thiên cùng kỳ phóng về phía quần phong phía trước. Đi,
Cùng kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, chúng cường giả thánh linh giáo thả người nhảy lên. Thôn thiên cùng kỳ cũng hóa thành nhân loại, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang đi theo sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đáp xuống quần phong, trước ngọn núi cao V Upsilon T trên mây, cả ngọn núi thẳng tắp, chung quanh đều là vách núi đá. Đó là một quần phong cô đơn, sơn phong cao ngất giống như tồn tại vô số năm trong biển mây, thế nhưng lại lan tràn ra khí tức hùng vĩ, khí thế giống như hội tụ trăm sông. Ngọn núi lẳng lặng đứng đó, lặng lẽ lan tràn ra khí thế khiến cho người đứng trước mặt nó phải cúi đầu. Dùng tâm cảnh cùng với tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại, ở trước mặt quần phong này cũng cảm thấy nặng nề và áp lực, giống như ở trong quần phong đang đè nén vật khủng bố ngập trời nào đó. Thái công Tĩnh Nhiễm, Thái công gia. Thời điểm Lục Lâm Thiên nhìn quần phong trước mắt cũng phát hiện ra không ít ánh mắt bên cạnh nhìn vào trên người mình. Hắn quay đầu lại nhìn, đúng là Thái công Tĩnh Nhiễm của Thái công gia tộc cùng với cơ hồ tất cả cường giả Thái công gia, đại trưởng lão Thái công Tố cũng có mặt ở trong đó. Thái công Tĩnh Nhiễm mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, trên mặt không trang điểm, thế nhưng vẫn không thể che giấu dung nhan tuyệt sắc của nàng. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, dường như có chút kinh ngạc và nghi hoặc, lại lập tức gật đầu chào hỏi, nhẹ nhàng cười với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, giữa hắn với Thái công gia tộc cũng không có ân oán cũng không có quen biết. Lúc này đám người cùng kỳ tôn giả cũng đám xuống sau lưng Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Không gian chấn động, gần như gió nổi mây phun. Lại có 20 đạo thân ảnh mang theo một cỗ uy áp bàng bạc xuất hiện. Hai người đi đầu ột người chính là thanh niên thân thể cao ngất, ước chừng 28-29 tuổi. Trên người mặc một bộ hoàng bào, bên trên thêu hoa văn mãng xà mang theo một cỗ khí thế bễ nghễ. Bên người còn có một lão giả mặc hoàng y, hai mắt trong sáng. Lục Lâm Thiên nhìn lại, ánh mắt nhảy lên, mấy người này chính là Thác Bạt Thanh Vũ cùng với Thác Bạt Đỉnh mà hắn từng giáo huấn qua ở bên ngoài hư không bí cảnh. Hai người Thác Bạt Thanh Vũ và Thác Bạt Đỉnh rõ ràng lúc này cũng nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút khó coi, trong mắt rõ ràng có tức giận, thế nhưng cũng không dám trêu vào Lục Lâm Thiên. Không nghĩ lại có người tới trước. Lại là 20 đạo thân ảnh đáp xuống, đi đầu là một thanh niên tuấn lãng bất phàm. Thân thể khiến cho người ta có cảm giác lạnh nhạt, thong dong. Trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhạt, đúng là hiên viên triệt của hiên viên gia tộc. Bên cạnh người này chính là đại trưởng lão hiên viên Tùng cùng cường giả khác của hiên viên gia tộc. Hiên viên triệt đáp xuống đất, nhìn đám người Thái công gia tộc, Thác Bạt gia tộc khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ nhu hòa, cuối cùng cũng khẽ gật đầu với Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên có mặt ở đây, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên khó có thể phát hiện ra. Siêu siêu! Cùng một lúc, trong không trung có không ít thân ảnh xuất hiện, từng cỗ uy áp lan tràn ra khiến cho chúng cường giả thánh linh giáo biến sắc. Đều đến rồi sao? Tâm thần Lục Lâm Thiên tràn ra bốn phía, từ bốn phương tám hướng lúc này đám người Công Tôn gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, còn có Thanh Long hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc đang tới. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên, không ngờ những hoàng tộc này lại tới đủ. Lâm Thiên! Hai tiếng kêu vang lên, hai thân ảnh mềm mại giống như tiên tử rơi xuống bên người Lục Lâm Thiên. Hai người này đều đẹp như tiên nữ, không nhiễm bụi trần, tuyệt mỹ không giống lẽ thường, hai người này chính là Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Lão đại! Thanh âm của Tiểu Long vang vọng, thân ảnh mặc hoàng bào loe lên nhanh như thiểm điện xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tất cả mọi người không gặp nguy hiểm gì là tốt rồi. Lão đại, thu hoạch của huynh thế nào? Tiểu Long dùng vẻ mặt chờ mong hỏi Lục Lâm Thiên. Hắn biết rõ vận khí của lão đại mình luôn luôn không tệ. Cũng không quá kém. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Ầm ầm. Khi Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, quần phong khổng lồ trước mắt ầm ầm run rẩy, khiến cho bước chân mọi người lảo đảo. Quần phong run rẩy, từng đạo ánh mắt nhìn vào trên đỉnh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Xem ra nơi này có chút quỷ dị a. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói. Lục Lâm Thiên, các ngươi sao lại tới đây? Bên trong đám người hiên viên gia tộc, hiên viên triệt có chút do dự, lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Nghe hiên viên triệt hỏi, không ít ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đều có vẻ nghi hoặc. Các ngươi có thể tới chẳng lẽ ta không thể tới sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn cũng không biết ý tứ chân chính trong lời của hiên viên triệt, lúc này thấy người có thể tới đều là thập đại hoàng tộc,
trong lòng hắn lúc này cũng mơ hồ có thể cảm giác được chuyện này dường như có liên quan tới thập đại hoàng tộc. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì. Chỉ là ta chỉ muốn bia rõ có phải ngươi có một tấm địa đồ của hư không bí cảnh hay không mà thôi. Hiên Viên Triệt nhìn Lục Lâm Thiên, trong tay đồng thời xuất hiện một tấm địa đồ cổ, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu ta suy đoán không sai, trên người của ngươi hẳn có một tấm địa đồ giống như của ta. Lục Lâm Thiên nhìn vào tấm địa đồ trong tay Hiên Viên Triệt, vô luận là chất liệu hay là khí thức đều cực kỳ giống tấm địa đồ trong tay hắn. Điều này chứng minh cả hai vốn cùng một thể. Có thì như thế nào, không thì như thế nào. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng sự cảnh giác trong lòng ít đi một chút, thế nhưng cũng không quá để ý. Lúc này thực lực của bản thân hắn cũng không cần e ngại những hoàng tộc này. Xem ra trên người ngươi có một phần địa đồ. Hiên Viên Triệt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi không cần cảnh giác, dùng thực lực của ngươi hiện tại ta căn bản cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Ta chỉ muốn xác định trong tay ngươi có địa đồ hay không, cũng không phải là vì ta là vì tất cả mọi người. Lâm Thiên, Hiên Viên Triệt nói không sai, địa đồ này trong tay Độc Cô gia của thiếp cũng có. Bắc Cung gia của Vô Song tỷ cũng có. Thanh Long hoàng tộc của Tiểu Long, Huyền Vũ hoàng tộc đều có. Độc Cô Cảnh Văn bên người Lục Lâm Thiên nói. Đúng vậy. Trong tay ta quả thực có một tấm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, cũng không giấu giếm nữa mà móc ra địa đồ trong lòng. Quả thực là có. Từng ánh mắt nhìn vào địa đồ trong tay Lục Lâm Thiên, vốn không ít ánh mắt nghi ngờ lúc này nhìn thấy tàn đồ trong tay Lục Lâm Thiên bắt đầu có chút thoải mái. Lâm Thiên, khó trách con không đi cùng chúng ta, hóa ra con đã sớm có chuẩn bị. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, nhìn địa đồ trong tay, khẽ cười. Bà ngoại. Tiểu tử bất đắc dĩ mới cự tuyệt ý tốt của bà ngoại, mong người đừng để ý. Lục Lâm Thiên nói, Thanh Long hoàng tộc vốn có ý tốt, bản thân hắn lại cự tuyệt khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này có chút băn khoăn. Chuyện này không trách con tự mình sắp xếp là được rồi. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, Lục Lâm Thiên, làm sao ngươi tìm được địa đồ này? Thác Bạt Đỉnh nhìn Lục Lâm Thiên nói, chuyện này ngươi không cần phải biết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hư, ngươi có biết địa đồ này liên quan tới cái gì không? Bằng vào ngươi há có thể biết được. Thác Bạt Đỉnh run rẩy, nhìn Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Hoàng tộc thì giỏi lắm sao? Ta phi. Cùng kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, nếu là lúc trước tuyệt đối hắn sẽ cố kỵ hoàng tộc, thế nhưng bây giờ cũng không giống vậy. Mấy người hoàng tộc có mặt ở đây hiện tại cũng không có mấy người quá mạnh mẽ. Uy áp của hoàng tộc đối với hắn cũng không lớn, huống chi hắn biết Lục Lâm Thiên cũng không coi hoàng tộc vào đâu. Ngươi là người phương nào? Ở trước mặt Thác Bạt hoàng tộc ta ngươi nên thành thật một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy cùng kỳ tôn giả không đặt đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh vào trong mắt, Thác Bạt Thanh Vũ quát lớn. Thác Bạt hoàng tộc chó má, ngươi ngứa ra có phải không? Để xem ngươi có bị ăn đòn hay không? Tiểu Long trừng mắt nhìn Thác Bạt Thanh Vũ. Không có một chút khách khí nào. Ngươi, Thác Bạt Thanh Vũ nhìn Tiểu Long, có giận cũng không dám phát tác, thực lực của Tiểu Long hắn biết rõ, đủ để chà đạp hắn trăm lần. Huống chi luận gia tộc Thanh Long hoàng tộc tuyệt đối không sợ Thác Bạt hoàng tộc hắn. Cho nên hắn biết rõ có giận thì cũng phải nén xuống, Tiểu Long này hắn trêu không nổi. Được rồi chư vị, mọi người không nên làm tổn thương hòa khí. Ở thời thượng cổ lục đại nhân hoàng tộc chúng ta và tứ đại thú hoàng tộc liên thủ kháng địch ở trong hư không bí cảnh này. Cho nên ta tin, những tiền bối cũng không muốn chúng ta tổn thương hòa khí. Hiên Viên Triệt nhìn chúng nhân Thanh Long hoàng tộc cao ngất nói. Thời điểm thượng cổ thú hoàng tộc chúng ta liên thủ với nhân tộc các ngươi, thế nhưng ở thời điểm xa xưa, thú hoàng tộc chúng ta đối với nhân tộc các ngươi lại có thù sâu như biển. Đại trưởng lão hổ lỗ của Bạch Hổ hoàng tộc lạnh lẽo nói. Dường như cũng không vừa mắt với lục đại nhân hoàng tộc. Được rồi, ở trong hư không bí cảnh chúng ta cũng không nên làm rộn. Khi trước chúng ta đều không thể đặt chân vào phiến hư không này. Thế nhưng lúc này lại có thể tiến vào đây. Ta cảm giác bên trong dường như có chút không quá bình thường. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói. Đúng vậy, trước đây khu vực này chúng ta không có cách nào đặt chân vào. Còn có năng lượng mênh mông mà quỷ dị mấy ngày trước có lẽ là ở chỗ này truyền ra. Ta cảm giác việc này không quá bình thường. Đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân của Độc Cô gia tộc nói. Hiên Viên Triệt nheo mắt, nhìn tất cả mọi người nói.
Có phải lần này chư vị tới đây đều là do địa đồ thu hút đúng không? Không sai. Thái Công Tĩnh Nhiễm do dự một chút rồi gật đầu nói. Lập tức các hoàng tộc còn lại gật đầu, cả đám đều bị địa đồ thu hút tới, cho nên mới tới nơi này. Lục Lâm Thiên, còn ngươi thì sao? Hiên Viên Triệt nhìn qua Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu, xem ra tất cả mọi người đều bị địa đồ thu hút cho nên mới tới đây, có lẽ bên trong địa đồ có bí mật gì đó, hắn nói. Ta cũng như vậy, đến trong biển mây này địa đồ đột nhiên có chấn động cho nên ta mới tới đây. Xem ra tất cả mọi người đều vì nó mà tới đây. Hiện tại mọi người cộng lại có thêm một khối địa đồ. Hiên Viên Triệt nhíu mày, đi đi lại lại, nhìn ngọn núi khổng lồ trước mắt rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, lai lịch cùng tác dụng của bản đồ này ngươi có biết không? Đồn rằng địa đồ này tổng cộng có 13 khối, trong tay các đại hoàng tộc các ngươi có 10 khối. Còn 3 khối còn lại, không rõ nơi hạ lạc, hoàng tộc các ngươi đang một mực tìm kiếm, nghe nói 13 tấm địa đồ này có liên quan tới bí mật phá toái hư không? Lục Lâm Thiên nói, việc này hắn cũng không có giấu giếm, thập đại hoàng tộc cũng biết. Lúc này Lục Lâm Thiên ngược lại còn hy vọng thập đại hoàng tộc có thể cho hắn biết rõ một ít chuyện mà hắn không biết. Hừ, Thác Bạt Thanh Vũ khẽ hừ một tiếng, dường như cũng cảm thấy bất ngờ vì Lục Lâm Thiên lại biết được chuyện bực này. Xem ra ngươi cũng biết. Hiên Viên Triệt nói, đồn rằng 13 tấm địa đồ hội tụ là có thể biết rõ bí mật bên trong. Nói là có liên quan tới bí mật phá toái hư không? Hoặc giả là có liên quan tới đại chiến thượng cổ. Hoàng tộc chúng ta quả thực không ngừng tìm kiếm 3 tấm địa đồ khác. Thế nhưng nhiều năm trôi qua cũng không có tin tức cụ thể. Thế nên bí mật này ra sao lại không có bất kỳ người nào biết được. Tiền bối thập đại hoàng tộc trước kia cũng chưa từng đặt chân qua nơi này, khu vực này dường như có cấm chế, không cách nào đi vào được. Ngừng một lát, Hiên Viên Triệt nhìn Lục Lâm Thiên cùng tất cả mọi người nói. Lúc này địa đồ có thể đưa chúng ta tới. Nếu như còn 2 tấm địa đồ còn lại ở trong hư không bí cảnh này, ta cảm thấy nhất định cũng sẽ có người sắp tới đây. Có lẽ lần này 13 tấm địa đồ sẽ lần nữa hội tụ. 13 tấm địa đồ lần nữa hội tụ. Mọi người lập tức run lên, những năm gần đây tất cả các đại hoàng tộc đều đang tìm kiếm bí mật trong hư không bí cảnh, nếu như lúc này có thể thành công thì quả thực là tin tức khiến cho người ta phấn chấn. Thế nhưng bây giờ chỉ có 11 tấm địa đồ. Công Tôn Tông Nguyên nói. Hiện tại chúng ta chỉ cần đợi là dược, chỉ cần 2 tấm địa đồ còn lại ở trong hư không bí cảnh, ta có dự cảm nhất định sẽ tới. Đến lúc đó có thể biết được bí mật trọng đại ở trong hư không bí cảnh từ trước tới nay. Hiên Viên Triệt nói. Vậy thì mọi người chờ chút vậy, không biết 2 tấm địa đồ còn lại sẽ rơi vào trong tay ai? Độc Cô Phàm Vân nói. Một lát sau, tất cả mọi người tự tìm nơi khoanh chân ngồi chờ. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Tiểu Long, Lục Lâm Thiên thì ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói những việc mà mình trải qua thời gian gần đây. Lâm Thiên, nếu như lần này có thể hội tụ 13 tấm địa đồ, biết được bí mật trọng đại trong hư không bí cảnh có lẽ sẽ có cơ duyên cực lớn. Thế nhưng mà có thể cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Họa phúc tương phùng, chàng phải cẩn thận một chút. Độc Cô Cảnh Văn nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Tự nhiên hắn biết rõ đạo lý họa phúc tương phùng, thế nhưng nếu hắn đã tới thì bất kể là cơ duyên hay nguy hiểm, cũng phải thử qua mới biết được. Trong thời gian mọi người chờ, Lục Lâm Thiên vẫn luôn chú ý. Thời gian lâu như vậy Đại Hồn Anh vẫn đang luyện hóa năng lượng tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ. Cũng không biết tới khi nào mới luyện hóa hoàn tất. Thế nhưng Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, Đại Hồn Anh luyện hóa một đạo tàn hồn của thiên thú điêu thượng cổ. Khí tức trên người đang kéo lên không phải nhỏ tí tẹo mà tuyệt đối cường hãn. Lục Lâm Thiên thậm chí còn cảm giác được nếu như Đại Hồn Anh có thể luyện hóa hết năng lượng tàn hồn kia, khí tức trên người nhất định sẽ nhảy lên tình trạng vô cùng khủng bố. Dù sao Đại Hồn Anh thôn phệ tàn hồn và sát khí không giống như hắn dùng âm dương linh vũ quyết, hắn thi triển âm dương linh vũ quyết thôn phệ chân khí và linh lực, bỏ đi tạp chất cuối cùng mới có thể chuyển thành cho mình sử dụng. Cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Mà Đại Hồn Anh thôn vệ sát khí và tàn hồn đều có thể chuyển thành cho mình sử dụng. Khác biệt trong đó cực lớn. Ví dụ như Đại Hồn Anh thôn vệ một đạo tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ, một đạo tàn hồn yêu đế, Lục Lâm Thiên đã từng giao thủ qua, uy năng đủ để so sánh với cấp độ chuẩn đế. Lục Lâm Thiên có chút chờ mong, nếu như Đại Hồn Anh luyện hóa hoàn toàn,
sợ rằng khí tức cũng có thể đạt tới chuẩn đế. Có đại hồn anh cấp độ chuẩn đế, tăng thêm đủ loại thủ đoạn quỷ dị cùng trạng thái của đại hồn anh, đến lúc đó thực lực tuyệt đối không dưới đế khôi. Người của thập đại hoàng tộc lúc này cũng đang tiếp tục chờ đợi, cùng đợi hai tấm địa đồ còn lại tới. Về phần chủ nhân hai tấm địa đồ còn lại là ai, dường như bọn họ cũng không mấy hứng thú. Mọi người cùng chờ đợi, ước chừng 30 thời thần sau, hai con mắt khép hờ của Lục Lâm Thiên đột nhiên mở ra. Hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, phía xa xa lúc này có hai cố thân ảnh trước sau ở đằng xa lao tới. Cùng lúc trong không gian chung quanh cũng có không ít người mở mắt ra. Siêu siêu, ở phía khác nhau trong không gian, hơn 10 đạo thân ảnh đi tới, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang xẹt qua không trung, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không. Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, từng đạo lưu quang thu liễm lại, hiện ra từng đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó có đám người Lục Lâm Thiên không xa lạ gì đó là Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam, còn có Tử Đồng Trưởng Lão, Phục Yêu Tôn Giả, Hỏa Vân Tôn Giả. Mọi người ở giữa không trung cũng nhìn thấy vô số thân ảnh phía dưới, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Thiên Địa Các, nhìn Tử Yên và Lam Thập Tam cùng với đám người Tử Đồng Trưởng Lão trong thập đại hoàng tộc có không ít cường giả nhíu mày. Ngược lại đối với đám người Linh Vũ Giới, dường như đối với chúng cường giả thập đại hoàng tộc mà nói cũng không quá quen thuộc. Lục Trưởng Môn, Tử Yên nhìn qua đám người phía dưới, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thân ảnh mềm mại uyển chuyển rơi xuống bên người Lục Lâm Thiên, nhìn qua Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn rồi nói. Hai vị thần nữ có lẽ cũng đã sớm tới đây rồi à. Ta đã sớm đoán, trong tay Thiên Địa Các sẽ có một tâm địa đồ. Xem ra ta đoán đúng. Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng cười, lúc này đám người Thiên Địa Các có mặt ở đây đương nhiên là cũng có địa đồ. Tử Yên cô nương. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu với Tử Yên, quan hệ của Bắc Cung gia với Thiên Địa Các cũng không tồi. Linh Vũ Giới. Ánh mắt Lam Thập Tam nhìn vào đám người Linh Vũ Giới, ánh mắt đảo qua hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền. Thân ảnh lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, không ngờ ngươi cũng ở đây. Không phải ngươi cũng tới sao? Lục Lâm Thiên nhìn khuôn mặt tuấn lãng khiến cho nữ tử trong thiên hạ động lòng của Lam Thập Tam khẽ mỉm cười nói. Trong tâm thần dò xét của hắn, hắn phát hiện ra Lam Thập Tam cùng với Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên đều có tinh tiến. Tu vi dường như so với trước đây mạnh hơn không ít. Cũng không biết có phải đạt được chỗ tốt trong hư không bí cảnh này hay không. Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh Tuyệt biến sắc, ngược lại Lăng Thanh Tuyền không biết vô tình hay cố ý, mà căn bản không nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua Lăng Thanh Tuyền, trong lòng vẫn có lời muốn hỏi Lăng Thanh Tuyền. Thế nhưng lúc này lại không phải lúc, từ lần trước sau khi biết được tin từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền, Lục Lâm Thiên vẫn đang suy nghĩ, nếu như Lăng Thanh Tuyền thực sự sinh con cho hắn. Thì đứa bé đã được 6-7 tuổi rồi. Xem ra hai tấm địa đồ còn lại ở trong tay Thiên Địa Các và Linh Vũ Giới. Thân ảnh Hiên Viên Triệt lóe lên, đi tới bên cạnh mọi người nói. Tất cả đã có mặt mọi người cũng không cần che giấu. Người có thể tới đây trên người đều có địa đồ. Hội tụ 13 tấm địa đồ là có thể biết rõ chuyện chúng ta muốn biết. Tất cả lấy ra đi. Hiên Viên Triệt nói xong, địa đồ đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt chăm chú nhìn vào mọi người. Tất cả các đại hoàng tộc lúc này đều móc ra địa đồ, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không sốt ruột. Thiên Địa Các và Linh Vũ Giới còn chưa sốt ruột, ngược lại còn nhìn nhau. Chư vị, chẳng lẽ chư vị không muốn biết sau lưng nó ẩn giấu bí mật gì sao? Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên không nóng vội, ánh mắt Hiên Viên Triệt thoáng biến hóa, nói. Các ngươi có địa đồ, nếu như trong này có thu hoạch Hiên Viên hoàng tộc ta đồng ý phân thành 13 phần. Đến lúc đó người có địa đồ đều đạt được một phần. Hiên Viên gia tộc đồng ý, không biết các gia tộc khác thì sao? Lăng Thanh Tuyệt nhìn mọi người, dường như đối với lai lịch của tấm địa đồ này cũng đã biết. Hiên Viên thế chất, cho bọn họ 3 phần hơi nhiều a. Bọn họ dựa vào cái gì mà đòi phân chia với hoàng tộc chúng ta? Thác Bạt Đỉnh nhìn Linh Vũ Giới và đám người Lục Lâm Thiên, Thánh Linh Giáo, ánh mắt nhìn về phía người của Thiên Địa Các lại cực kỳ khách khí. Nói đúng, ta đối với địa đồ đột nhiên cảm thấy không có hứng thú. Các ngươi chậm rãi phân chia đi. Lục Lâm Thiên nhìn Thác Bạt Đỉnh khẽ cười nhạt một tiếng, chậm rãi lui về phía sau,
khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện này, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt tất cả mọi người biến hóa, đặc biệt là Thác Bạt Đỉnh không biết giấu mặt vào đâu. Lục Lâm Thiên không có hứng thú, địa đồ vẫn còn trong tay Lục Lâm Thiên, chỉ có hội tụ 13 tấm địa đồ thì mới có thể biết được bí mật ẩn giấu sau tấm địa đồ. Không có địa đồ, bọn họ thương lượng như thế nào cũng không có tác dụng. Lục Lâm Thiên, nếu như ngươi không cảm thấy hứng thú thì đem địa đồ giao ra đây. Thác Bạt Đỉnh run run, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Dựa vào cái gì? Hai con mắt khép hờ của Lục Lâm Thiên lập tức mở ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào trên người Thác Bạt Đỉnh. Ánh mắt lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên nhìn vào khiến cho toàn thân Thác Bạt Đỉnh run lên, hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng đường đường là hoàng tộc, Lục Lâm Thiên cũng không dám làm càn. Huống chi tất cả mọi người chung quanh đều muốn biết bí mật sau lưng địa đồ. Coi như là cùng chung mục đích cho nên khiến cho dũng khí của hắn lớn hơn một chút. Hít sâu một hơi, cố nén sự cố kỵ với Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, chẳng nhẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại tất cả chúng ta hay sao? Ha ha! Lục Lâm Thiên cười ha hả, ánh mắt nhìn qua mọi người, tức thì nói. Ta cũng muốn biết ngày hôm nay nếu như ta không giao ra địa đồ thì sẽ có bao nhiêu người muốn đối phó với ta. Ai dám động tới lão đại của ta, ta sẽ nghiền nát kẻ đó thành cho bụi. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, nhìn đám người chung quanh nói. Hổ Lỗ và Hổ Tu của Bạch Hổ hoàng tộc nhíu mày, cũng không có nói gì. Trong lục đại nhân hoàng tộc, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên, đã nói rõ lập trường của mình. Thiên địa các chúng ta ân oán gì đều không tham dự. Tử Yên đang muốn nói gì đó, Tử Đồng trưởng lão đã lên tiếng, đồng thời ý bảo người của thiên địa các lui về phía sau một chút. Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới cũng không có biểu hiện gì có vẻ như đối phó với Lục Lâm Thiên. Bọn họ không có nắm chắc, huống chi nếu như lúc này có hoàng tộc muốn đối phó với Lục Lâm Thiên, bọn họ còn mừng rỡ xem náo nhiệt. Công Tôn gia tộc cùng với Thái Công gia tộc lúc này cũng có ý định xem náo nhiệt. Có quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và tứ đại thú hoàng tộc. Bên người lại có cùng kỳ tôn giả là chuẩn đế, bọn họ cũng không muốn hành động thiếu sáng suốt. Thác Bạt Đỉnh, xem ra ngươi tính sai rồi, không có ai đứng cùng một chiến tuyến với ngươi a. Lục Lâm Thiên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt Đỉnh quay đầu lại nhìn người bên cạnh, khuôn mặt già nua lúc này cực kỳ khó coi. Hắn cũng thật không ngờ lại không có bất kỳ ai nguyện ý đối phó với Lục Lâm Thiên. Vốn hắn còn muốn mượn cơ hội cùng chung mục đích này kiếm chút mặt mũi trở về, ai ngờ lại có kết quả như vậy. Chư vị, chúng ta thân là hoàng tộc, chẳng lẽ lại sợ Lục Lâm Thiên này hay sao? Về sau hoàng tộc chúng ta làm sao còn mặt mũi đặt chân trên đại lục này nữa? Thác Bạt Đỉnh run rẩy, tất cả mọi người rõ ràng đều sợ Lục Lâm Thiên này. Lời nói của Thác Bạt Đỉnh khiến cho sắc mặt không ít trưởng lão trong hoàng tộc thay đổi, thân là hoàng tộc, từ trước tới nay điều này chính là sự kiêu ngạo cùng với vinh dự của bọn họ. Loại kiêu ngạo này không liên quan tới thực lực, là bẩm sinh của hoàng tộc. Quả thực từ nhỏ đã có ngạo khí, tuy rằng không ai không biết Lục Lâm Thiên cường hãn, thế nhưng từ sâu trong linh hồn bọn họ vẫn kiêu ngạo vì bản thân là hoàng tộc, đây là điều khó có thể thay đổi. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bọn họ còn chưa dám thực sự đứng ra chống lại Lục Lâm Thiên, ít nhất Lục Lâm Thiên còn chưa chọc tới bọn họ. Thác Bạt Đỉnh, ngươi ba lần bốn lượt trêu chọc ta. Có phải ngươi nghĩ rằng ngươi là đại trưởng lão của Thác Bạt hoàng tộc cho nên ta tuyệt đối không dám ra tay với ngươi có đúng không? Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía Thác Bạt Đỉnh, khóe miệng mỉm cười, bắt đầu có hàn ý lan tràn. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn thế nào? Thác Bạt Đỉnh theo bản năng lui về phía sau một bước. Hoàn toàn không có ai cùng ở chung một mặt trận với hắn. Lúc này hắn mới nhận ra, hắn đã khơi mào lửa giận của Lục Lâm Thiên, trong lòng lúc này bắt đầu hoảng hốt.